Lăn đi, Vân Tiểu Lộc tức giận đến phát run, ta nhìn ra được, người chính là giả mạo, hai người kia mới có bản lĩnh thật sự. Chờ xem Vô Tử Thiên, luôn có người vạch trần ngươi. Tuổi trẻ, vậy ngươi chậm rãi chờ đi. Vân Tiểu Lộc một đoàn người, giận đùng đùng rời đi. Trước khi đi thời điểm, bọn họ cũng không dám nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong hai người, bởi vì vừa mới hết thảy, thật là đáng sợ. Có thể nói, Vân Thượng Tiên Cung tâm thái, một hồi này đều nổ. Lợi hại a, hai vị gia, đây là toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều chú ý nhất chiến, các ngươi triệt để phát hỏa. Ta đoán chừng Vân Thiên Khuyết cái kia lão cẩu, hiện tại cũng tại thổ huyết, cái này kêu cái gì? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ha ha. Phu tử thiên tâm tình sảng khoái. Đây quả thực là, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Lý Thiên Mệnh không giống hắn đắc ý như vậy. Mặc dù nói một trận chiến này, có thể để cho mình, tối thiểu ổn định Thanh Hồn Điện thân phận, nhưng mục tiêu của hắn rất lớn. Cùng Vân Phi Dương đối chiến về sau, hắn ngược lại sâu sắc ý thức được, lấy thực lực trước mắt hướng xuống sông, còn thiếu rất nhiều. Căn bản cũng không có, cùng thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn đỉnh phong các thiên tài, giao phong tư cách. Gánh nặng đường xa. Cho nên, tu hành là quan trọng. Mà tu hành bên trong, chiến quyết, càng quan trọng. Hiện tại còn sử dụng Viêm Hoàng Đại Lục chiến quyết, quá bị thua thiệt. Hắn muốn thay đổi loại này hiện trạng. Lại lần nữa xuất phát. Lý Thiên Mệnh trên tay, chính nắm bắt hai quả trứng, cầm lấy vuốt vuốt. Vậy cũng là tiểu ngũ. Giả dụ không cẩn thận bóp nát, Lý Thiên Mệnh không có chút nào lo lắng. Đó là bởi vì, hắn cộng sinh không gian bên trong, loại này tiểu hôi trứng, đã có hơn 1.000 cái. Đến không thiên hỏa trụ bên trong, gia hỏa này đã cuồng bạo được nhanh đem người bước điên rồi. Nó cơ hồ tương đương nắm bắt Lý Thiên Mệnh lỗ tai, hướng về phía hắn gào thét. Ta muốn xuất sinh. Vô thiên hỏa trụ bên ngoài. Hình ảnh đã kết thúc, Vân Thiên Khuyết lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vân huynh, lại nói thiếu niên tóc trắng này tư liệu, các người Vân Thượng Tiên Cung có sao? Đây chính là Thanh Hồn Điện đệ tử, khoảng cách các ngươi rất gần. Có người khác hỏi. Không có, Vân Thiên Khuyết thản nhiên nói. Hai vị, cái kia là đệ tử của ta, ẩn giấu 20 năm, có ý tứ chứ? Vân Cung Chủ. Sau lưng truyền đến một tiếng trêu tức thanh âm, Vân Thiên Khuyết quay đầu lạnh lùng xem xét, người nói chuyện là Giang Thanh Lưu. Đứa trẻ này quả thật không tệ, nhưng, có thể thay đổi Vô Tử Thiên là phế vật sự thật. Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, thật biết thổi, Vân Thiên Khuyết cười lạnh nói. Vân Cung Chủ, đừng nóng vội mắt a. Chậm rãi nhìn xuống. À đúng, người tiểu nhi kia con nhanh bay ra ngoài, nhanh đi an ủi đi, tuổi tác không nhỏ, khác trước mặt người khác khóc nhè, dù sao cái này thua cũng quá nhanh quá thảm rồi, ha ha. Giang Thanh Lưu cười như điên. Vân Thiên Khuyết mặt, rốt cục đen lại. Người sẽ chết, hắn nói. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, tất cả mọi người sẽ chết, chỉ là ta Giang Thanh Lưu như chết rồi, thế nhân đều sẽ nhớ đến ta, chính là đệ nhất danh sư. Giang Thanh Lưu nói. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, quay người rời đi. Vân Thượng Tiên Đảo. Biển mây vòng xoáy phụ cận, theo quang ảnh biến mất, vừa rồi phi thường náo nhiệt hình ảnh, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Nguyên một đám Vân Thượng Tiên Cung trưởng bối, đệ tử, trong đầu, một cái thiếu niên tóc trắng, vung đi không được. Vân Sư Huynh, bị một cái vô danh chi bối, đánh bại. Toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung, một mảnh đau thương. Tại Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, Lý Thiên Mệnh ở độ tuổi này, vừa cho hắn đánh tan, Vân Phi Dương, gần với, Phu Tử Thiên tính toán đệ nhị thiên tài. Lý Thiên Mệnh tại, Tề Thiên Chi Nhãn, chú ý xuống, đánh bại dạng này Vân Thượng Tiên Cung Thiên Kiêu, tại Thanh Vân Đại Lục nhất định có thể tạo thành chấn động, tại Thái Dương Vạn Tông, có lẽ cũng đưa tới không ít chú ý, dù sao, hắn trước đây đều không lộ diện qua. Đương nhiên, loại thực lực này không có cách nào tại toàn bộ vô thiên chi cảnh làm nhân vật chính. Cho nên tiếp đó, hẳn là sẽ có càng nhiều từ từ bay lên đế tinh tài tuấn, dẫn dắt phong trào. Lý Thiên Mệnh liền cũng nặng yên tĩnh trở lại, không nhanh không chậm tiến lên, chủ yếu lấy đề thăng làm chủ. Cái kia Tề Thiên Bia phía trên đế tinh bảng, tạm thời còn không có một cái tên người. Cái này mang ý nghĩa tiếp đó, sẽ có rất nhiều sóng ngầm mãnh liệt. Đối các trưởng bối tới nói, tiểu hài tử tranh phong, khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Nhưng, tuổi trẻ, nhiệt huyết, quật khởi, bộc lộ tài năng những chữ này, lại tràn đầy sắc thái truyền kỳ,
cho nên có không ít ngàn tuổi có hơn lão giả, đều đang chăm chú tề thiên chi nhãn. Được, thì cái này. Lý Thiên Mệnh bọn họ thâm nhập hơn nữa một chút, đổi một chỗ, tiến vào một đạo khe sâu bên trong. Cái này khe sâu phía dưới là một đầu dung nham núi lửa dòng sông, tuy nhiên vô cùng nóng rực, nhưng may mà không có hỏa diễm phong bạo, rơi vào trong đó sẽ dễ chịu một số, không dùng chống cự vô thiên hỏa trụ trùng kích chi lực. Cái này dung nham núi lửa dòng sông bên trong, sinh tồn có không ít thần thú cấp bậc hung thú. Trật tự chi địa bình thường đem loại hung thú này, xưng là hồng hoang hung thú, lấy cùng loại cộng sinh thú phẩm giai phân chia. Nói như vậy, những thứ này hấp thu hằng tinh nguyên, trưởng thành mấy trăm năm hơn ngàn năm thần thú, chỉ cần tam giai, liền có thể nghiền ép rất nhiều tinh tướng thần cảnh. Cái này dòng sông bên trong hồng hoang hung thú, đại khái chỉ có cấp một mức độ, nhưng cũng có được thượng thần chiến đấu lực. Loại này chiến đấu lực, bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa. Bọn họ không có có trí tuệ, chỉ có sinh tồn bản năng, tự nhiên không có khả năng lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Cho nên, lực chiến đấu của bọn nó, tập trung ở nhục thân cùng hỗn loạn vũ trụ nguyên lực hai bộ phận này, trưởng thành không gian rất có hạn. Bởi vì, trí tuệ, cùng, thần ý, khác nhau, hồng hoang hung thú tại cùng nhân tộc tranh phong bên trong, ở thế yếu, nhưng cái này cũng không thể xem thường bọn họ. Có chút hồng hoang hung thú đạt tới ngũ lục giai mức độ, một khi mất khống chế, động một tí hủy diệt một tòa thành trì, đổ sát vô số thương sinh. Bởi vì bọn họ hung tàn vô tình, loại chuyện này rất phổ biến. Tại tất cả địa phương, hung thú đều đóng vai lấy một loại hạ tầng nhân vật. Nhưng nói thật, đã từng thái cổ hỗn độn cự thú, thì cùng loại với hung thú, cũng không phụ thuộc nhân tộc. Điều này nói rõ bọn họ cái này tộc quần, cũng không có đơn giản như vậy. Sinh tồn ở vô thiên chi cảnh bên trong hồng hoang hung thú, rất có lãnh địa ý thức. Lý Thiên Mệnh vừa mới xuống tới, nơi này liền có một đám theo lòng đất dung nham bên trong sông tới, dung hang ma xà, vọt thẳng hướng bọn họ. Bọn họ phun ra thiêu đốt hỏa diễm, đụng nát phách núi, chủ động đem Lý Thiên Mệnh bọn họ làm thành con mồi. Vì thế, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cố mà làm, để tiên tiên xuất mã, trực tiếp ăn chán chê một trận. Dung hang ma xà giải tán lập tức, nơi này thì thanh tịnh xuống tới. Trước điệu thấp một đoạn thời gian, Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta làm một cái, mê huyễn kết giới, ẩn tàng tung tích, tránh khỏi rất dễ dàng khiến người ta phát hiện. Phu Tử Thiên nói. Loại này tiểu hình kết giới, có thể tùy thân mang theo, mở ra về sau phong bế một cái khu vực, ngoại nhân rất khó coi gặp. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, cái này nho nhỏ mê huyễn kết giới lại là thần cấp mức độ. Điều này nói rõ trật tự chi địa phía trên kết giới chi thuật, cần phải phát triển đến vô cùng đỉnh phong mức độ. Bọn họ ẩn thân tại cái này mê huyễn trong kết giới, trốn vào cái này thâm uyên, tự nhiên càng thêm an toàn. Các ngươi đi huyễn thiên chi cảnh đi, ta không tiến vào, thuận tiện nhìn lấy ra hỏa này. Làm Lý Thiên Mệnh mở ra thiên vị kết giới thời điểm, Lâm Tiêu Tiêu đối với hắn nói ra. Phu Tử Thiên vẫn là một cái không thể tin hoàn toàn người, mà lại, nàng tự giác huyễn thiên chi cảnh tử diệu tinh thần tháp, đối nó tu luyện ảnh hưởng không lớn. Có thái cổ tà ma loại này dị loại tại, cảnh giới của nàng đột phá, ngược lại so Lý Thiên Mệnh Dạ Lăng Phong đều muốn đơn giản. Được, Lý Thiên Mệnh liền cùng Dạ Lăng Phong, cùng một chỗ bước vào thiên vị kết giới. Đối Phu Tử Thiên tới nói, bọn họ chỉ là xếp bằng ở một cái bình thường trong kết giới, cũng không có cái gì dị dạng. Muốn là tề thiên chi nhãn xuất hiện, lập tức gọi ta. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Không có vấn đề, Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Bọn họ có vẻ giống như ngủ thiếp đi, Phu Tử Thiên hiếu kỳ hỏi. Đây là bọn họ tu luyện phương thức, chớ để ý quá nhiều. Lâm Tiêu Tiêu nói. Hiểu rõ, Phu Tử Thiên nháy nháy mắt, ngắm Lâm Tiêu Tiêu liếc một chút, tay cầm quạt giấy, khí định thần nhàn nói. Lâm sư muội, thời gian đằng đẵng, không bằng cùng bỉ nhân ngồi trên mặt đất, sướng trò chuyện một chút nhân sinh. Lan. Được rồi. Huyễn thiên chi cảnh, huyền chi hữu huyền đảo. Dạ Lăng Phong bị giam giữ về sau, bọn họ lần thứ nhất chạm mặt, chính là ở chỗ này. Mà lần này, Dạ Lăng Phong theo thiên vị kết giới, tiến đến, cùng lần trước có một trời một vực. Lần đầu tiến đến, hắn tương đương đổi một cái thân phận mới. Nhớ đến lần trước, giống như gặp ngươi thiên hồn nhanh tiêu tán. Lý Thiên Mệnh trên dưới dò xét hiện tại Dạ Lăng Phong, phát hiện hắn thiên hồn đã khôi phục hoàn hảo. Lần trước là mệnh hồn kém chút để cái kia gọi, đế nhất, người xé rách, dẫn đến thiên hồn địa hồn bắt đầu tiêu tán, bây giờ mệnh hồn khỏi hẳn,
còn có điều tiến bộ, thiên địa nhị hồn thì khôi phục. Dạ Lăng Phong nói. Một lần nữa đứng tại cái này người đến người đi huyền chi hữu huyền đảo phía trên, Dạ Lăng Phong sâu biết rõ được, chính mình có thể theo dị độ ký ức không gian đi ra, đến cùng đến cỡ nào không dễ dàng. Ta đi khiêu chiến cổ thần tượng, gần nhất rất thiếu một môn thích hợp chiến quyết, bây giờ đối thủ mạnh hơn, tối thiểu nhất, tại chiến quyết phía trên, chúng ta không thể ăn thua thiệt. Lý Thiên Mệnh nói, ta cũng đi tìm một môn, có thể đem, thập phương trấn ma trụ, uy lực khai quật ra chiến quyết. So sánh ngươi Đông Hoàng Kiếm, ta đối binh khí này quen thuộc trình độ, cùng ngươi so kém xa. Dạ Lăng Phong duỗi tay vừa lộn chuyển, cái kia ngăm đen thập phương trấn ma trụ, xuất hiện tại hắn tay bên trong. Thiên vị kết giới đem biết đừng đi ra, nhưng uy lực hơi có một chút hạ xuống. Hai người ở chỗ này xếp hàng, sau đó không lâu đến phiên bọn họ. Tiến vào đại điện về sau, Lý Thiên Mệnh chọn lựa nửa ngày, có chút nhíu mày. 10 vị trí đầu tòa cổ thần tượng, trên cơ bản đều là một cảnh thần quyết, nhiều nhất hai cảnh thần quyết, còn không bằng Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. 10 ngày một lần khiêu chiến hạn chế, đối người khác mà nói không sao, nhưng với ta mà nói, ảnh hưởng so sánh lớn. Cổ thần tượng phía trước 50 tòa khiêu chiến độ khó khăn, cùng tự thân thực lực quan hệ không lớn, càng khảo nghiệm là thiên phú và lĩnh ngộ. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể một đường quá quan trảm tướng, lại làm cho quy tắc ngăn cản, để hắn không có cách nào đạt được, càng đỉnh cấp công pháp chiến quyết. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, cấp 3 quyền hạn, liền có thể vô hạn lần khiêu chiến cổ thần tượng. Ta lần trước tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 2, xem như mở ra, cấp 2 quyền hạn, trước mắt đối với ta mở ra nơi truyền thừa, đã đạt tới trên 100 cái. Tử Diệu Tinh nắm giữ huyễn thiên chi cảnh, trật tự chi địa lại không có. Cái này tối thiểu nói rõ Tử Diệu Tinh so với trật tự chi địa, càng tới gần trật tự tinh không trung tâm. Lý Thiên Mệnh vừa lên trật tự chi địa, liền đi tới vô thiên chi cảnh. Hắn mặc dù có thanh hồn điện đệ tử thân phận, có thể tạm thời cũng không thể nào đạt được, thanh hồn điện tiền bối truyền thừa cùng chỉ dẫn. Ngay tại lúc này, Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong hết thảy tư nguyên, với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu. Nói một cách khác, đây là hắn tại vô thiên chi cảnh thời kỳ, tăng lên chính mình trọng yếu tư bản. Đúng rồi, ta đã có thể đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, nếu như ta khiêu chiến Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 3 thành công, phải chăng có thể nắm giữ cấp 3 quyền hạn? Một khi nắm giữ cấp 3 quyền hạn, liền có thể vô hạn lần khiêu chiến cổ thần tượng. Nghe nói thứ 100 tòa cổ thần tượng, chính là Tử Diệu Đế Quân, truyền thừa. Cái này Tử Diệu Đế Quân, tối thiểu là Thái Dương Đế Tôn, cấp bậc kia. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp rời đi huyền chi hữu huyền đảo, để huyễn thiên tinh linh mang chính mình tiến về Tử Diệu Tinh thần tháp. Đồng thời, hắn dò hỏi, ta tại hiện thực kết giới, nắm giữ đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất kinh lịch, ta có thể trực tiếp khiêu chiến Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 3 sao? Xét thấy ngươi tại Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 2 tu luyện ghi chép, ngươi nắm giữ loại cơ hội này. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, nếu như ta thu hoạch được Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 3 tu luyện quyền, ta có hay không có thể mở ra cổ thần tượng khiêu chiến cấp 3 quyền hạn? Lý Thiên Mệnh hỏi lại, có thể, Huyễn Thiên Tinh Linh nói, rất tốt, Tử Diệu Tinh thần tháp 10 ngày một cái luân hồi. Lý Thiên Mệnh chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Một khi thất bại, hắn đến 10 ngày sau lại đến. Hắn thực lực của đối thủ phạm vi, tại tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất đến cấp 6. Hắn là lần đầu tiên khiêu chiến, đối thủ đại khái dẫn là tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Nhưng muốn, là vận khí không tốt, xứng đôi một cái cấp 6 đối thủ cũng có thể. Lý Thiên Mệnh lựa chọn khiêu chiến. Hắn cái thứ nhất bước vào kết giới chiến trường. Nắm giữ thiết lập chiến trường hoàn cảnh quyền lực. Sau đó, hắn đem chiến trường thiết lập vì Sơn Hải hoàn cảnh, thích hợp Lam Hoang cùng Tiên Tiên phát huy. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu hình thể tương đối nhỏ, đối hoàn cảnh ỷ lại trình độ không cao. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, đối thủ của ngươi, Sở Xuyên, sắp bước vào chiến trường. Tiếng nói vừa ra, một cái tóc xám áo đen thiếu niên, xuất hiện tại bên trong chiến trường. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua tư liệu của hắn. Tuổi của hắn chỉ có 21 tuổi, so với chính mình còn muốn nhỏ một số, cảnh giới đã là tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Đây là một cái quỷ thần tộc, nhục thân chiến lực so cùng là quỷ thần tộc Dạ Lăng Phong cường hãn quá lớn, trong mắt điểm sao cũng có hơn 4.000, cái này chứng minh cái này một cái đối thủ, tại Tử Diệu Tinh cùng tuổi đoạn, hẳn là sắp xếp phía trên danh hào nhân vật. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, tư liệu của hắn phía trên còn có một cái nhãn hiệu, 10 phần lập lòe.
Cái kia chính là, tử tinh bảng, thứ 9.819 tên. Cái này tử tinh bảng, rất có thể là tương đương với trật tự chi địa, đế tinh bảng, bài danh. 23 tuổi, không đến tinh tướng thần cảnh, khiêu chiến tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 3. Đối phương có vẻ hơi kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh có chút thời gian đang gấp, không muốn nhiều lời, tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện, chung quanh thân thể còn xuất hiện 7 chuôi thức thần trường kiếm. Có thức thần chiến đấu, bây giờ tại huyễn thiên chi cảnh bên trong Lý Thiên Mệnh, ngược lại so trật tự chi địa bên trong, làm thuần ngự thú sư hắn còn mạnh hơn. Ngự thú sư thức thần song tu, ngươi đến từ tòa nào đại lục, cái nào tông môn? Ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Gọi Lâm Phong cái tên này người ngàn ngàn vạn, nhưng là, không có ngươi hạng này. Sở Xuyên híp mắt nhìn hắn. Đừng hỏi quá nhiều, đánh là được rồi. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cần thiết, cùng cái này ức người ngoài ngàn dặm trò chuyện. Ai biết ra hỏa này, tại trong vũ trụ cái góc nào? Ngoại trừ lần này chạm mặt, cả một đời đều đã định trước đụng không lên, nói chuyện sẽ chỉ lãng phí miệng lưỡi. Ngươi vẫn rất phách lối. Sở Xuyên lãnh đạm cười một tiếng, có chút khó chịu. Trên thực tế làm, Quỷ Minh Tông, bài danh trước 3 thiên tài, hắn tự nhiên có thật nhiều ngạo khí. Ông, trong lúc nhất thời, thân thể của hắn sinh ra một số biến hóa, thành một đầu cùng loại màu xám viên hầu hình người chiến đấu thể, hai tay xuất hiện một thanh chiến đao. Bắt mắt nhất chính là hắn mặt, trọn vẹn xuất hiện 8 cái u ám ánh mắt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lục mục quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Đánh giám, ta là bát mục hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh không hiểu quỷ thần tộc nội bộ cụ thể huyết mạch phân chia, cho nên cũng không biết bát mục hoàng tộc ý nghĩa. Hắn chỉ nhớ rõ lúc trước địa tàng quỷ vương, chính là lục mục quỷ thần tộc. Chiến đấu bạo phát. Cái này vừa đánh nhau, Lý Thiên Mệnh phát hiện cái này gọi Sở Xuyên tử diệu tinh đệ tử, so Vân Phi Dương còn phải mạnh hơn 3 phần. Hắn nhục thân quá mạnh, đơn thể chiến đấu lực nổ tung, thần thông, chiêm tinh, chiến quyết, đều 10 phần đỉnh cấp. Chỉ là, một phen ác chiến xuống tới, Sở Xuyên cuối cùng song quyền khó địch nổi Lý Thiên Mệnh một người 4 thú 7 kiếm vây công, bị Lý Thiên Mệnh đánh tan chém giết. Ngươi! Sở Xuyên một câu đều không nói ra, liền đã bị đào thải. Hắn đương nhiên sẽ không chết, dù sao chỉ là thiên hồn tranh phong. Chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi thu được huyễn thiên chi cảnh cấp 3 quyền hạn, thu hoạch được tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 3 tu luyện tư cách. Đồng thời, tên của ngươi, đem thay thế Sở Xuyên, khắc vào, tử tinh bảng, phía trên, bất kỳ người nào đều có thể tìm đọc. Huyễn thiên tinh linh thanh âm truyền đến. Ta phía trên tử tinh bảng. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn đế tinh bảng đều còn chưa lên. Ngược lại leo lên tử tinh bảng. Có huyễn thiên chi cảnh về sau, tử diệu tinh phía trên đệ tử tranh phong, rõ ràng đơn giản, thuận tiện, dày đặc rất nhiều. Này lại để mỗi người bọn họ chiến đấu kinh nghiệm cùng nhãn giới, đều vô cùng phong phú, đây là bọn họ so trật tự chi địa, hiếu thắng địa phương. Một cái hằng tinh nguyên thế giới, nắm giữ huyễn thiên chi cảnh, vẫn là tương đối tiện lợi. Lý Thiên Mệnh đi tới tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 3. Nơi này thiên hồn, tối thiểu đều là tinh tướng thần cảnh trở lên. Quan sát bọn họ kinh nghiệm tu luyện, có tam hồn thái nhất chống đỡ, tu luyện hiệu quả tuyệt đối rất hung mãnh. Hắn ở nơi này không đến 2 ngày, thì bị đào thải đi ra. Bởi vì hắn đụng phải tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 cao thủ, số tuổi hơn 90, hoàn toàn không có cách nào đánh. Theo tử diệu tinh thần tháp đi ra, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chạy tới huyền chi hữu huyền đảo. Mở ra cấp 3 quyền hạn về sau, ta liền có thể vô hạn lần khiêu chiến cổ thần tượng. Lần này, mới tính là chân chính khiêu chiến, nhìn xem ta có thể đi bao xa đi. Cổ thần tượng hết thảy có 100 tòa, Lý Thiên Mệnh trước mắt mới khiêu chiến đến thứ 6 tòa. Trước đây lấy được thần cấp chiến quyết, hắn đều truyền đến Viêm Hoàng đi. Huyền chi hữu huyền đảo vẫn người đông tấp nập. Dạ Lăng Phong đã chuyển đi tử diệu tinh thần tháp tu luyện, Lý Thiên Mệnh thì trở lại nơi này. Hắn lẫn trong đám người. Vốn muốn điệu thấp một số, không nghĩ tới rất nhiều người đều đang nhìn đỉnh đầu của hắn. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu của mình có một tia sáng tím. Phía trên có một con số, đúng là hắn tại tím tinh bảng phía trên bài danh. Như thế dễ thấy, có thể không thể bỏ đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể, Huyễn Thiên Tinh Linh nói. May mắn không phải xanh biếc. Có thể đổi là màu xanh biếc một vệt ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Đừng.
Tử tinh bảng đệ tử nhãn hiệu, đại khái ý tứ cũng là, người này là vạn người không được một thiên tài. Ca ca, đến một trận, thiên hồn yêu, sao? Không ảnh hưởng hiện thực thế giới yêu đương a, còn có. Ta siêu ngọt. Có người sau lưng vỗ một cái bả vai, Lý Thiên Mệnh kinh dị quay đầu, chỉ thấy một cái mười mấy tuổi đáng yêu tiểu cô nương, chu miệng nhỏ, nháy mắt to, tràn ngập hy vọng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ha ha, được rồi, ta không thích nữ nhân. Lý Thiên Mệnh phát hiện, có quá nhiều tiểu cô nương để mắt tới chính mình, hắn nhất thời tê cả da đầu, vội vàng cự tuyệt. Không sao, ta nhưng thật ra là nam, ca ca. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, hắn còn quá trẻ. Trước mắt tiểu cô nương, chỉ cần không nắm bắt cuống họng nói chuyện, hầu kết thì đi ra. Ngọa tào, cái này nơi quái quỷ gì, nam nữ khó phân biệt. Còn mẹ nó thiên hồn yêu. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, đối phương, mỹ nữ, lại tại keo kiệt mũi chân. Cay ánh mắt, huỳnh hỏa ô hô nói. Ngươi đừng nói chuyện. Lần này tiến đến quá gấp, quên cho huỳnh hỏa sửa đổi hình xăm vị trí. Nói tóm lại, cái này huyễn thiên chi cảnh, cũng là một cái để Lý Thiên Mệnh rối loạn địa phương. Lâm Phong sư huynh, người tốt đẹp trai đây. Có bạn gái hay không đâu, nếu như mà có, để ý thêm một cái làm ấm giường tiểu bảo bảo sao. Tử Diệu Tinh hiện tại lão hóa nghiêm trọng, tông môn cổ vũ chúng ta nhiều sinh đẻ nha. Lâm Phong sư huynh, bạn trai có muốn không? Nữ hài sẽ, ta đều sẽ. Lý Thiên Mệnh đầu đau muốn nứt. Không nghĩ tới. Cầm một cái tử tinh bảng bài danh, một đám yêu ma quỷ quái thì xuất hiện. May mắn, đến phiên hắn. Hắn bước nhanh tiến vào thần điện, bắt đầu khiêu chiến cổ thần tượng. Thứ 6 tòa, thứ 7 tòa, thứ 8 tòa. Cầm giữ có vô hạn khiêu chiến tư cách về sau, hắn thì lười nhác chọn lựa chiến quyết. Trước mắt cấp độ này chiến quyết, với hắn mà nói tác dụng không lớn. Lần lượt cùng cổ thần tượng đối chiến. Trên thực tế đối chiến quá trình. Cũng là một cái học tập chiến quyết quá trình. Những cái kia cổ thần tượng, sẽ đem thuần thục ngàn vạn lần chiến quyết, lần lượt đối Lý Thiên Mệnh thi triển, nhưng đối Lý Thiên Mệnh tới nói, tại lực lượng tương đương tình huống dưới, lấy hắn hiện tại tam hồn thái nhất khủng bố lĩnh ngộ lực, những thứ này có thể làm khó rất nhiều Tử Diệu Tinh đệ tử cổ thần tượng, với hắn mà nói, độ khó khăn cũng không lớn. Tiếp tục đối chiến, một khắc đều không có ngừng nghỉ. Đây là một trận chí lực, thiên phú và kiên nhẫn đánh cược. Lý Thiên Mệnh một đường đi lên trên hướng, liền vì sàng chọn một môn phù hợp tại vô thiên chi cảnh, đối kháng cường địch chiến quyết. Mỗi một tòa cổ thần tượng cũng khác nhau. Có là kiếm khách, có là dã thú, còn có các loại ba đầu sáu tay, hoặc là có gai nhọn, cái đuôi tượng thần. Mỗi lần đánh bại một cái tượng thần, liền đạt được một môn thần cấp chiến quyết. Trên thực tế những thứ này chiến quyết, tại Tử Diệu Tinh các đại môn phái, cũng không tính là đặc thù, nhưng là tại trật tự chi địa. Lại không người có thể nhìn ra trải qua, cái này rất thích hợp ta. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chuyên chú ở chỗ này, vẫn chưa quản chuyện xảy ra bên ngoài. Đối mặt cổ thần tượng, hắn lần lượt gặp chiêu phá chiêu. Tam hồn thái nhất lĩnh ngộ lực, học được thật nhanh. Trên thực tế, tiểu mệnh kiếp cho tới nay, mang đến cho hắn đều là lĩnh ngộ thiên phú, tại công pháp chiến quyết phương diện, tất cả thức thần tu luyện giả, kỳ thật đều so ngự thú sư, quỷ thần tộc. Cường phía trên một cái cấp bậc. Lý Thiên Mệnh thập kiếp, đã định trước ở phương diện này, xưa nay chưa từng có. Thứ 15 tòa, thứ 16 tòa. Hắn vẫn còn tiếp tục. Mỗi một lần khiêu chiến thời gian, càng ngày càng dài. Trước kia nửa canh giờ, đến bây giờ đến ba canh giờ. Trong thời gian này cùng cổ thần tượng không ngừng chém giết, quá trình này, cặp mắt của hắn đều nhìn chằm chằm cổ thần tượng động tác, cẩn thận tỉ mỉ học tập. Để đối thủ thi triển chiến quyết, tự thể nghiệm, ngược lại là học tập chiến quyết phương thức tốt nhất. Bị công kích, mới biết được cái môn này chiến quyết, nó cường thế điểm ở nơi nào. Càng đi về phía sau, càng ngày càng khó. Bị đánh cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh dùng một cái khiến người ta sợ hãi than biện pháp. Cái kia chính là, hắn tại đối phó trước mắt cổ thần tượng thời điểm, thường thường thi triển lên một cái cổ thần tượng vừa học được chiến quyết, tới đối kháng. Nơi này ma luyện, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn trả tại liều chết. Đảo mắt có 4 ngày thời gian trôi qua. Hắn hết sức chuyên chú, một đường khiêu chiến đến, thứ 23 tòa, cổ thần tượng. Trên thực tế tại thứ 20 tòa về sau, hắn thì cảm giác mình, không sai biệt lắm đến cực hạn. Thứ 21 tòa cổ thần tượng bắt đầu, khen thưởng chiến quyết, đạt đến, 4 cảnh thần quyết, trình độ.
uy lực đã siêu việt Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Cái này thứ 21 tòa cổ thần tượng, Lý Thiên Mệnh lựa chọn Cửu Huyễn Điện Ngục Tiễn Pháp. Hắn chuẩn bị đem cái môn này bốn cảnh thần quyết lấy xuống, cho Lâm Tiêu Tiêu học tập. Thứ 22 tòa cổ thần tượng, Lý Thiên Mệnh lựa chọn Trấn Ma Nhất Côn. Đây là một môn lỗ mãng bá đạo, uy lực kinh khủng côn pháp. Dạ Lăng Phong tạm thời khiêu chiến không tới nơi này, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị đem một côn này đưa cho hắn. Tại thứ 23 tòa cổ thần tượng bên này, Lý Thiên Mệnh rốt cục chọn lựa một môn, tránh thức thích hợp bản thân bốn cảnh thần quyết cấp bậc chiến quyết. Kỳ danh là Đế Lâm Kiếm Đạo. Đây là kiếm ý cực kỳ phù hợp đế hoàng thần ý một môn kiếm thuật thi triển, như thần đế buông xuống, thống ngự tứ hải bát hoang. Cái môn này kiếm đạo, hết thảy có lưỡng kiếm. Muốn học tập, đương nhiên theo bị đánh bắt đầu. Cái kia thứ 23 tòa cổ thần tượng, cũng là một cái kim bào đế hoàng. Hắn đơn tay nắm chặt một thanh hoàng kim thần kiếm, thần uy lẫm liệt, rõ ràng chỉ có một người, sau lưng lại phảng phất có thiên quân vạn mã. Chỉ là cái này xuất kiếm khí thế, thì cùng Lý Thiên Mệnh giống như đúc. Lần này, Lý Thiên Mệnh trọn vẹn bỏ ra cả ngày, mới cầm xuống cái này kim bào đế hoàng. Lúc này thời điểm, hắn đã đến cực hạn, thần trí đều có chút không rõ ràng. Liên quan tới, Đế Lâm Kiếm Đạo, hắn còn cần sau khi ra ngoài, tự cân nhắc tỉ mỉ. Bởi vì kiếm ý phù hợp, lại có tam hồn thái nhất, hắn đoán chừng sẽ không quá khó. Mấy ngày nay tính toán dốc hết tâm huyết, có thể tính tìm tới thích hợp. Lý Thiên Mệnh mặc dù mệt, nhưng hắn là hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi, tránh thức trở lại trật tự chi địa, đi phẩm vị, nếm thử cái này Đế Lâm Kiếm Đạo uy lực. Hắn lựa chọn tạm dừng khiêu chiến. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên có một cái tiếng oanh minh âm quanh quẩn. Chúc mừng Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong, lấy 23 tuổi, liên tục công phá 18 tòa cổ thần tượng, đánh vỡ huyễn thiên chi cảnh ghi chép, như thế thiên phú, chắc chắn tái nhập sử sách. Lý Thiên Mệnh ngây dại. Hắn mới đi ra, bên ngoài cũng là huyền chi hữu huyền đảo đệ tử. Làm thanh âm này bao phủ mở thời điểm, nhìn tình huống, giống như mỗi người đều có thể nghe thấy. 18 tòa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền chi hữu huyền đảo, lặng ngắt như tờ. Lý Thiên Mệnh thậm chí hoài nghi, rất có thể thanh âm này, đã thông báo toàn bộ huyễn thiên chi cảnh. Cũng là hắn. Không biết là người nào hô một tiếng, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt kinh ngạc, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Đây là cái gì lĩnh ngộ thiên phú a? Rất nhiều người quả thực nhìn mà than thở. Chưa từng thấy người này a, hắn đến từ cái nào tòa đại lục? Thuộc tại cái gì tông môn thế lực? Có người biết không, huyễn thiên tinh linh nói hắn không có thuộc về tông môn. Hắn tử tinh bảng, đều là trước mấy ngày phía trên. Trong lúc nhất thời, thật nhiều người hướng về Lý Thiên Mệnh vây quanh mà đến. Lâm Phong. Bỗng nhiên có một người xuyên qua đám người. Đó là một cái ghim viên thịt đầu tóc xanh cô nương, chính là Liễu Hoàn Hoàn. Nàng lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, ta nhớ được 2 tháng trước, ngươi còn bị ta đánh bại đâu, ngươi làm sao lại thành cấp 3 quyền hạn đệ tử. Ngươi đến tinh tướng thần cảnh. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tin được, đây hết thảy lại là thật. Vận khí, ta đi trước, lần sau trò chuyện tiếp. Lý Thiên Mệnh xem xét, vây quanh quá nhiều người, hắn muốn trực tiếp rời đi. Chờ một chút, Liễu Hoàn Hoàn đụng vào trước mắt của hắn đến, vô cùng nghiêm túc vội vàng, nói, ngươi khoan hãy đi, nghe ta nói một câu ha. Cái gì? Ngươi náo ra động tĩnh quá lớn, ta đoán chừng sau ngày hôm nay, rất nhiều người cũng sẽ ở toàn bộ Tử Diệu Tinh tìm ngươi, mặc kệ là hảo ý vẫn là xấu ý, thời gian ngắn đều sẽ cho ngươi tạo thành phiền phức, ngươi trước giấu đi, các loại phong ba đi qua đi. Muốn là thực sự không được, ngươi đến huyền tiên các tìm ta, ngươi không có thuộc về tông môn, chúng ta huyền tiên các có thể trợ giúp ngươi, trưởng bối sẽ rất tình nguyện vun trồng ngươi, cha mẹ ta đều có một ít thế lực. Liễu Hoàn Hoàn vội vàng nói, tìm ta a? Lý Thiên Mệnh cười, nói, ngươi yên tâm. Bọn họ tìm cả cuộc đời trước, cũng không tìm tới ta. Tự tin như vậy, Liễu Hoàn Hoàn hồ nghi nói. Trần Nam Nhân, cũng là tự tin như vậy. Hắn tại trật tự chi địa A. Coi như đem nơi này nháo lật trời, đều cùng bản thân hắn Lý Thiên Mệnh, không hề có một chút quan hệ. Lại nói ngươi tới hay không huyền tiên các A. Chúng ta không kém, Liễu Hoàn Hoàn nói. Xem duyên phận, sau này hãy nói, ta trước tránh một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Được, gặp lại, lần sau dẫn người đi một chỗ chơi tốt. Liễu Hoàn Hoàn nói.
gặp lại. Lý Thiên Mệnh cùng nàng nói xong, hắn thiên hồn, trực tiếp biến mất tại Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Theo Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh đi ra, Lý Thiên Mệnh còn tại ở con ngàn mê huyễn trong kết giới. Ca, ngươi có phải hay không xuân mộng không vết a? Tại sao ta cảm giác ngươi nhất trụ kình thiên rồi? Có phải hay không trong mộng có rất nhiều mỹ nhân? Phu Tử Thiên tiếp cận đến hiếu kỳ hỏi. Lăn ngươi a! Hắn câu nói này, để Lý Thiên Mệnh nhớ tới cái kia, nam nữ khó phân biệt, tiểu cô nương. Dùng mình! Trước mắt tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh đi ra mê huyễn kết giới, ngẩng đầu nhìn lên, đế tinh bảng vẫn là không có tên. Nhưng, bên ngoài hỏa diễm phong bạo giống như cuồng hơn nóng này. Hô hô phong bạo thanh âm, không ngừng rung động. Thì mấy ngày, không có chuyện gì, Phu Tử Thiên nói. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng một mực lưu tại một chỗ, hắn khẳng định lo lắng mất đi nhất định tiên cơ. Kỳ thật, Phổ Thiên Chi Cảnh bên trong, vẫn là có rất nhiều bảo tàng cùng truyền thừa. Phu Tử Thiên nói, được, ta luyện thêm mấy ngày. Lý Thiên Mệnh trở lại mê huyễn trong kết giới, bắt đầu tu luyện đế lâm kiếm đạo. Cái môn này kiếm thuật, hiếm thấy a, Phu Tử Thiên tán thán nói. Lý Thiên Mệnh hết sức chuyên chú, dấn thân vào tại đế lâm kiếm đạo bên trong. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh bọn họ rời đi cái này một cái khe sâu, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hô hô hô, từng đợt phong bạo, tạo thành hỏa diễm vòi rồng, như là cự thú một dạng lao nhanh mà qua. Chỗ đến, cát đá bùn đất, một mảnh hỗn độn. Lý Thiên Mệnh thậm chí đã mất đi phương hướng, bởi vì mặc kệ hướng phương hướng nào đi, giống như đều rất khó. Ở loại địa phương này, dù là lấy trộm thiên chi nhãn đến xem bên ngoài, tầm nhìn đều vô cùng thấp. Lần này vô thiên chi cảnh mở ra, đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có, làm sao quỷ dị như vậy đâu? Phu Tử Thiên khó hiểu hỏi. Đúng vào lúc này, phía trước có một bóng người, vội vã mà đến. Đứng lại. Phu Tử Thiên hô người kia một tiếng. Tới gần về sau, phát hiện lại là một cái thanh hồn điện đệ tử. Đại sư huynh. Đối phương cũng rất kinh ngạc tại vận khí của mình, vội vàng khóc ròng ròng, nói, không nghĩ tới, ta vậy mà đụng phải ngươi. Ngươi cái này vội vã làm gì đâu? Phu Tử Thiên hỏi. Đệ tử kia mới phản ứng được, vội vàng nói. Đại sư huynh, bên kia xuất hiện một tòa tiểu thiên bia, đại sư huynh nhanh đi a, đã chậm cũng làm người ta cướp đi. Tiểu thiên bia, thứ gì? Phu Tử Thiên hỏi. Chỉ cần có người ngoài ở tại, hắn thì chứng chạc đàng hoàng, thẳng tắp cái eo, một bộ tiêu chuẩn, đại sư huynh, bộ dáng. Cũng là một tòa lớn lên giống, tề thiên bia, bia đá, đại khái 1000 mét cao, khả năng thuộc về trật tự thần binh, nội bộ có thật nhiều trật tự thần văn, có thể đem người thiên hồn trực tiếp hút đi vào. Người vây xem đều nói, đây là vô thiên chi cảnh khảo nghiệm một bộ phận, nếu là có thể làm rõ ràng cái này tiểu thiên bia, nhất định có thể tại đế tinh bảng phía trên, chiếm được tiên cơ. Cái kia thanh hồn điện đệ tử nói. Dẫn đường, Phu Tử Thiên vung tay lên nói. Được rồi đại sư huynh. Thanh hồn điện đệ tử đều cực kỳ sùng bái Phu Tử Thiên, có hắn tại, đệ tử kia đều không nhìn Lý Thiên Mệnh bọn họ liếc một chút. 3 vị sư đệ sư muội, theo ta đi. Phu Tử Thiên quay đầu chớp mắt nói. Phái đoàn vẫn rất đủ. Cái kia tiểu thiên bia vị trí cũng không xa, đại khái đi không đến 8 dặm đường, Lý Thiên Mệnh bọn họ ngẩng đầu liền có thể trông thấy, phía trước xuất hiện một tòa bị ngọn lửa phong bạo bao phủ bia đá. Theo hình dáng phía trên nhìn, có điểm giống là phiên bản thu nhỏ tề thiên bia. Tiểu thiên bia xuất hiện về sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện hắn, Đông Hoàng Kiếm, vậy mà chấn động một cái, chỉ hướng cái này tiểu thiên bia phương hướng. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh tâm lý hiếu kỳ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tiếp tục tới gần tiểu thiên bia. Đi vào cái kia tiểu thiên bia phụ cận về sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện chung quanh nơi này đại khái có 1000 người, đều là đến từ Thái Dương Vạn Tông đệ tử. Những thứ này số tuổi 30 trở xuống cao đẳng chủng tộc đệ tử, đại bộ phận đều tại sinh tử kiếp cảnh trung hậu kỳ, đạp thiên chi cảnh cũng có không ít. Bọn họ từ nhỏ tại truyền thừa thiên hồn cùng hằng tinh nguyên song trọng dưới điều kiện tu hành, chỗ có bụi trần trên thế giới, cũng liền Lý Thiên Mệnh mấy người bọn hắn, có thể đem đám người này đều cho hất ra, leo đến 1 tỷ đệ tử thượng tầng. Tại vô thiên chi cảnh, sinh tử kiếp cảnh đệ tử tối thiểu chiếm cứ 9 phần 10, bọn họ trên cơ bản đều là pháo hôi. Bọn họ tham dự trận chiến này mục đích, tầm bảo quá nhiều leo lên đế tinh bảng. Cho nên, làm tiểu thiên bia loại này đặc thù vật phẩm xuất hiện thời điểm. Bọn họ đều phá lệ hưng phấn. Chỉ là hưng phấn sau khi,
lại có rất nhiều bất đắc dĩ. Bọn họ không dám tránh thức tới gần tiểu thiên bia, bởi vì cái kia tiểu thiên bia phụ cận, đã để đến từ đỉnh cấp tông môn đỉnh cấp đệ tử chiếm cứ. Lý Thiên Mệnh hai mắt rơi vào cái kia đen nhánh trên tấm bia đá, mặt ngoài mấp mô, long đong không bằng phẳng, tựa như là một khối chưa từng đánh vỡ qua thiên địa thần khoáng, nhưng Lý Thiên Mệnh càng có khuynh hướng nó là một loại trật tự thần binh, bởi vì mặt ngoài phía trên có thật nhiều mài dấu vết, điêu khắc có thật nhiều quỷ dị đường vân, tạo thành cùng loại trật tự thần văn ký hiệu, từng cái quang ảnh tại cái này cổ lão sặc sỡ trên tấm bia đá lưu động, những thứ này quang ảnh chi biến hóa, ẩn chứa quỷ dị thần diệu. Rất nhiều người nhìn nhiều vài lần, thì có đầu váng mắt hoa cảm giác. Lý Thiên Mệnh bọn họ còn tại đi lên phía trước, bỗng nhiên có người thân thủ cản ở trước mặt hắn, nhắc nhở, chớ tới gần. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái kia, Lam Huyết Tinh Hải, đệ tử nói, nơi này bọn họ chiếm, ai dám tới gần tiểu thiên bia ngàn mét phạm vi, bọn họ liền chặt đoạn người nào chân. Đã có mấy cái không nghe lời, xương đùi đều bị đánh nát, trực tiếp ném ra. Cản đường người lắc đầu giận dữ nói. Thật bá đạo a. Lam Huyết Tinh Hải người, đối, vạn tông thiên bảng 10 vị trí đầu, bên ngoài tông môn, trên cơ bản đều là loại thái độ này, quá ngang ngược. Bọn họ một cái tông môn, thống ngự một tòa Lam Huyết Đại Lục, còn độc chiếm một phiến hải dương, nơi nào sẽ đem chúng ta những thứ này xếp tại mấy trăm, mấy ngàn tông môn, để vào mắt. Chung quanh các đệ tử, nhớ tới đối phương vừa mới âm ngoan, sắc mặt đều có chút thất bại. Nhưng đây chính là hiện thực. Thái Dương Vạn Tông là một cái cấp bậc xâm nghiêm địa phương, thường xuyên có tân tông môn quật khởi, bản cũ tông môn xuống dốc. Muốn sinh tồn được, nhất định phải thần phục cường giả. Tạ các vị huynh đệ nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay đầu muốn cùng Vu Tử Thiên nói chuyện. Kết quả phát hiện, hắn vậy mà không thấy. Lâm Tiêu Tiêu khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, hắn nhìn đến tiểu thiên bia trước mấy người kia về sau, trực tiếp quay đầu liền chạy. Đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi. Bên kia, bọn họ chỉ có thể xếp quay trở lại, chỉ thấy Vu Tử Thiên đứng ở một khỏa nham thạch về sau, suốt mồ hôi chán. Làm gì đâu, ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Vu Tử Thiên vội vàng nói. Ngươi sợ điểm ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, ta làm sao có thể sợ, ta chỉ là trạng thái không tốt. Được rồi, ta nói thẳng đi, tiểu thiên bia phía trước. Cái kia đến từ Lam Huyết Tinh Hải, gọi là Lam Tinh Diệu, đệ tử, hắn trước kia đi qua Thanh Vân Đại Lục, nghe nói ta thiên tài cái thế, hắn tới khiêu chiến qua ta, lại làm cho ta đánh bại. Hắn đem này coi là cả đời sỉ nhục, ngày ngày nhớ đánh bại ta rửa sạch nhục nhã đây. Ta thanh danh này quá lớn, chỉ cần ta vừa xuất hiện, hắn khẳng định liền phải trừng trị ta. Mặc dù không có tề thiên chi nhãn tại, nhưng, những thứ này Lam Huyết Tinh Hải người, xuất thủ đều tặc hung ác. Ta sợ bị phế đi. Vu Tử Thiên một trận nghĩ mà sợ nói. Cho nên, hắn trực tiếp đem cho hắn dẫn đường Thanh Hồn Điện đệ tử, đều cho bỏ rơi, cái nào đệ tử chỉ coi Lam Tinh Diệu, là Vu Tử Thiên bại tướng dưới tay, cho nên không có sớm nói rõ, lúc này thời điểm chính xứng sở tại nguyên chỗ, tìm khắp nơi người đâu. Lam Tinh Diệu. Lý Thiên Mệnh nhớ lại một chút, nhớ tới, Lam Huyết Tinh Hải, cùng Lam Tinh Diệu tư liệu. Lam Huyết Tinh Hải. Chính là Thái Dương Vạn Tông bên trong hạng nhất thế lực, tại Vạn Tông Thiên Bảng bên trong bài danh vừa vặn thứ 10. Bọn họ thống ngự Lam Huyết Đại Lục, đã có 8 triệu năm lịch sử, chính là trật tự chi địa phía trên thế lực bá chủ một dạng tồn tại, lấy tàn nhẫn tàn bạo lấy xưng, phong cách hành sự vô cùng hung lệ. Lại hoặc là nói, toàn bộ Lam Huyết Đại Lục, Lam Huyết Nhân Chủng, đều là trời sinh hung hãn thị tộc, Lam Huyết Tinh Hải cái này tông môn, chỉ là thị tộc ý chí thể hiện. Hung hãn vô tình. Mang ý nghĩa dễ dàng đắc tội với người. Nhưng vì sao, Lam Huyết Tinh Hải còn có thể trăm vạn năm cường thịnh? Đó là bởi vì, bọn họ là thiên bảng 10 vị trí đầu trong tông môn, một cái duy nhất, lấy thức thần tu luyện giả, làm chủ tông môn. Nghe nói sớm nhất thời điểm, Lam Huyết Tinh Hải cũng là theo trật tự thiên tộc đi ra ngoài. Nói một cách khác, Lam Huyết Tinh Hải trước kia cũng là trật tự thiên tộc chi nhánh một trong. Bọn họ sau lưng có trật tự thiên tộc chèo chống. Coi như hiện tại, Lam Huyết Tinh Hải đều hiệu chung trật tự thiên tộc. Đây là thiên bảng 10 vị trí đầu trong tông môn, một cái duy nhất bên ngoài hiệu chung trật tự thiên tộc thế lực, nó tuy nhiên bị còn lại Thái Dương Vạn Tông cửu thị cùng gạt bỏ, nhưng nó địa vị vẫn không thể phá vỡ, thậm chí còn có đi lên tăng lên tình thế, càng tăng lên, càng khiến người ta không dám trêu chọc. Đến mức, Lam Tinh Diệu, chính là thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn đỉnh phong đệ tử,
đến từ Lam huyết hoàng tộc. Theo tình báo đến xem, hắn nắm giữ 7 kiếp thiên phú, số tuổi chỉ có 20, chính là Lam huyết đại lục thiếu niên anh hùng hào kiệt, luận bối cảnh thiên phú, so Vân Phi Dương loại này thiên bảng bài danh 37 tông môn đệ tử, tự nhiên cao phía trên một cái cấp độ. Nghe nói hắn 15 tuổi trước, là tại trật tự thiên tộc lớn lên, vì tham gia vô thiên chi cảnh, mới trở lại Lam huyết tinh hải. Thức thần tu luyện giả. Lý Thiên Mệnh đi vào trật tự chi địa về sau, còn không sao cả gặp qua đây. Hắn thấy tất cả thức thần tu luyện giả, đều là nguyệt thần tộc. Muốn là Lam Tinh Diệu không xuất hiện, Lý Thiên Mệnh suýt nữa quên, trật tự chi địa thứ vừa tu luyện trường phái, chính là thức thần. Phu tử thiên trước mắt tại, lui đan triều, thời kỳ, hắn đương nhiên sợ gặp gỡ Lam Tinh Diệu. Đụng tới Vân Phi Dương, sẽ để cho hắn mất hết mặt mũi, nhưng là đụng tới Lam Tinh Diệu, rất có thể sẽ để hắn vứt bỏ nửa cái mạng. Mọi người đều biết, đế tinh kết giới có thể bảo mệnh, nhưng lại không thể ngăn cản phế nhân, ngược đãi. Được, người ngay tại cái này đợi đi, ta đi xem một chút. Lý Thiên Mệnh nói, không cần thiết, tốt nhất khác đắc tội hắn, Lam huyết tinh hải người đều là có thù tất báo, một chút gây một chút, bọn họ thì không chết bỏ qua, mà lại cái này Lam Tinh Diệu tỷ tỷ là cái quái vật, thỏa thỏa, đế tinh bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Người muốn về sau đi, khẳng định sẽ đụng tới nàng. Phu tử thiên nhắc nhở. Nàng, ân, biết. Lý Thiên Mệnh không có để ý nhiều. Cái này trật tự chi địa quy tắc cũng là tranh phong, muốn tranh phong quật khởi, không có khả năng không đắc tội người. Nếu như không có cách nào tránh cho, đương nhiên không thể sợ. Lý Thiên Mệnh để Lâm Tiêu Tiêu ở nơi này lấy, tạm thời bảo hộ một chút phu tử thiên, hắn cùng Dạ Lăng Phong hai người, cấp tốc về tới tiểu thiên bia chung quanh. Nhưng ở tiểu thiên bia ngàn mét khoảng cách dừng lại. Nơi này đã tụ tập mấy ngàn người, một cái biết hắn cùng Dạ Lăng Phong đều không có. Tiểu thiên bia chung quanh trong phạm vi ngàn mét, chỉ có 5-6 người, đứng tại cái này trước tấm bia đá. Những người này đều là nam nữ trẻ tuổi, trên người bọn họ đặc thù rõ rệt nhất, cũng là tóc xanh mắt màu lam, mà lại da của bọn hắn, đều hiện ra màu lam nhạt sắc. Tựa như là biển cả giống như, đó là bởi vì trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi máu tươi là màu xanh lam. Nói thật, bọn họ tướng mạo, có loại yên tĩnh, thanh nhã cảm giác, có thể ánh mắt xác thực hung hãn. Theo người chung quanh càng ngày càng nhiều, muốn vượt qua lôi trì người gia tăng, sắc mặt của bọn hắn, cũng càng thêm khó coi. Tại đám người này phía trước nhất người trẻ tuổi, chính là Vu Tử Thiên trong miệng, Lam Tinh Diệu. Đây là một cái vóc người thon dài nam tử. Thân mặc một thân ám lam sắc giáp bọc toàn thân giáp, thầm tóc dài màu lam đâm thành một chùm, mục đích như sao, mũi như kiếm phong, tràn đầy dương cương chi khí. Cái kia một đôi thầm con mắt màu xanh lam, giống như là không có tận cùng biển cả, lại như là óng ánh khắp nơi lam tinh. Khí chất như vậy, quả thực như rồng trong loài người, tại cái này 1 tỷ trong các đệ tử, hắn chính là trời sinh cấp trên. Loại này, cao ngạo, tướng mạo, tựa hồ là thức thần tu luyện giả trường hợp đặc biệt. Có lẽ là bởi vì hệ thống tu luyện ưu việt, bọn họ thực chất bên trong đều có nhất định ngạo khí. Lúc này thời điểm, chung quanh mấy ngàn người tâm lý dục dịch, bọn họ nhân số càng nhiều, thì muốn khiêu chiến Lam Tinh Diệu quyền uy. Có ít người đã tại tự mình giao lưu, muốn thừa thế xông lên toàn bộ vào tới tiểu thiên bia bên cạnh. Nói như vậy, cái này Lam huyết tinh hải đệ tử, còn có thể đem tất cả mọi người chân cắt đứt. Dựa vào cái gì chính hắn độc chiếm? Các vị! Vô thiên chi cảnh tràn ngập các loại cơ duyên, mỗi người đều có cơ hội, tiểu thiên bia nếu có tạo hóa, cũng là người có duyên cư chi, có thể cái này Lam Tinh Diệu, liền quan sát cơ hội cũng không cho. Cái này không công bằng. Mọi người cùng nhau xông đi vào, được chứ? Ta tán thành. Bọn họ thanh âm không dám quá lớn, mà chính là nguyên một đám hỏi. Có người thậm chí đã hỏi tới Lý Thiên Mệnh bên này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên đồng ý. Bất quá, hắn đổ là cảm thấy. Muốn phải hiểu rõ cái này tiểu thiên bia đến cùng là cái gì, 1000 mét khoảng cách, giống như đủ. Dù sao hắn có trộm thiên chi nhãn, thị lực coi như không tệ, không có ý nghĩa tới gần. Mà cái kia Lam Tinh Diệu, cơ hồ đứng ở cái này tiểu thiên bia trước mặt, có thể đụng tay đến. Tràng diện có chút hỗn loạn, tranh đấu tùy thời đều có thể dẫn bạo. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại bình tĩnh lại, đem chú ý lực đặt ở tiểu thiên bia bản thân phía trên. Trước đó nghe nói, nó có thể đem thiên hồn cho hút đi vào. Thiên hồn phân 2 loại, một loại là còn sống, một loại là chết đi. Chết đi, chỉ có thuần túy tu luyện trí nhớ, còn sống thì trói chặt thân thể mệnh hồn.
Lý Thiên Mệnh hiện tại mới hiểu được, hắn đã từng tiến vào Đông Hoàng kiếm nội bộ, nhìn đến năm tòa cửa lớn, tại cái kia cửa chính kim sắc thiên văn bên trong tu luyện, trên thực tế cũng là thiên hồn bị hút đi vào, mà không phải mệnh hồn. Mệnh hồn muốn là rời đi nhục thể, trừ phi là Dạ Lăng Phong, nếu không thì xong đời. Huyễn Thiên Chi Cảnh, cũng là dùng thiên hồn đến làm văn chương. Thiên hồn kỳ thật cũng là tu luyện giả cùng thiên địa vũ trụ tiếp lời, phàm là cùng lĩnh ngộ cảm ngộ có quan hệ sự tình, kỳ thật đều cùng thiên hồn có quan hệ, chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh thiên hồn, mới có thể tại Huyễn Thiên Chi Cảnh tu luyện. Mà bây giờ, làm hắn đem chuyên chú lực, đặt ở cái này tiểu thiên bia phía trên kỳ diệu quang ảnh thời điểm, quang ảnh kia dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, đem trên đỉnh đầu hắn vô hình thiên hồn cho hút thu vào. Cái này cùng Lý Thiên Mệnh thiên hồn tiến Đông Hoàng kiếm, thuộc về một cái đạo lý. Nói ngắn gọn, tiểu thiên bia vào lúc này, làm ra cùng loại huyễn thiên chi cảnh hiệu quả, khác nhau là Lý Thiên Mệnh mệnh hồn còn tỉnh dậy, mà lại hắn thiên hồn đi vào về sau, chỉ có thể quan sát, dựa vào mệnh hồn suy nghĩ, không thể cùng huyễn thiên chi cảnh một dạng chiến đấu. Hắn đứng đến rất xa, nhưng hắn thiên hồn lại thuận lợi tiến vào tiểu thiên bia, cái này một cái biến hóa, người chung quanh căn bản nhìn không thấy. Đương thiên hồn tiến vào tiểu thiên bia về sau, Lý Thiên Mệnh thì thu được thiên hồn thị giác. Mệnh hồn của hắn bản thể, chậm rãi ở vào một loại trạng thái ngủ đông, không nhúc nhích. Mọi người thường nói có chút đồ vật, có thể đem người hồn cho hút đi, kỳ thật cũng là hút đi thiên hồn, mang đi chú ý lực, mệnh hồn bản thân không có ảnh hưởng, chỉ là tương đương với ngủ thiếp đi. Trên thực tế chỉ cần nhục thân cùng mệnh hồn bị uy hiếp, lập tức liền có thể làm tỉnh lại, thiên hồn liền từ các loại thần diệu địa phương trong nháy mắt trở về. Thiên hồn, chung quy là linh hồn một bộ phận. Ông, tiến vào tiểu thiên bia về sau, trước mắt quang ảnh vòng xoáy dần dần nhẹ nhàng. Một cái thế giới, hiện ra tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Mặc kệ là lục đạo ngộ kiếm thạch kiếm chướng, vẫn là trước mắt cái này tiểu thiên bia bên trong thế giới, lại hoặc là huyễn thiên chi cảnh. Kỳ thật đều là thông qua kết giới thủ đoạn hoàn thành, bản chất đều là đến từ trật tự thần văn ảo diệu. Nói một cách khác, Đông Hoàng kiếm nội bộ ngũ trọng cửa lớn thế giới, kỳ thật cũng là một cái tồn tại ở hiện thực thế giới, cỡ nhỏ, huyễn thiên chi cảnh. Tin tưởng cái kia huyễn thiên thần tộc, sáng tạo huyễn thiên chi cảnh linh cảm, liền đến từ này. Leng keng, giọt nước thanh âm, giống như đúc. Một cái thế giới, theo mơ hồ đến rõ ràng. Đây là một mặt không có tận cùng hồ nước. Hồ nước rất bình tĩnh, có thể nghe thấy giọt nước thanh âm, nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì sóng nước. Làm Lý Thiên Mệnh đem hai chân đặt ở cái này trên mặt hồ thời điểm, vẫn không nhìn thấy gợn sóng. Nước dường như dừng lại. Nơi này là... Lý Thiên Mệnh tâm tình chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên. Cái này giống như tấm gương mặt hồ cuối cùng, xuất hiện một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ rất nhỏ rất đơn sơ, thưa thất bình thường. Giống như thổi phía trên một hơi, cũng có thể làm cho hắn tiêu tán. Thiên cung. Bọn họ trong miêu tả, thiên cung ngay tại một mặt hồ nước phía trên, là một gian nhà gỗ. Ngay tại cái này tiểu thiên bia bên trong. Lý Thiên Mệnh không quá tin tưởng, hắn có thể dễ dàng như vậy thì có thể tìm tới thiên cung, hắn còn cái gì cũng không làm đây. Hắn bắt đầu hướng về thiên cung mau chóng đuổi theo. Không ngoài sở liệu, cái kia thiên cung tựa như là phía ngoài tề thiên bia một dạng. Mặc kệ hắn làm sao tới gần, nó cùng mình khoảng cách, cũng không từng cải biến. Lý Thiên Mệnh truy đuổi rất lâu, hắn từ bỏ. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ dựa vào co cẳng điên cuồng đuổi theo, tuyệt đối phá giải không được thiết lập ván cục người ảo diệu, dù sao chạy bộ người nào đều biết, như thế nào mới có thể sàng chọn ra thiên tài chân chính. Vậy sẽ phải dùng đầu óc. Tại não tử phương diện, Lý Thiên Mệnh một mực rất linh quang. Hắn dừng bước, dạo qua một vòng. Nhìn một chút lấy mênh mông không có cuối thế giới. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu cũng có một mặt hồ nước, thậm chí, còn có một cái ngẩng đầu chính mình. Vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh hiểu bốn chữ này ý tứ chân chính. Trên đầu không có trời, chỉ có một cái mặt hồ hình chiếu. Như vậy, làm hắn cúi đầu thời điểm, dưới chân trên mặt hồ, cũng có trên đỉnh đầu hình ảnh. Thứ này cũng ngang với, trên dưới đều là tấm gương. Như thế thì sẽ hình thành mặt kính xếp. Cúi đầu nhìn qua, đó là vô số chính mình, vô số nhà gỗ. Mỗi người, đều ở cái này khốn cục bên trong. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy thân thể của mình. Đây thật ra là hắn thiên hồn, hắn có thể nhìn đến chính mình thiên hồn phía trên, đây là đến từ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp văn tự.
đây có lẽ là hắn cùng người khác địa phương khác nhau, cho nên, hắn không có quá lâm vào cái thế giới này mê chướng bên trong, não tử vẫn luôn so sánh rõ ràng. Hồ nước, mặt kính, không có cuối cùng. Hắn ngồi xổm xuống, theo hồ nước trong mặt gương, nhìn lấy chính mình. Nước này mặt bất kể thế nào động, đều không có gợn sóng. Nhưng, mặt nước, hẳn là có gợn sóng. Vì cái gì không có đâu. Có lẽ là bởi vì, nó vốn tồn tại, nhưng ta nhìn không thấy a. Ta vì sao lại nhìn không thấy? Bởi vì ta nhãn giới thấp, tầng thứ thấp. Ở phương diện này, đầu óc của hắn xác thực rất dễ sử dụng. Loại này suy nghĩ cùng sức tưởng tượng phát tán, kỳ thật cũng là thiên phú một bộ phận, đến từ mệnh kiếp thiên phú. Tựa như là một cái đỉnh cấp thị tộc, cùng thiên địa vũ trụ trật tự, vốn là phá lệ thân cận. Người khác tới đến nơi này, hoặc là đối với nhà gỗ một trận điên cuồng đuổi theo, hoặc là đắm chìm trong vô hạn ảnh trong gương bên trong. Lý Thiên Mệnh lại muốn tại cái này trong mặt hồ, đi tìm gợn sóng. Bởi vì, đây là trên cái thế giới này, sơ hở duy nhất. Vạn vật đều có quy tắc, có mặt nước, có người đụng chạm, thì nhất định có gợn sóng. Hắn tựa như là một đứa bé, ngồi xổm ở bên hồ nước phía trên, nghiên cứu trong hồ nước nòng nọc một dạng, đây là lớn nhất ngây thơ chất phát niềm vui thú. Thiên hồn thái nhất phía trên kiếp vòng văn tự, làm cho tim của hắn trầm tĩnh lại. Ném đi nóng nảy, hất ra phía ngoài hỗn loạn. Gợn sóng, nhanh xuất hiện đi. Hắn một lần lại một lần, dùng ngón tay đụng chạm mặt nước, tưởng tượng thấy sóng nước nhộn nhạo bộ dáng, tâm lý đi tính toán, não bổ sóng nước tần suất cùng chấn động. Nó sẽ từ nơi nào bắt đầu, lại sẽ từ nơi nào biến mất, tay mình chỉ lực nói lớn nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng sóng nước dập dờn. Nước thụ lực sẽ sinh ra gợn sóng, đây là thiên địa vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc, mỗi một đạo trật tự thần văn, kỳ thật cũng là vô số lần sóng nước dập dờn, hình thành quy tắc tập thể. Trật tự thần văn là trên thế giới huyền diệu nhất đồ vật. Nó cũng là thế giới pháp tắc cụ thể hóa, nó khống chế hằng tinh nguyên lực lượng, lại làm đến thần khoáng thần linh thần tai sinh ra. Nói một cách khác, nó cũng là tu hành căn cơ. Thiên ý, thần ý, đến từ trật tự thần văn. Lý Thiên Mệnh đã từng dùng Đông Hoàng kiếm kim sắc đường vân tu luyện, chính là loại này đạo lý. Ảo diệu, chất chứa tại trật tự thần văn bên trong, chất chứa tại mỗi một đạo sóng nước bên trong. Từ từ, làm hắn chỗ tính toán, tưởng tượng sóng nước sinh ra, cùng chân thực sóng nước giống nhau một khắc này, hắn tưởng tượng bên trong cái kia một đạo sóng nước. Thật tại đầu ngón tay của hắn phía dưới xuất hiện. Ông, hắn tựa như là mở ra mặt này hồ nước chìa khóa. Ngay sau đó, từng đạo sóng nước xuất hiện. Sóng nước cùng sóng nước ở giữa, lại bắt đầu va chạm, sinh ra mới gợn sóng cùng gợn sóng giao nhau, trong lúc nhất thời, một cái không có tận cùng mặt hồ, sinh ra ức vạn sóng nước, diễn sinh ra được ức vạn biến hóa. Cái này ức vạn biến hóa giao nhau cùng một chỗ, liền trở thành một đạo trật tự thần văn. Vũ trụ chi thần kỳ, siêu việt phàm nhân sức tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh lơ lửng, không ngừng hướng trên bầu trời chạy như bay. Trên trời không có mặt hồ, hắn đến đầy đủ cao vị trí, mới đưa toàn bộ trên mặt hồ có sóng nước khu vực, toàn bộ thấy rõ ràng. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, mặt nước biến thành kim sắc, như là kim thủy, gợn sóng chấn động. Một cái ức vạn sóng nước tạo thành kim sắc trật tự thần văn. Xuất hiện tại cái này trên mặt nước. Tại gợn sóng chấn động bên trong, nó tựa như là bắt đầu cháy rừng rực, tất cả gợn sóng tạo thành cùng một chỗ, xem ra tựa như là một con mắt, lại như là một cái vòng xoáy màu vàng óng. Cái này vòng xoáy, Lý Thiên Mệnh cảm giác có chút quen thuộc. Đông Hoàng vòng xoáy. Cái này không phải liền là Đông Hoàng kiếm đệ nhất trọng cửa lớn vòng xoáy sao? Nhưng vòng xoáy này trên thực tế, lại là một đạo trật tự thần văn. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, tại một mảnh quang ảnh biến hóa bên trong, hắn thấy được tiểu thiên bia bên ngoài chính mình, càng thấy được chính mình thiên long giới. Lúc này thiên long giới ngay tại hơi hơi rung động, nói rõ bên trong có đồ xuất hiện kịch liệt phản ứng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Đông Hoàng kiếm. Cho nên nói, cái này tiểu thiên bia bên trong, đạo này không biết phẩm giai trật tự thần văn, rất có thể là Đông Hoàng kiếm trật tự thần văn một bộ phận. Đế quân đã từng nói, Đông Hoàng kiếm chính là chí tôn thần binh. Chỉ là nó không còn lúc trước, chia ra rất nhiều toái phiến. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ ở nơi này, gặp phải toái phiến một trong. Không biết loại này tiểu thiên bia, còn có bao nhiêu? Nếu có rất nhiều,
như vậy bọn họ đều là Đông Hoàng kiếm toái phiến A. Lý Thiên Mệnh tâm tình nóng rực. Hắn nhìn chằm chằm cái này kim sắc trật tự thần văn xuất thần. Nói thật, hắn đã nhận biết rất nhiều trật tự thần văn, bốn dưới bậc, hắn thậm chí đều biết hết. Thế nhưng là đạo này trật tự thần văn, khá phức tạp, hoàn toàn xa lạ. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình, giống như là về tới Đông Hoàng cảnh khi đó, lấy Đông Hoàng kiếm ngũ trọng trên cửa chính thiên văn tu luyện đế hoàng thiên ý thời gian. Khi đó, liền là thông qua quan sát đại môn này phía trên thiên văn, đến để thăng đế hoàng chi đạo. Mà bây giờ, trước mắt đạo này trật tự thần văn, dường như càng là đế hoàng thiên ý ngọn nguồn. Làm Lý Thiên Mệnh đem hai mắt, chuyên chú ở trên đây thời điểm, cái kia kim sắc đường vân không ngừng biến hóa, hiện ra vô số hình ảnh, hiện ra tại Lý Thiên Mệnh trong đầu. Cái này mỗi một điều thiên văn, tựa như là sinh linh, bọn họ lẫn nhau đan vào một chỗ, lẫn nhau cùng tồn tại, ngàn tỷ người cùng tồn tại, ra đời một cái thống nhất ý chí. Cái kia ý chí, chính là nhân hoàng. Vạn đạo đứng đầu, trật tự chi vương. Lý Thiên Mệnh nhắm một con mắt lại, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cái này tám chữ, cũng là đế hoàng thần ý căn bản. Nó nhìn như là một loại hư vô nói, không như hỏa diễm lôi đình chờ một chút thiên ý thần ý một dạng, thấy được sờ được, thậm chí có thể vận dụng đến kiếm thuật chiến quyết bên trong. Đối so phổ thông thần ý, cái này một con đường, chú trọng hơn chính là ý chí tu luyện. Ông, làm hắn đọc lên tám chữ thời điểm, một cái kia trật tự thần văn, đột nhiên theo trên mặt hồ lao ra, vào tới Lý Thiên Mệnh, phân hóa đến hắn toàn thân giới tử bên trong. Mỗi một cái giới tử bên trong, mấy tầng trời ngôi sao vòng phía trên, cái kia, Đông Hoàng kiếm, hình dáng đế hoàng thần ý, hấp thu từng đạo kim sắc thần văn, lại lần nữa kéo lên. Nói thật, Lý Thiên Mệnh hiện tại đế hoàng thần ý, mức độ đã rất cao. Nếu là hắn dùng mệnh kiếp thiên ý, trưởng thành sẽ nhanh hơn. Liền chính hắn đều không nghĩ tới, cái này mấy lần cảnh giới tăng lên, đều là đế hoàng thần ý tăng lên. Đây là có đường tắt không đi, chuyên môn đi núi đào biển lửa A. Tuy nhiên khó, nhưng đế hoàng thần ý một khi hình thành đột phá, Đông Hoàng kiếm thần ý trưởng khống lực sẽ phi thường cường. Lại thêm nơi này chính là hằng tinh nguyên bạo phát chi địa, không bao giờ thiếu vũ trụ nguyên lực. Sau đó, một trận cảnh giới đột phá, không thể tránh được phát sinh. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh hiện tại thân thể, chỉ là hắn thiên hồn, cho nên, chân chính hình ảnh là, cái kia tiểu thiên bia trên tuôn ra từng đạo kim sắc thần văn, đột nhiên hướng qua đám người, phá tan lam tinh diệu, đâm vào nơi xa một cái không người chú ý trên người thiếu niên. Thiếu niên kia trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vậy mà tại chỗ hấp thu hằng tinh nguyên tu luyện. Điều này nói rõ, tiểu thiên bia để hắn cảnh giới đột phá. Đây chính là truyền thừa, đây chính là vô thiên chi cảnh tạo hóa. Trong lúc nhất thời, bốn phía vang lên từng đợt kêu sợ hãi. Mấy ngàn người trợn mắt hốc mồm, lấy không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Phải biết, bọn họ đều bởi vì khoảng cách quá xa, không có cách nào tránh thức quan sát. Bọn họ đang định liên hợp khiêu chiến Lam Tinh Diệu uy nghiêm. Đang muốn hành động, vạn vạn không nghĩ đến, một cái tại phía sau bọn họ người trẻ tuổi, ngược lại là trực tiếp đạt được đến từ tiểu thiên bia tạo hóa. Phấn khởi phản kích, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Này làm sao có thể không gọi người, không biết nên khóc hay cười. Thiếu niên tóc trắng này là ai? Không biết a, chưa thấy qua trên tình báo có người này. Lại là tông môn ẩn tàng hậu thủ. Bất kể như thế nào, hắn chính đang hấp thu hằng tinh nguyên, mở rộng tinh luân nguyên lực, điều này nói rõ vừa mới quan sát, để hắn thần ý đạt được trưởng thành, cảnh giới đột phá. Hắn đến cùng làm sao quan sát, ngăn cách xa như vậy, ta đều thấy không rõ lắm. Mà lại, Lam huyết tinh hải những người kia, đứng tại tiểu thiên bia trước, đều suy nghĩ đã nửa ngày, một chút thu hoạch đều không có. Mấy ngàn người nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Nơi này không có tề thiên chi nhãn. Ngoại nhân nhìn không tới đầy biến hóa, kinh ngạc cũng chỉ có bọn họ. Liền tề thiên chi nhãn cũng không có xuất hiện, chẳng phải là nói, căn bản không ai dự liệu được, hắn có thể bởi vậy được lợi. Đạp thiên chi cảnh, tức thời đột phá một tầng, liền xem như thiên tài, cũng coi như đã giảm bớt đi một hai năm công phu, đương nhiên gọi người hâm mộ. Mà lại vẻn vẹn như thế à? Tại Thái Dương Vạn Tông các phương các đệ tử, còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái kia tiểu thiên bia bắt đầu chấn động. Sau đó cấp tốc thu nhỏ, sau cùng thành một cái lệnh bài lớn nhỏ, thân thủ có thể nắm. Gần trong gang tấc Lam Tinh Diệu, vừa mới bị cái kia kim sắc thần văn đụng ngã,
lúc này hắn kịp phản ứng, trực tiếp thân thủ đến cướp đoạt cái kia co lại. Nhỏ nhỏ thiên bi. Hắn tay mắt lanh lẹ, cái kia một đôi tay, lập tức rơi vào tiểu thiên bia phía trên. Chỉ là, cái kia tiểu thiên bia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trực tiếp đụng trên ngón tay của hắn, răng rắc một tiếng, Lam Tinh Diệu đau kêu lên, liền vội vàng che tay tránh ra. Mọi người rõ ràng nhìn đến, hắn ngón út, giống như đều bị đụng gãy, cong rất trên diện rộng độ, xem ra đều đau. Siêu siêu, tiểu thiên bia xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh thân thủ đem bỏ vào tu di giới chỉ, tiếp tục hấp thu cái kia nóng nảy hằng tinh nguyên lực lượng. Biến cố như vậy, để mọi người lặng ngắt như tờ. Mấy ngàn người nhìn xem chiếm lấy toàn trường, lại không có chút nào thu hoạch Lam Tinh Diệu, nhìn nhìn lại cái kia không người nhận biết Lý Thiên Mệnh, biểu lộ có chút cổ quái. Mặc dù mọi người đều trông mà thèm cái kia tiểu thiên bia, nhưng bọn hắn biết, hiện tại lớn nhất ăn quả đắng người, là Lam Tinh Diệu. Quả nhiên, nam tử tóc lam này khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn ngẩng đầu, cái kia âm lạnh lùng hai mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh một chút. Một hàng Lam huyết tinh hải đệ tử, không dùng hắn nói, liền trực tiếp vây quanh tại Lý Thiên Mệnh bên người, mà bản thân hắn rơi vào Lý Thiên Mệnh 10 mét bên ngoài, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Tiểu tử này có điểm tâm đại a, còn không dừng lại, lại tiếp tục tu luyện, ta đoán chừng Lam Tinh Diệu sẽ một bàn tay đập chết hắn. Đừng nói nữa, dễ dàng gây chuyện, hãy chờ xem. Lại nói, người này đến cùng là ai a? Tại mọi người nghị luận bên trong, Lam Tinh Diệu duỗi ra một cái tay, lạnh lùng mắt màu lam nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, đem tiểu thiên bia, trả lại cho ta, tốc độ nhanh một chút. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lại có không thể nghi ngờ quyền uy. Hắn dám ở mấy ngàn người trước mặt, độc chiếm tiểu thiên bia, đương nhiên sẽ không sợ Lý Thiên Mệnh. Dù là rất nhiều tông môn có ẩn tàng đệ tử, nhưng lấy Lam huyết tinh hải tình báo thủ đoạn, cái này 1 tỷ người bên trong, có mấy người mạnh hơn chính mình, Lam Tinh Diệu nhất thanh nhị sở. Tuyệt đối không bao gồm Lý Thiên Mệnh. Mà lại, Lý Thiên Mệnh cái này đột phá thời khắc, liền chiêm tinh đều chưa từng xuất hiện, rõ ràng không phải tinh tướng thần cảnh. Chỉ có một cái Dạ Lăng Phong, đứng tại Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Lam Tinh Diệu một câu nói kia, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đều không có trả lời. Cái này dẫn đến bầu không khí trong nháy mắt lâm vào băng điểm. Ta nói, lấy ra. Lam Tinh Diệu gần từng chữ một, hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Nghe đến không có, đừng ép ta nhóm chặt rơi đầu ngón tay của ngươi. Lam Tinh Diệu bên cạnh, một cái Lam huyết tinh hải đệ tử âm ngoan nói. Sư huynh, ta nhìn người này đừng điếc, bọn họ chưa thấy qua hung ác, luôn có may mắn tâm lý, ta đến để hắn, nhận rõ ràng hiện thực. Liền Diệu sư huynh đồ vật cũng dám đoạt, nói thật, đoạn hắn một cái tay, đều tính toán tiện nghi. Còn lại đệ tử nóng lòng muốn thử, bọn họ nghênh hợp Lam Tinh Diệu, đơn giản cũng là nịnh nọt ý tứ. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Chặt a! Lam Tinh Diệu gặp Lý Thiên Mệnh còn không có phản ứng, tâm lý đã sớm đang cười lạnh, hắn trả tăng thêm một câu, nói, tiểu tử này vừa mới để mắt kình, bây giờ lại không mở mắt, nói rõ đôi mắt này cũng không cần, cùng nhau móc ra ném đi. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái này mấy ngàn người vây xem, nói, nhìn cái gì? Cút! Một tiếng này giống, nhất thời hù chạy không ít người. Lam huyết tinh hải, chật chật, trật tự thiên tộc chó săn, mỗi lần cắn người vô cùng tàn nhẫn nhất. Bớt tranh cãi huynh đệ. Rất nhiều người chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình, nhìn một chút Lý Thiên Mệnh, sau đó cùng một chỗ thối lui đến nơi xa đi. Mà lúc này... Cái kia 5 cái Lam huyết tinh hải đệ tử đã tới gần Lý Thiên Mệnh. Trong bọn họ có 2 cái tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, đặt ở Thanh Hồn Điện, cái kia đều so Bạch Quân Sách còn mạnh hơn, nhưng ở Lam huyết tinh hải, chỉ có thể làm người hầu. Dạ Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nói thật, chỉ một mình hắn, ngăn không được nhiều như vậy, mạnh như vậy đối thủ. Lý Thiên Mệnh khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước, có thể lúc này thời điểm. Hắn không thể không đình chỉ. Ngay một khắc này, bỗng nhiên có một người xông ra, ngăn cản tại Lam Tinh Diệu trước mặt. Ngừng! Mọi người xem xét, người kia phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt giấy, một mặt mây trôi nước chảy. Ra sân về sau, hắn ngước cổ, khinh miệt nhìn Lam Tinh Diệu liếc một chút, nói, bại tướng dưới tay, đoạt bảo thua còn muốn chơi xấu. Lam Tinh Diệu, người vẫn là như vậy không biết xấu hổ a. Trách không được những năm này một chút tiến bộ đều không có, mất mặt. Hắn nói đến thống khoái, không ai trông thấy,
hắn gáy mồ hôi lạnh ứa ra. Phù Tử Thiên. Lam Tinh Diệu hai mắt màu xanh lam, trong nháy mắt tràn ngập không ít xương máu, cả người nở nụ cười gằn. Có người bán tình báo, nói ngươi trên thực tế là cái bao cỏ. Lam Tinh Diệu nói. Ngươi ngốc à, ngươi cái này tin, lúc trước không phải ra ra thân thủ đem ngươi đánh thành vương bát rồi. Hiện tại ngươi quên đúng không? Muốn hay không lại để cho ngươi khóc một lần? Phù Tử Thiên xem thường cười một tiếng, nói thật cho ngươi biết, hai vị này là ta sư đệ, ngươi liền ta sư đệ đều đoạt không qua, hiện tại, cùng ta giao thủ tư cách đều không có, nhanh đi về tìm ngươi tỷ, để ngươi tỷ đến cùng ta phong hoa tuyết nguyệt đi. Mọi người nghe được nhìn mà than thở. Phù Tử Thiên thật sự là mãnh liệt. Thanh Hồn Điện đệ tử, có thể đem Lam Tinh Diệu bức thành dạng này, chân thực chúng ta mẫu mực. Bọn họ thế lực sau lưng, kém rất nhiều a, không nghĩ tới Thanh Hồn Điện cái này đệ nhất, lại có như thế đông đảo thiên kiêu. Bọn họ đương nhiên không biết, Phù Tử Thiên đây là tại trì hoãn thời gian. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh nguy hiểm, cũng không biết hắn đang làm gì, thì kiên trì lên. Dù sao, hắn cũng không thể nhìn Lý Thiên Mệnh bị chặt tay, móc mắt. Hắn những lời này nói ra, Lam Tinh Diệu mi đầu sâu nhăn. Phù Tử Thiên rất có thể lắp. Để hắn hoài nghi tình báo có độ tin cậy, dù sao hắn xác thực chiến bại qua. Cút! Phù Tử Thiên trừng mắt quát nói, hào khí vạn trượng. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này có thể đem Lam Tinh Diệu ép. Phù Tử Thiên không dám giết ta, hắn đến cùng phải hay không phô trương thanh thế, ta thử một lần liền biết rõ. Tiểu Thiên Bia rõ ràng rất trọng yếu. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, hắn cũng không muốn từ bỏ. Lên! Lam Tinh Diệu lạnh giọng vừa quát, toàn bộ Lam Huyết Tinh Hải đệ tử cùng một chỗ động thủ. Lần này, Phù Tử Thiên luống cuống. Ta dựa vào, bức trang lớn. Vân Thượng Thiên Cung vì cạo chết Phù Tử Thiên, đã đem tình báo của hắn, truyền đi vô cùng phổ biến. Xuất thủ của hắn ghi chép quá ít, cho nên tình báo này, tin tưởng rất nhiều người. Lam Tinh Diệu coi như chiến bại qua, tại Tiểu Thiên Bia, bực này vật phẩm trọng yếu trước mặt. Hắn chỉ cần thử một lần liền biết rõ đối phương nội tình, tại loại này điều kiện tiên quyết, xuất thủ của hắn sẽ chỉ cực kỳ bạo liệt. Chỉ cần một chiêu, Phù Tử Thiên liền sẽ lộ ra nguyên hình. Tuy nhiên tại chỗ không có thể thiên chi nhãn, có thể chỉ cần đánh nát Phù Tử Thiên đế tinh kết giới, để hắn bị loại, liền có thể thiên hạ đều biết. Lên! Tại Lam Tinh Diệu ra lệnh một tiếng, bao quát hắn ở bên trong, hết thảy 6 cái Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, bỗng nhiên xuất thủ. Đến từ Vạn Tông Thiên Bảng 10 vị trí đầu tông môn đệ tử, tự nhiên không tầm thường, bọn họ Lam Huyết Tinh Hải lần này tiến đến đệ tử, khoảng chừng 100.000. Phù Tử Thiên trong lòng khẩn trương, trên mặt còn tại cố giả bộ chấn định, tâm lý cũng sớm đã bất ổn. Ta giọt cái mẹ lặc, lần này cắm. Tâm lý một câu nói kia vừa dứt dưới, chung quanh cái kia mấy ngàn vây xem đệ tử, bỗng nhiên phát ra từng đợt tiếng kinh hô âm. Mọi người mau nhìn Tề Thiên Bia. Trời ạ! Có danh tự. Người nào leo lên đế tinh bảng? Cái này là cái thứ nhất, xuất hiện tại Tề Thiên Bia phía trên tên, tự nhiên đưa tới toàn bộ vô thiên chi cảnh dung chuyển. Thậm chí có thể nói, tại thời khắc này, hơn phân nửa trật tự chi địa ánh mắt, đều tập trung ở cái tên này phía trên. Mặc dù nói hiện tại chỉ là bắt đầu giai đoạn, lớn nhất trước đạp lên Tề Thiên Bia, không có nghĩa là có thể một mực chiếm cứ đệ nhất, thậm chí cuối cùng khả năng, rơi ra đế tinh bảng 10.000 tên bên ngoài. Có thể, cái kia Tề Thiên Bia là một cái vinh diệu chi địa. Làm cái này vạn chúng chú mục trên tấm bia đá, chỉ xuất hiện một cái tên, loại kia vũ nội bát hoang, duy ngã độc tôn cảm giác, vẫn là tương đối kích thích. Tại hỏa diễm phong bạo dâng trào mà qua thời khắc, ba cái kim sắc văn tự, dần dần hội tụ, xuất hiện tại Tề Thiên Bia trên cùng. Cái này là cái thứ nhất nhập bảng tên, đương nhiên tạm thời xếp tại đệ nhất. Đây là ai? Chưa nghe nói qua a. Một câu nói như vậy, cơ hồ tại nửa cái trật tự chi địa phía trên vang lên. Tại các tông môn thiên tài tình báo tràn lan tình huống dưới, một cái liền thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn cường giả, đều cực kỳ tên xa lạ, có thể nói tương đương hiếm thấy. Thiên mệnh, chính là thượng thiên chỗ mệnh, thiên chi mệnh cách. Danh tự có thể nói là tương đương bá khí. Như thế, mặc kệ tiểu tử này là người nào, tên của hắn, bày ở đệ nhất vị trí này, chỉ từ mặt chữ phía trên nhìn, tuyệt đối chấn được. Không sai. Cái kia Tề Thiên Bia phía trên đản sinh cái thứ nhất kim sắc tên, cũng là Lý Thiên Mệnh. Hắn thành là thứ nhất cái xuất hiện tại đế ngôi sao người trên bảng, tạm thời đứng hàng đế tinh bảng đệ nhất,
tuyệt đối cùng vừa rồi lấy được tiểu thiên bia có quan hệ. Lý Thiên Mệnh, đây là hắn lần thứ nhất, thật đang xuất hiện tại trật tự chi địa Thái Dương Vạn Tông, thiên hạ quần hùng nhóm trong tầm mắt. Cùng một cái thời gian, ngàn tỷ người tại nhớ kỹ tên của mình, loại kia cảm giác, Lý Thiên Mệnh cảm giác mệnh hồn oanh minh. Liên đế hoàng thần ý, đều có một loại rung động mạnh mẽ, điều này nói rõ cái này một cái cao đẳng chủng tộc hằng tinh nguyên thế giới, là hắn tu luyện chi đạo, chỗ khát vọng chi địa. Lý Thiên Mệnh từng tại Tề Thiên Chi Nhãn xuất hiện qua, còn đánh bại Vân Thượng Tiên Cung Vân Phi Dương, lúc ấy thì có không ít người gặp qua hắn, chỉ là không rõ lắm tên của hắn. Bây giờ hắn xuất hiện tại Tề Thiên Bia phía trên, lấy trật tự chi địa tình báo, hắn sẽ ở trong vòng vài ngày, nổi tiếng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không rơi ra đế tinh bảng. Tên của hắn về sau, xuất hiện một chuỗi chữ số. Trong lúc nhất thời, mới phong ba lại đưa tới dung chuyển. Dạng này dung chuyển, để Lam Tinh Diệu mấy người bọn hắn đều đình chỉ động thủ. Bọn họ ngửa đầu nhìn lấy vạn chúng chú mục Tề Thiên Bia, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng ghen ghét. Bởi vì rất hiển nhiên, nếu như Lý Thiên Mệnh không đến, hiện tại Vinh Diệu, sẽ thuộc về Lam Tinh Diệu. 3.000. Lý Thiên Mệnh tên sau con số, chính là 3.000. Thậm chí, vẫn còn có tin tức, dần dần xuất hiện tại hắn tên sau. Nói ngắn gọn, hiện tại đế tinh bảng phía trên toàn bộ tin tức là hạng nhất, Lý Thiên Mệnh Thanh Hồn Điện 3.000. Một cái vạn tông thiên bảng bài danh 38 Thanh Hồn Điện, trong nháy mắt tiến vào tất cả mọi người tầm mắt. Thanh Hồn Điện, không phải liền là có Vô Tử Thiên cái kia Thanh Vân Đại Lục Tông Môn. Đúng, có thể a, tuy nhiên cái này đệ tử, chỉ là tạm thời trèo lên đỉnh đế tinh bảng, nhưng có thể tại nhất lưu tông môn đệ tử trước mặt, lập lòe một hồi, đều tính toán lợi hại. Đại đa số người, đều đang suy nghĩ, 3.000, cái số này hàm nghĩa. Là hắn đánh bại số lượng, vẫn là. Xem ra lần này vô thiên chi chiến, vẫn là lấy đánh bại số lượng sắp xếp. Tề Thiên Chi Nhãn tại sao không đi chiếu cái này Lý Thiên Mệnh, dù sao cái thứ nhất trèo lên bảng, khiến người ta nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra a. Cái nhu cầu này, rất nhiều người đều sách ra. Từ đầu đến giờ, đã tiến hành không ít đặc sắc quyết đấu. Nhưng duy chỉ có không có thông báo công khai leo lên đế tinh bảng biện pháp. Trên thực tế, đã có Tề Thiên Chi Nhãn xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Nó tới vội vàng, có lẽ liền cái này Tề Thiên Chi Nhãn người thao túng, đều không nghĩ tới sẽ có người, nhanh như vậy giải quyết tiểu thiên bia. Cái kia tóc trắng tiểu tử, cũng là Lý Thiên Mệnh đi. Đúng, tốt như lần trước, gặp hắn cùng Vân Thượng Tiên Cung đệ tử giao phong qua. Cũng là vị này, giống như cũng là Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả, Giang Thanh Lưu đệ tử. Làm Tề Thiên Chi Nhãn chiếu rọi tại Lý Thiên Mệnh trên người thời điểm, xa xôi Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, một tòa gọi là Thanh Hồn Kiếm Phong, trên ngọn núi, vô số người vì thế xôi trào. Tuy nhiên, bọn họ đều chưa thấy qua Lý Thiên Mệnh. Một cái khác tiểu tử, không phải liền là gần nhất danh tiếng rất kình Vô Tử Thiên. Là hắn. Giang Thanh Lưu người này không đơn giản a. A. Đây không phải là Lam Huyết Tinh Hải đệ tử a? Muốn động thủ? Đã động, xem ra, là muốn cướp đoạt thứ gì? Tề Thiên Chi Nhãn khoan thai tới chậm, tuy nhiên không có thể làm cho Thái Dương Vạn Tông nhìn đến, 3.000 cái số này lai lịch, lại có thể nhìn đến một trận thú vị giao phong. Nghe nói cái này Vô Tử Thiên trên người có mở ám, lần này đụng tới Lam Huyết Tinh Hải đệ tử. Là ngựa chết hay là lừa chết, chuồn mất một chút liền biết. Ta nhìn tiểu tử này. Sắc mặt có trốn tránh chi ý, xem ra truyền ngôn là thật, Thanh Hồn Điện những người này, tại chế tạo trò cười đâu. Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung, tại cạnh tranh Thanh Vân Đại Lục đệ nhất, một cái đế tinh bảng trước 10 đệ tử, có thể thay đổi Thanh Vân Đại Lục bố cục, cho nên cái này Vô Tử Thiên xác thực trọng yếu, nếu là hắn miệng cọp gan thỏ, còn lại Thanh Hồn Điện đệ tử lại phong cảnh đều vô dụng, dù sao vô thiên chi cảnh cuối cùng tranh phong, đều là thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn những cái kia đỉnh cấp đệ tử thiên hạ. Cái này Lý Thiên Mệnh thực lực, đại khái có thể xếp vào 2.000 tên đi. 2.000 tên có thể. A, à, cái này Vô Tử Thiên, giống như thật muốn lộ tẩy. Cái kia Thanh Hồn Điện nhưng là mất mặt xấu hổ. Bởi vì đế tinh bảng biến hóa, làm cái này Tề Thiên Chi Nhãn hình ảnh xuất hiện về sau, vô số ánh mắt, rơi vào những người trẻ tuổi này trên thân. Liền Lam Tinh Diệu đều biết, chính mình phong cảnh thời điểm đến. Hắn bị đế tinh bảng làm trễ nải một bỏ công sức. Không nghĩ tới chờ được Tề Thiên Chi Nhãn. Kể từ đó, tại thiên hạ trước mặt đánh bại Vô Tử Thiên,
lại cướp đi tiểu thiên bia, đế tinh bảng tên rất có thể đổi thành chính mình. Đều là tuổi trẻ nhiệt huyết đàn ông, người nào không hy vọng danh động thiên hạ, ức vạn người kính ngưỡng. Ngươi triệt để xong, Phù Tử Thiên. Lam Tinh Diệu hai tay kẹp lấy một đạo tinh quang. Hắn nghe nói Phù Tử Thiên bị một cái thập đạo thiên đệ tử truy sát. Hiện tại, hắn vung ra đạo này tinh quang, gào thét đâm về phía Phù Tử Thiên. Cái này nhìn như đơn giản tinh luân nguyên lực vận dụng, kỳ thật liền thập đạo thiên đối thủ, đều có thể trong nháy mắt diệt sát. Phù Tử Thiên muốn là bao cỏ, tất lộ tẩy. Hiển hình. Đối mặt cái này tinh quang, Phù Tử Thiên đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, bất quá, không biết xảy ra chuyện gì, hắn lập tức toàn thân buông lỏng, còn đong đưa quạt giấy, cười hì hì nhìn lấy Lam Tinh Diệu, nói, cái gì hiển hình a? Ta còn đại uy thiên long đâu, ngốc không kéo mấy cái. Cái kia đạo tinh quang đâm tới Phù Tử Thiên trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, một cái thiếu niên tóc trắng lách mình xuất hiện. Trong tay hắn cái kia kim hắc nhan sắc ở giữa một thanh đại kiếm, nhẹ nhõm đâm ra, đánh nát đạo này tinh quang. Không sai, chính là Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Bởi vì Phù Tử Thiên chỉ hoãn một chút, lại có đế tinh bảng quấy nhiễu, ngược lại là đúng lúc cho hắn đầy đủ thời gian, lại thêm nơi đây cái kia nóng nảy hàng tinh nguyên lực lượng, ở khắp mọi nơi, thì cùng là dung nham một dạng rót vào thân thể, tràn vào toàn thân giới tử, để hắn thiên tinh luân không ngừng lớn mạnh, cảnh giới thành công đột phá đến, cửu tôn thiên, mức độ. Lý Thiên Mệnh ngược lại là thẳng kinh ngạc. Phù Tử Thiên gia hỏa này, rõ ràng là sợ chết kém cỏi, lúc này thời điểm không rõ ràng cho lắm, còn dám đi lên gượng trống, mặc dù là bèo nước gặp nhau, nhưng có duyên phận này tại, cái kia cũng chậm chậm tính toán là bằng hữu. Đậu đen rau muống, vì sao nhìn đến gia hỏa này bóng lưng, ta lại có một loại vui mừng cảm giác an toàn. Đây chính là bị sủng ái cảm giác sao? Phù Tử Thiên muốn đến nơi này, nhất thời cảm giác dùng mình, hắn tằng hắng một cái, chấn định tự thân, sau đó hướng về phía Lam Tinh Diệu nói, thằng nhóc rách dưới, thì ngươi tài nghệ này, còn muốn cùng ta luận bàn. Để ta sư đệ đối phó ngươi là được rồi. Lại nói, ngươi có thể lưu một cái tỷ ngươi truyền tin thạch sao? Bỉ nhân ngược lại là phi thường vui lòng, cùng tỷ tỷ ngươi luận bàn một số phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Gia hỏa này nhân sinh châm ngôn, hẳn là, tuyệt không buông tha bất kỳ lần nào trang bức cơ hội a. Tại bọn họ trước mắt, Lam Tinh Diệu nhìn một chút Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên hai người, ánh mắt híp lại. Một đạo hàn quang lạnh lẽo ở trong đó lấp lóe. Tay của ngươi cùng ánh mắt, còn có phế vật này đầu lưỡi, hôm nay ta đều nhận. Lam Tinh Diệu câu nói này, là đúng Lý Thiên Mệnh nói. Điều này nói rõ, mặc kệ hắn là không bị Vu Tử Thiên đánh bại qua, giờ này khắc này, hắn đều từ đối phương biểu hiện, phỏng đoán Vu Tử Thiên không có đỉnh cấp chiến đấu lực. Tiểu Thiên Bia tại Lý Thiên Mệnh trên tay, cả hai vừa so sánh, Lý Thiên Mệnh càng muốn bắt lại, mà lại muốn tốc chiến tốc thắng. Thời gian kéo dài, hắn không xác định sẽ hay không có còn lại người cạnh tranh thêm vào. Mà lại, chỉ là chung quanh cái này mấy ngàn người, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, bọn họ tạm thời xem kịch, có thể trong lúc bất chi bất giác, đã sớm vây quanh hiện trường. Xem ra bọn họ, cũng để mắt tới Tiểu Thiên Bia. Lam Huyết Tinh Hải, thiên bảng 10 vị trí đầu, tới đi, để ta xem một chút, các ngươi là cái gì mức độ. Đây là Lý Thiên Mệnh câu nói đầu tiên. Mọi người vốn cho là hắn so sánh lãnh khốc điệu thấp, kết quả câu này bên trong tràn đầy khiêu khích, ngắn ngủi một câu, trực tiếp để song phương nhiệt huyết dâng trào, sát cơ bốc lên. Giết! Lam Tinh Diệu lại lần nữa ra tay, bên người năm cái Lam Huyết Tinh Hải đệ tử theo sát phía sau. Lý Thiên Mệnh bên này, hắn cùng Dạ Lăng Phong, một đen một trắng, đón 6 cái đối thủ phóng đi. Chỉ có Vô Tử Thiên chắp tay sau lưng, cười lớn, từng bước một lui về sau. Tư thế ngược lại là tiêu sái. Muốn không phải chung quanh nhiều người, hắn chỉ sợ đều phải ẩn nấp rồi. Hai vị sư đệ, khác đem bọn hắn nước tiểu đánh tới a. Chớ có ô nhiễm hoàn cảnh, Phù Tử Thiên lôi kéo cuống họng nói. Hắn câu nói này hô lên, một trận hung ác chiến đấu, đã khai hỏa. Chiến đấu trước đó, Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong một câu, Tiểu Phong, 5 cái đối thủ, còn có 2 cái tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, người được hay không? Hắn trước đây tối cao chiến đấu ghi chép, là đạp thiên thập nhị giai. Nhưng đó là ngự thú sư. Thức thần bản chất là địa hồn, tất cả địa hồn ở trước mặt ta, đều là phế vật. Chỉ có bọn họ bản thể, mới đối với ta có uy hiếp, chỉ cần bọn họ lấy ra thức thần, ta liền có thể thắng. Dạ Lăng Phong thấp giọng nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Ý tứ chính là,
hắn tuyệt đối khắc chế thức thần. Tối thiểu nhất tinh tướng thần cảnh phía trước mấy cấp thức thần, đối với hắn không có bất kỳ lực sát thương nào. Hắn thậm chí có thể nuốt ăn thức thần, làm cho đối phương vĩnh viễn mất đi thức thần. Nhưng, đã theo dị độ thế giới thoát đi ra, nuốt ăn sự tình liền không thể làm tiếp. Trừ phi bọn họ không lại sợ trật tự thiên tộc. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Dạ Lăng Phong, đối mặt thức thần tu luyện giả vô địch. Đối phương bản thể tinh luân nguyên lực, Dạ Lăng Phong không cách nào khắc chế, vẫn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Đơn giản tới nói, cũng là những thứ này tối thiểu lục kiếp đệ tử, tại đụng tới Dạ Lăng Phong về sau, thực lực chí ít suy kiệt 1/3. Phiền toái hơn chính là, bọn họ chiến quyết, nên vốn cần thức thần phối hợp, cái này mang ý nghĩa bọn họ rất có thể, đánh không ra một bộ hoàn chỉnh công kích. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, tâm lý liền đã có tính toán. Làm cái kia 5 cái Lam huyết tinh hải đệ tử, toàn bộ triệu hồi ra thức thần, chấn áp mà lên thời điểm. Dạ Lăng Phong trực tiếp thi triển thần thông, nhiên hồn chú. Cái môn này thần thông đến từ hắn ma thần huyết mạch, cũng đến từ nguyên thủy ma tôn truyền thừa, đối mệnh hồn địa hồn, đều có rất lớn lực sát thương. Mệnh hồn có thức hải cùng thân thể bảo hộ, có thể ngăn cản trình độ nhất định nhiên hồn chú. Nhưng là, vì ra để chiến đấu, bại lộ bên ngoài thức thần địa hồn, quả thực cũng là nhiên hồn chú thiên nhiên mục tiêu công kích. Nhiên hồn chú chính là ngọn lửa màu đen. Theo Dạ Lăng Phong trên thân bạo phát, bao phủ ra ngoài. Vù vù. Hỏa diễm như ma chảo một dạng, theo nguyên một đám thức thần trên thân thiêu đốt đi qua, càng thiêu càng lớn. Cơ hồ ngay đầu tiên, cái này không khác biệt ngọn lửa màu đen bao phủ, giống như giòi trong xương một dạng, lây dính 5 người đệ tử thức thần. Ong ong. Quỷ dị hỏa diễm, điên cuồng lan tràn. Ngay từ đầu, đối phương cũng không thèm để ý ngọn lửa này, bởi vì tiền kỳ một chút cảm giác đều không có. Kỳ thật đây là Dạ Lăng Phong, cố ý không trước phát động công kích, mà chính là các loại nhiên hồn chú hỏa diễm, triệt để trải rộng ra, nhiễm lên tất cả thức thần về sau, hắn mới đang tránh né ở giữa, phát động nhất kích chí mệnh. Hống hống hống. Trong lúc nhất thời, 5 người cùng nhau 30 thức thần, còn không có động thủ, liền để nhiên hồn chú chìm ngập. Mỗi một cái thức thần trên thân, đều là hừng hực đốt cháy màu đen liệt hỏa. Ở thời điểm này, bọn họ tựa như là đầu gỗ một dạng, ngược lại làm cho nhiên hồn chú, bùng nổ. Đây là Lý Thiên Mệnh gặp qua, chí mạng nhất khắc chế. Trên thực tế, những người khác như là linh hồn công kích năng lực xuất sắc, cũng có thể đối thức thần, tạo thành ngoài định mức đả kích, đây là thức thần tu luyện giả nhược điểm. Nói thí dụ như tiên tiên, nó tam hồn ma âm, cũng có thể đối thức thần tạo thành ngủ say, hỗn loạn hiệu quả, chỉ là bởi vì tiên tiên thần hồn cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, đồng dạng là một cảnh thần hồn, cho nên hiệu quả kém một chút, mà lại đây không phải tiên tiên chủ muốn năng lực. Linh hồn tu luyện, so thần ý tu luyện còn khó. Dạ Lăng Phong mệnh hồn đẳng cấp là tam cảnh vương hồn, đây là hắn 80.000 tộc hồn, tu luyện nguyên thủy ma tôn linh hồn tu luyện pháp môn hiệu quả. Mạng này hồn cường độ, vượt ra khỏi rất nhiều trật tự chi địa cường giả, dùng loại này mệnh hồn lực lượng đến thi triển thần thông nhiên hồn chú, đối tầng thứ cũng không có cao hơn hắn quá nhiều đối thủ tới nói, nhiên hồn chú hiệu dụng vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu như, đối thủ là một cái mấy trăm tuổi thức thần tu luyện giả, liền không có cách nào tạo thành mạnh như vậy lực sát thương. Ta thập phương kỷ nguyên thần kiếm, bởi vì lấy hồn phó vì bản thể, so phổ thông thức thần hiếu thắng mềm dai, nhưng bởi vì cảnh giới quan hệ, khả năng cũng ngăn không được tiểu phong loại công kích này. Tại nhiên hồn chú phía dưới, 30 thức thần quả thực thành củi lửa, nhiên hồn chú bùng nổ đựng. Mỗi một cái thức thần đều thành hắc lửa đốt cháy quái vật. Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô cùng khó chịu. Cái kia 5 cái Lam huyết tinh hải đệ tử, chưa bao giờ từng gặp được Dạ Lăng Phong dạng này tam cảnh vương hồn người đồng lứa, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ chuyện gì xảy ra. Địa hồn thiêu đốt thống khổ khổ, tuy nhiên tác động đến không đến mệnh hồn, có thể mệnh hồn lại có thể cảm nhận được loại đau khổ này. Cái này đạo gửi tới bản thân bọn họ cũng đầu đau muốn nứt, nguyên một đám kêu lên thảm thiết. Hẳn là linh hồn phương diện công kích, người này linh hồn rất mạnh, thu hồi thức thần. Trường hợp như vậy, quả thực cũng là thức thần tu luyện giả tai nạn. Tại chỗ rất nhiều ngự thú sư đều thở dài một hơi, thầm than mình may mắn không phải thức thần tu luyện giả. Làm nhiên hồn chú đốt cháy thời điểm, những thứ này thức thần tu luyện giả, nguyên một đám toàn bộ thành phổ thông nhân tộc. Phổ thông nhân tộc, tinh luân nguyên lực chiến lực vẫn còn, mà những thứ này Lam huyết tinh hải đệ tử, đem thức thần thu hồi kiếp vòng về sau,
cái kia nhiên hồn chú chi hỏa, thậm chí theo vọt vào kiếp vòng bên trong, chết quấn lấy những thứ này địa hồn. Loại này linh hồn thiêu đốt, còn tại ảnh hưởng 5 người này. Cùng lúc đó, Dạ Lăng Phong đã hai tay nắm thập phương chấn ma trụ giết đi lên. Lúc trước cái kia một đầu sông dung nham thời điểm, tiên tiên đi săn hung thú thời điểm, cho Dạ Lăng Phong phân một chút. Hắn lần thứ nhất lấy nuốt ăn hung thú đến tăng cường thể chất, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại thêm Lý Thiên Mệnh cho, bốn cảnh thần quyết, côn pháp, hắn tại linh hồn phương diện bên ngoài chiến đấu lực, phối hợp thập phương chấn ma trụ, còn tại tăng lên. Ầm ầm, phòng thủ hình thái thập phương chấn ma kết giới mở ra, cùng Lý Thiên Mệnh đế vực kiếm hoàng kết giới, vậy mà có thể hình thành bổ sung. Cái kia năm cái lam huyết tinh hải đệ tử, bởi vì thức thần bắt đầu trọng thương, đã có chút mộng. Bọn họ đánh giá cao Dạ Lăng Phong chiến đấu lực, đánh cho có chút sợ hãi. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh liền biết, Dạ Lăng Phong tối thiểu có thể tiếp nhận. Tiểu Phong, càng ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh quật khởi hung mãnh như vậy, Dạ Lăng Phong còn có thể đuổi theo, chính là một trận kỳ tích. Đáng quý chính là, năng lực của hắn cùng Lý Thiên Mệnh, tạo thành bổ sung. Mà hết thảy này, Lam Tinh Diệu tự nhiên để ở trong mắt. Sợ cái gì, lên A. Người này hẳn là thuần túy linh hồn tu luyện người, khắc chế thức thần, dùng bản thể giết hắn. Lam Tinh Diệu âm lãnh thanh âm truyền ra thời điểm, trên người hắn, bảy cái thức thần đã sinh ra. Hắn thiên phú cũng không có so Hy Hoàng cao bao nhiêu, có thể mới 20 mấy tuổi, cảnh giới so Hy Hoàng cao hơn nhất trọng. Một cái thiên bảng 10 vị trí đầu đệ tử hạch tâm, một cái biên giới chạm gác lưu đầy chủng tộc chi vương, bởi vì ngày kia vun trồng, chênh lệch cũng là lớn như vậy. Muốn đến Hy Hoàng mỗi lần tới trật tự chi địa, đều sẽ rất tan nát cõi lòng. Lam huyết tinh hải chủ thể thị tộc, trước kia có một cái tên, thì kêu làm tinh thần tộc. Trên thực tế, bọn họ cùng nguyệt thần tộc rất có ngọn nguồn. Đã từng tính toán thế lực không sai biệt lắm, có thể bởi vì bát nguyệt kiếm tôn, một cái thiên bảng 10 vị trí đầu, một cái bị thế nhân quên. Lam tinh diệu trên cánh tay, trái 3 phải 4, xuất hiện 7 cái ngôi sao 5 cánh thần. Mỗi một cái đều lập lòe vô cùng. Mấu chốt là, bọn họ mỗi một cái nhan sắc đều không giống nhau, theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. 7 cái kiếp vòng, 7 loại nhan sắc. Cái này khiến Lam Tinh Diệu xem ra tương đương rực rỡ. Oanh! Oanh! Thất cái to lớn thức thần, liên tiếp tại cái này 7 màu tinh thần kiếp vòng bên trong sinh ra. Cái này 7 cái thức thần, đồng dạng là 7 loại nhan sắc, tại Lam Tinh Diệu trên đỉnh đầu song song mà đứng. Bọn họ cao cao tại thượng, thần uy trên trời rơi xuống. Pha trộn vũ khí, lập lòe tinh quang, cái này khiến thời khắc này Lam Tinh Diệu, quả thực hiện ra khác mắt người. Cái này 7 cái thức thần, đều cùng loại hình người, hắn trong cơ thể như là tinh thần chi hải, xem ra 10 phần mỹ lệ. Mỗi một cái thức thần, đều nắm lấy một thanh đại kiếm, quanh thân lưu quang giật thải. Bọn họ trên đỉnh đầu không có miệng mũi, chỉ có một cái sáng chói ngôi sao 5 cánh hình dáng ánh mắt. 7 cái ánh mắt, bắn ra ra quang mang chói mắt. Quang mang kia chiếu rọi chỗ, mặc kệ là nham thạch vẫn là vách núi, trực tiếp chôn vùi. Nếu là chiếu rọi trên cơ thể người trên thân, hiển nhiên sẽ có một dạng hiệu quả. Này thức thần tên là Tinh Hải Cự Ma. Cái này chính là đỉnh cấp thiên chi thức thần. Trật tự thiên tộc chỗ lấy gọi thiên tộc, liền là bởi vì bọn họ thức thần chủ thể, đều là thiên chi thức thần. Tại cái này Tinh Hải Cự Ma chiếu rọi phía dưới, Lam Tinh Diệu tinh quang thiểm diệu. Trong tay hắn nắm lấy một thanh cùng Đông Hoàng kiếm gần như giống nhau kích thước song thủ đại kiếm, đây là cấp 4 trật tự thần binh. Lưu quang tinh thần kiếm, hắn tạo thành thiên địa thần khoáng cùng nguyên tố thần tai, toàn thể đều là cấp 4 trật tự thần văn, cho nên uy lực tầng thứ, lại so với Lý Thiên Mệnh trước kia chạm qua cấp 4 trật tự thần binh cao hơn. Thời khắc này Lam Tinh Diệu, có thể nói vô cùng khốc khoe. Vạn vạn không nghĩ đến, khốc khoe vẫn chưa tới một hơi thời gian. Làm hắn vừa bày ra thức thần thời điểm, Dạ Lăng Phong nhiên hồn chú, đã lan tràn đến bên này. Tuy nhiên chỉ có chút ít hắc hỏa. Nhưng vẫn là nhào tới Tinh Hải Cự Ma trên thân, mà lại thì cùng độc dịch một dạng truyền nhiễm, lan tràn 7 cái thức thần. Dạ Lăng Phong linh hồn lực lượng cũng có cực hạn, cho nên lần này lửa không có tránh thức đốt lên, bị Lam Tinh Diệu kịp phản ứng, vội vàng để thức thần chém nứt lửa cháy thân thể bộ phận, đại giới là để thức thần năng lực tác chiến tạm thời giảm xuống. Nhưng tối thiểu nhất, lần tránh nhiên hồn chú thương tổn. Còn chưa khai chiến thì tổn thất, cái này khiến tính khí vốn là hung ác Lam Tinh Diệu
nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt của bọn hắn, đã có sát cơ. Muốn chết à? Thái Dương Vạn Tông, nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực, khác biệt rất lớn. Tối thiểu nhất, ngoại trừ Vu Tử Thiên bên ngoài, còn không có còn lại nhị lưu thế lực đệ tử, dám để cho hắn như thế ăn quả đắng. Coi như mạnh hơn hắn, đều phải cúi đầu. Hắn hô ba chữ này, Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Căn bản không có phản ứng đến hắn. Khởi nguyên thế giới thụ trưởng khống chiến trường, thực vật hệ ngự thú sư vừa ra, trong nháy mắt đưa tới một tràng thốt lên. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú tạp đến kinh người, bốn đầu hoàn toàn không giống, liên kết tính đều ngày đêm khác biệt. So sánh tới nói, so tinh hải cự ma còn có đánh vào thị giác lực. Phốc phốc phốc, khởi nguyên thế giới thụ lắc lư lên, thánh quang đằng mạn đang thi triển Lý Thiên Mệnh cho thần cấp chiến quyết quất đánh, phệ huyết kiếm vũ từ trên trời giáng xuống, mấy trăm ngàn kiếm hình cánh hoa ảo 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 đâm về phía cái kia tinh hải cự ma. Bên cạnh Lam Hoang tại nơi này, cũng dám thi triển trạm Lam Hải Ngục, trực tiếp đem mặt đất cho đập thành nước biển, chỉ là nơi này nước biển là hỏa hồng sắc. Ầm ầm, cái này tựa như núi cao cự thú, hoàn toàn không nhìn Lam Tinh Diệu. Tại tinh hải cự ma tự chém thân thể thời điểm, thì đâm vào trên người của bọn nó. Lam Hoang từ trước đến nay đều mặc kệ đối phương là cái gì, đến địa bàn của hắn, trực tiếp xuống nước cùng hắn chơi. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, màu đỏ thắm nước biển chấn thiên. Bao quát Lam Tinh Diệu bản thân, đều bị Lý Thiên Mệnh áp tiến vào trong nước. Có Lam Hoang kháng ở phía trước, còn có Tiên Tiên đang quấy rầy, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, gần như đồng thời xuất thủ. Thương thiên phía trên, màu đen lôi đình tập kết, hình thành một cái đường kính vài trăm mét lôi đình vòng xoáy, ầm vang đập xuống. Không ít tinh hải cự ma vừa mới ngoi đầu lên, liền bị lôi đình áp chế xuống. Miêu miêu cái này nắm giữ vạn giới lôi bạo thần thông, đối thức thần lực sát thương gần với nhiên hồn chú. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn nổ tung nhấc lên, rất nhiều nhân tâm sinh rung động, bị bức phải lùi lại mà đi. Vu Tử Thiên hai cái này sư đệ, đều mạnh như vậy. Bọn họ đến cùng phải hay không tinh tướng thần cảnh? Không biết, bọn họ đều không sử dụng tinh tướng, chẳng lẽ chuẩn bị làm cho đối phương một cái tinh tướng? Cộng sinh thú hung mãnh như vậy, có thể không dùng tinh tướng? Cái này Lý Thiên Mệnh, thật sự là cho chúng ta ngự thú sư dẫy thở ra một hơi a, thức thần, thứ độ gì? Ha ha, đạp thiên chi cảnh cùng tinh tướng thần cảnh khác nhau, ở chỗ quanh thân tinh tướng. Bọn họ khác nhau, chỉ cần không sử dụng tinh tướng. Kỳ thật rất khó phán đoán. Trong mắt mọi người, trận này hung mãnh dữ dằn chiến đấu, còn đang kéo dài. Lam Tinh Diệu chỉ là ngay từ đầu bị nhiên hồn chú ảnh hưởng, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có lực phản kháng. Lúc này, kinh lịch Lý Thiên Mệnh đợt thứ nhất trùng kích về sau, hắn chống được, bảy cái tinh hải cự ma hội tụ vào một chỗ, bản thể cùng thức thần, liên hợp cùng một chỗ đột nhiên mở ra hắn, vẫn lạc tinh tướng. Trong lúc nhất thời, một cái cùng loại kết giới lĩnh vực khuếch trương ra. Thức thần tu luyện giả bởi vì thức thần đông đảo, bọn họ tinh tướng uy lực ngược lại là mạnh nhất. Cái này một cái vẫn lạc tinh tướng, đem bọn hắn tám cái chiến đấu cá thể lực lượng liên hợp lên, tạo thành vô số lớn chừng ngón cái tinh thần hạt tròn, lại hội tụ vì vòng xoáy, bắt đầu ở chung quanh bọn hắn xoay tròn. Những ngôi sao này hạt tròn tốc độ nhanh lên, tựa như là mũi tên một dạng, không ngừng đụng vào Lý Thiên Mệnh trên người của bọn hắn. Đánh ra không ít lỗ máu, xem như cho Lý Thiên Mệnh tạo thành phiền toái rất lớn. Quả nhiên, có thể tại trật tự chi địa làm thiên tài, không có một cái yếu. Lý Thiên Mệnh cũng không xem nhẹ đối thủ. Tại không thể vận dụng thức thần tình huống dưới, hắn xác thực thoáng có chút bị động. Lý Thiên Mệnh, ngươi thì chút bản lãnh này, tam bản phủ, đánh xong ngươi thì quỳ rồi. Lam Tinh Diệu cười lạnh một tiếng, tinh hải cự ma xông ra trạm Lam Hải Ngục. Cái kia bảy đại thức thần. Đồng thời thi triển thức thần đạo kiếp, thất tinh thần hoàn. Đây là thức thần uy lực mạnh nhất. Ngươi thì tính là cái gì, cho lão tử bò. Ong ong ong. Bảy loại màu sắc tinh hải cự ma, dọc theo từng đạo ngôi sao, lẫn nhau ở giữa xuyên kết hợp lại, hình thành cùng loại Lam Hoang thiên trọng tinh hoàn, lại phối hợp vẫn lạc tinh tướng, có được tương đương cường hãn giảo sát năng lực. Cái này thất tinh thần hoàn vừa ra, lập tức phản áp chế Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú. Cái kia sáng chói tinh quang, chiếu sáng rất nhiều người đều mắt mở không ra. Lam Tinh Diệu giơ lên trong tay, lưu quang tinh thần kiếm, hắn thức thần đồng dạng huy kiếm, lẫn nhau ở giữa phối hợp chiến quyết, là bọn họ năng khiếu. Tám cái chiến đấu cá thể, đồng thời thi triển.
Thiên Khuyết Trảm Tinh Quyết. Đây là một môn bốn cảnh thần quyết. Bốn cảnh thần quyết uy lực, viễn siêu tam cảnh thần quyết. Đó là bởi vì, bốn cảnh thần quyết, gia nhập tinh tướng nội dung. Làm bản thể cùng thức thần liên hợp thi triển, hình thành kiếm trận thời điểm, tinh tướng thêm vào, làm đến một kiếm này nội dung phong phú hơn, càng thêm khó có thể ngăn cản. Ngươi không có. Lam Tinh Diệu nhếch miệng lên một tia tà tiếu, một người thất thức thần, phảng phất leo lên tinh không, một kiếm chảm tinh. Ong ong ong. Ngập trời phức tạp kiếm thế, áp chế hướng Lý Thiên Mệnh. Thật sự là ồn ào. Đối mặt bực này trấn áp, Lý Thiên Mệnh chỉ là lãnh đạm cười một tiếng. Tại hắn giơ kiếm thời khắc, huỳnh hỏa bọn họ bốn cái đều hội tụ tại thân thể. Giết! Một tiếng chấn giống, huyết mạch sôi sục. Một người bốn thú, chỉnh tề vọt tới trước. Huỳnh hỏa, phần thiên vũ linh, tử vong luyện ngục, mạnh nhất thần thông như lửa giận ngút trời, vẫn thạch trên trời rơi xuống. Miêu miêu, hóa thân đế ma hỗn độn, hội tụ bôn lôi kiếp uy lực, kiếp vòng văn tự hội tụ tại một đôi càn khôn điện mâu bên trong, nổ tung giết ra. Lam hoàng đầu rồng nộ hống, lấy tinh ma chi kiếm, thi triển khai thiên thế giới chảm, vọt tới đối thủ, trong lúc nhất thời, sơn hà đánh rách tả tơi. Tiên tiên tứ đại thần thông đều xuất hiện, ăn no rồi nó, chỉ là thánh quang đằng mạn, thì vô số kể, toàn bộ chiến trường, đều là thân thể của nó. Tại bọn họ trung ương, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm ở cái kia kim hắc nhan sắc ở giữa đông hoàng kiếm. Lớn lên gió vù vù, hắn hai mắt bày ra quang mang chói mắt. Tại huynh đệ tỉ muội ở giữa, hắn mặt hướng Lam Tinh Diệu, thời khắc này khí chất, có thể nói cực kỳ nổ tung. Ong ong ong, kiếm thế nhấp nhô. Đây là bốn cảnh thần quyết, đế lâm kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh không có tinh tướng, đã định trước không có thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng tối thiểu nhất, so Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm cường. Mấu chốt là, một kiếm này là hắn chọn lựa thật lâu, thích hợp nhất đế hoàng thần ý thi triển kiếm thuật. Phù hợp, thì có càng kinh thiên hơn lực sát thương. Giờ khắc này, huỳnh hỏa bọn họ bốn cái vì chính mình mở đường, đứng vững, tiêu trừ đối phương chí mạng sát chiêu, cho Lý Thiên Mệnh mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Hắn nồng đậm hai mắt, liếc mắt liền thấy được Lam Tinh Diệu. Thần uy cuồn cuộn, kiếm nát bát hoang. Song thủ đại kiếm uy lực, so một phân thành hai đông hoàng kiếm, tự nhiên càng thêm hung mãnh thô bạo. Trong tầm mắt mọi người bên trong, Lý Thiên Mệnh trên thân kim hắc sắc hội tụ. Một kiếm kia chém giết mà ra, quét ngang ra ngoài, có toái diệt lục hợp bát hoang chi thế đầu, dường như phía sau hắn có thiên quân vạn mã. Đây là một loại khiến người ta chấn phục đế hoàng ý chí. Kiếm thế biến hóa, toàn bộ vây quanh thống trị mà đến, một kiếm uy lực, giết ra một đạo quét ngang đi ra kim ánh kiếm màu đen, hình thành như nguyệt nha một dạng gợn sóng, chỗ đến, hết thảy toái diệt. Rầm rầm rầm. Phía trước nhất một cái tinh hải cự ma, để cái này đế lâm kiếm đạo một chiêu, tại chỗ chặn ngang chặt đứt. Đương đương đương. Kiếm phong giao thoa. Đều là thẳng thắn thoải mái chi kiếm, một người chảm tinh, một người hoành tảo bát hoang, song kiếm va chạm. So liền là ai càng thắng. Đáp án, trong nháy mắt công bố. Lam Tinh Diệu thức thần, không cho Lý Thiên Mệnh tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, thí dụ như nói miêu miêu, nó địa ngục truy hồn điện lại vào lúc này phát huy uy lực. Đỏ như máu lôi đình tại Lam Tinh Diệu thân thể trong mạch máu bôn tẩu, một chiêu phát tác, trái tim run rẩy, ở lúc mấu chốt, ảnh hưởng tới chiêu kiếm của hắn uy lực. Đây là cũng quá cổ hỗn độn cự thú thủ đoạn chi phức tạp. Tại loại kinh hiểm này trong chiến đấu đại tác dụng. Lại thêm huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, có một mảnh xuyên qua Lam Tinh Diệu bắp đùi, văng lên rất nhiều màu xanh lam máu tươi, làm đến Lam Tinh Diệu kêu thảm một tiếng, chân kết thúc. Lại trên đỉnh Lý Thiên Mệnh đế hoàng chi kiếm, tự nhiên tại chỗ sụp đổ. Tinh hải cự ma, bị cộng sinh thú áp chế. Lam Tinh Diệu bản thân sụp đổ ở giữa, càng chịu không được Lý Thiên Mệnh bạo sát. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia, chém xuống một kiếm. Hắn đầu tiên là đánh bay Lam Tinh Diệu lưu quang tinh thần kiếm, đệ nhị kiếm, càng là ném bay Lam Tinh Diệu tay phải. Lam Tinh Diệu trên tay phải, hết thảy có bốn cái kiếp vòng. Cái này dẫn đến bốn cái thức thần, bất lực trưởng khống, tại chỗ trở về kiếp vòng. Tay gãy. Xoẹt một tiếng, Lam Tinh Diệu sắc mặt kêu thảm, hét thảm một tiếng. Hắn tại chỗ ngã lăn xuống đất phía trên, liền bò mang lăn chạy trốn. Sắc mặt của hắn, triệt để bước. Bờ môi đỏ bừng. Tay của ta. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, tại trước mắt hắn, thiếu niên tóc trắng kia đem đông hoàng kiếm cắm trên mặt đất. Hắn nhặt lên một đầu tay gãy,
sau đó hời hợt, đem phía trên, tu di giới chỉ cho rút ra. Giải quyết về sau, Lý Thiên Mệnh mới đưa đầu kia tay gãy, ném về cho Lam Tinh Diệu. Hắn nói, Lam Tinh Diệu, ta đây là lấy đạo của người, trả lại cho người, hoan nghênh ngươi lần sau lại tới khiêu chiến, bất quá, nhớ đến mang một ít tặng thưởng. Ý tứ chính là, Lam Tinh Diệu mang theo chi vật, hắn tịch thu. Ngươi, Lam Tinh Diệu tiếp nhận cánh tay, một miệng nghịch huyết phun ra, vô cùng thê thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tề Thiên Chi nhãn tựa như là ngàn tỷ chúng sinh ánh mắt, nhìn lấy hắn, đồng thời cũng cười nhạo hắn. Tề Thiên Chi nhãn tất cả những gì chứng kiến, chú ý cuộc chiến đấu này người, đều có thể thấy rất rõ ràng. Lam Tinh Diệu trên thực tế biểu hiện không tệ, bày ra hắn vốn có thực lực, thế nhưng là, hắn làm Lam Huyết Tinh Hải đỉnh cấp thiên kiêu đệ tử, Lam Huyết Hoàng tộc dòng chính, lại bị Thanh Hồn Điện một vị, vô danh tiểu tốt, đánh bại, là một cái không thể nghi ngờ sự thật. Ong ong ong, vừa mới chiến bại, tay gãy đau cơ hồ khiến hắn nửa người phát run, lúc này thời điểm, bên tai còn vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Thanh Hồn Điện đệ tử, thật sự là lợi hại. Lam Tinh Diệu đây là bị chính diện đánh tan a, có rất ít nhị lưu thế lực đệ tử, có thể để bọn hắn loại này thiên chi kiêu tử chịu đau khổ. Cái này tốt, tiểu thiên bia không có, mặt mũi cũng mất đi. Lam Huyết Tinh Hải tiến đến 100.000 trở lên đệ tử, đoán chừng sẽ trả thù Thanh Hồn Điện đi. Chung quanh mấy ngàn tham chiến đệ tử, ánh mắt của bọn hắn cùng ngôn ngữ, để Lam Tinh Diệu lòng kiêu ngạo, bị vô tình xé rách. Người gọi Lý Thiên Mệnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tề Thiên Bia, lại cắn hàm răng, lấy lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đúng. Lý Thiên Mệnh đem hắn tu di giới chỉ, mang tại trên tay mình. Hắn vừa mới đã nhìn, bên trong có không ít bảo bối tốt, Lý Thiên Mệnh mục tiêu là những tông môn này đỉnh cấp truyền thừa thiên hồn, đúng lúc, Lam Tinh Diệu trong tay mang tới không ít. Hắn cái này tu di giới chỉ bên trong, có một khỏa đường kính đạt tới 10 mét, thiên hồn thần khoáng, bên trong chứa đựng 30.000 tiền bối truyền thừa thiên hồn, mà lại cấp bậc phi thường cao, thích hợp Lam Tinh Diệu tu luyện, tối thiểu phải là tinh tướng thần cảnh trở lên. Nói một cách khác, Lam Tinh Diệu có thể đem 30.000 truyền thừa thiên hồn, trực tiếp mang ở trên người, chính mình độc hưởng, cũng chứng minh hắn tại Lam Huyết Tinh Hải, địa vị rất cao. Người nhớ kỹ, người hôm nay cướp đi ta tiểu thiên bia, còn như thế làm nhục ta, tiếp đó, ta bị hết thảy, chúng ta Lam Huyết Tinh Hải sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả cho tất cả Thanh Hồn Điện đệ tử, người cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Một cái chỉ là hai lưu tông môn, căn bản không có cùng chúng ta tranh đấu tư cách, hiểu không? Lam Tinh Diệu trên khóe miệng, màu xanh lam máu tươi không ngừng nhỏ xuống, để hình dạng của hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Ha ha, Lam Huyết Tinh Hải không phải liền là nhất lưu tông môn ghế chót nhất ha. Muốn là ra chút ngoài ý muốn, các ngươi chẳng phải nhị lưu, phách lối cái gì. Lý Thiên Mệnh thu hoạch tương đối khá, chẳng những có tiểu thiên bia, còn có Lam Tinh Diệu tài vật, tâm lý 10 phần sảng khoái. Đến mức Lam Tinh Diệu nói tới lời nói, nhiều lắm là cũng là hù dọa, bởi vì trong này không cách nào vận dụng truyền tin thạch. Cho nên, liền dựa vào hắn mấy người này, muốn thông chi tất cả Lam Huyết Tinh Hải đệ tử nhằm vào Thanh Hồn Điện, làm sao có thể. Ha ha, thật sự là vô tri. Lam Tinh Diệu bộ dáng thê thảm như thế, vẫn còn cười đến xuất ra thanh âm tới. Vạn Tông Thiên bảng thứ 10 cùng 11, kém đến không phải một tên, mà chính là nửa tòa đại lục cùng vô số cường giả. Ta vô tri, Lý Thiên Mệnh lệch ra cái đầu, nhìn Lam Tinh Diệu liếc một chút, nói, ngươi còn không biết cút nhanh lên đâu. Xem ra ngươi là không có ý thức được, tính nghiêm trọng của vấn đề a. Vốn là, Lý Thiên Mệnh đoạt hắn đồ vật, không tốt làm ý tứ lại tiễn hắn bị loại. Kết quả ra hỏa này không tranh thủ thời gian chạy, còn ở nơi này, cùng chính mình nói hung ác. Rất rõ ràng, người này lưu tại vô thiên chi cảnh, có thể sẽ cho mình hoặc là Thanh Hồn Điện, mang đến phiền phức. Đã như vậy, người có thể bò đi ra. Hắn đang muốn thu kiếm, lại lập tức lại lần nữa động thủ, nhào về phía Lam Tinh Diệu. Lam Tinh Diệu vốn là trọng thương, một cánh tay còn nắm bắt đâu, đối mặt nhất quyền đánh tới Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn tại chỗ thẳng. Tàng Long Lưu Tinh Quyền. Lý Thiên Mệnh trọn vẹn khiêu chiến 23 tòa cổ thần tượng, tối thiểu có mười mấy loại thần cấp chiến quyết, hắn đều có thể miễn cưỡng sử dụng. Cái này Tàng Long Lưu Tinh Quyền là một môn tam cảnh thần quyết. Một quyền kia đánh ra, quyền đầu như là chướng mắt sao băng một dạng đánh tới Lam Tinh Diệu, cái kia tinh quang bên trong, cất giấu một đầu thần long quyền ý, giờ phút này chấn động bạo phát, đánh phía Lam Tinh Diệu trán. Ngươi,
không biết sống chết. Lam Tinh Diệu sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, muốn dọa lùi Lý Thiên Mệnh, vội vàng thất tha thất thểu lui lại. Trọng thương bại tướng dưới tay, căn bản ngăn không được Lý Thiên Mệnh cái này bạo loạn nhất quyền, mà lại hắn sử dụng chính là tay trái hắc ám tí. Một quyền này thật sự, đánh vào Lam Tinh Diệu trên sống mũi. Tại đế tinh kết giới có hiệu lực trước đó, tối thiểu nhất, Lam Tinh Diệu xoang mũi, đều bị Lý Thiên Mệnh đánh nát. Một quyền này như là một ngọn núi, đụng vào Lam Tinh Diệu trên mặt, lập tức đem hắn cả khuôn mặt, đánh cho lõm lún xuống dưới. Ô ô! Lam Tinh Diệu kêu lên thảm thiết âm, giọng nói mang vẻ phẫn nộ, đáng tiếc miệng mục nát, thì biến thành giọng nghẹn ngào. Nếu như không phải đế tinh kết giới, người đã chết, cút đi. Lý Thiên Mệnh một tiếng đạm mạc tiếng cười truyền ra thời điểm, Lam Tinh Diệu đã bị đế tinh kết giới bao phủ. Sau một khắc, cái này vô thiên hỏa trụ hỏa diễm phong bạo, đem quyển bay ra ngoài. Trực tiếp tại trước mắt bao người, đào thải ra khỏi cục. Lấy thực lực của hắn, đại khái có thể xếp vào đế tinh bảng 1000 tên, nhưng cũng tiếc hắn liền đế tinh bảng đều không sợ đến, trực tiếp bị loại, cái kia chớ nói chi là tiểu thiên bia. Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, các ngươi hẳn phải chết. Lam Tinh Diệu thê lương gọi tiếng, càng ngày càng xa. Hắn làm cho thê thảm như thế, xem ra phổi đều muốn tức điên. Cho ngươi một cái cơ hội, còn đứng ở cái này lại nhảy, đáng đời. Lý Thiên Mệnh thổ tức thu quyền, một mạch mà thành. Nếu như Lam Tinh Diệu sau khi chiến bại, thức thời một chút, trực tiếp đào mệnh, hắn có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hắn vẫn ỷ vào nhất lưu thế lực đệ tử kiêu ngạo, uy hiếp nhục mạ, vậy liền đã định trước không đùa. Giải quyết hết Lam Tinh Diệu về sau, Lý Thiên Mệnh không có nhàn rỗi. Hắn cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ, đem còn lại những cái kia Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, toàn bộ cùng nhau đưa ra cục. Cứ như vậy, không có bọn họ tìm người trả thù, đối với những khác Thanh Hồn Điện đệ tử tới nói, sẽ an toàn một số. Chung quanh còn đều có ngàn cái đệ tử, nhìn tận mắt bọn họ to gan lớn mật, đem Lam Huyết Tinh Hải đệ tử cho đánh ra vô thiên chi cảnh, trong lúc nhất thời. Những thứ này nguyên bản còn đối tiểu thiên bia có ý tưởng người, tại lẫn nhau đối trong mắt manh động thoái ý. Được rồi, Lam Tinh Diệu chúng ta cũng không dám trêu chọc, đừng nói bọn họ, Vu Tử Thiên còn không có xuất thủ đây. Sư huynh này đệ ba người, thật sự là đủ hung ác, nhất lưu thế lực đệ tử cũng dám đánh. Chẳng những dám đánh, còn dám đoạt. Cái này Lý Thiên Mệnh biểu hiện như thế, có Tề Thiên Chi nhãn nhìn lấy, hắn ở bên ngoài, tuyệt đối nổi danh. Bọn họ thảo luận thời điểm, chậm rãi buông lỏng ra vây quanh, để Lý Thiên Mệnh nhường ra một con đường. Anh em, bất kể như thế nào, người hôm nay đánh tơi bời những thứ này mũi vỉnh lên trời thức thần tu luyện giả một trận, để bọn hắn thấy được chúng ta ngự thú sư lợi hại, ta phục ngươi. Có mấy cái cao lớn hán tử khôi ngô, đối Lý Thiên Mệnh chắp tay ra hiệu. Tạ các vị, Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua đám người, không thấy được Phu Tử Thiên, đoán chừng gia hỏa này đang đánh nhau thời điểm. Trước hết chui. Gia hỏa này. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Chung quanh rất nhiều người chuẩn bị tán đi, Lý Thiên Mệnh cũng muốn rời đi. Trước lúc rời đi, hắn nhìn thoáng qua Tề Thiên Bia phía trên đế tinh bảng, bất ngờ phát hiện mình tên sau con số, lại có biến hóa. Hiện tại phía trên kia, khắc lấy chính là hạng nhất, Lý Thiên Mệnh Thanh Hồn Điện 3.004. Nhiều 4, có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Có thể hay không cùng ngươi vừa mới, đánh ra mấy cái đế tinh kết giới có quan hệ. Dạ Lăng Phong hỏi. Ngoại trừ Lam Tinh Diệu, mặt khác 5 người, ta giải quyết 2 cái, cùng nhau là 3 cái, không phải 4 cái. Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Cái kia là được rồi, còn có một cái Vân Phi Dương, vừa 3000 xuất hiện về sau, rất sắp biến thành 3.001, đem Vân Phi Dương bổ sung, khả năng ngươi không thấy được. Dạ Lăng Phong nói. Đúng a. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nói cách khác, cái này đế tinh bảng bài danh quy tắc, cùng, đánh bại đếm, có quan hệ, cũng cùng còn lại gặp gỡ có quan hệ, thuộc về nhiều phương diện cạnh tranh, nói thí dụ như ta được đến tiểu thiên bia, trực tiếp cho tăng thêm 3000 phân. Hẳn là, mà lại, ta đoán chừng còn có một cái, nhập bảng thấp nhất phân. Nói thí dụ như, vượt qua cái nào đó con số, mới có thể xuất hiện tại đế tinh bảng phía trên, trước mắt ngoại trừ ngươi, còn không có những người khác. Vượt qua cái này điểm số. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy Tề Thiên Bia, trong miệng chắc chắn mà nói. Lúc này thời điểm, những cái kia tán đi người, lại có không ít phát ra kinh hô. Đó là bởi vì,
Tề Thiên bia phía trên, lại xuất hiện một cái tên. Người thứ hai, Lam Phi Lâm, Lam Huyết Tinh Hải, 1001. Đây là cái thứ hai lên bảng người. Sự xuất hiện của nàng, nói rõ đế tinh bảng cơ sở quy tắc là, vượt qua 1000 điểm, mới có thể lên bảng, thông báo công khai thiên hạ. Mà lại nàng điểm số biến hóa, cũng đã chứng minh Lý Thiên Mệnh suy đoán, đánh bại đếm cũng là đế tinh bảng tỷ số điều kiện. Bởi vì, nàng lên bảng về sau, nàng điểm số đang gia tăng. Đại khái 3-4 hơi thở thời gian, điểm số thì tăng thêm một phần. Thì cái này trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã biến thành 1,008 phân. Loại này điểm số là nguyên một đám tăng lên, mà không phải như Lý Thiên Mệnh một dạng, đột nhiên gia tăng 3.000 phân. Lại thông qua Lý Thiên Mệnh 3,004 phân bên trong, cái kia, 4 phần, đến suy đoán, Lam Phi Lâm 1,008 phân, cũng đều là đánh bại đếm. Nói cách khác, gia hỏa này tiến vô thiên chi cảnh đến bây giờ, đưa hơn 1.000 người bị loại. Lý Thiên Mệnh nói câu nói này thời điểm, đối phương con số lại tăng lên 3 cái. Cái này chứng minh giờ này khắc này, nàng ngay tại giết lung tung. Lại là nàng. Ta hiểu được, đế tinh bảng lên bảng điểm số là 1.000 điểm, vượt qua 1.000 mới có thể xuất hiện ở phía trên. Điều này nói rõ đánh bại đếm, là đế tinh bảng bài danh một trong những quy tắc, Lý Thiên Mệnh đạt được tiểu thiên bia, trực tiếp tăng 3.000 phần, tương đương với đánh bại 3.000 người. Điều này nói rõ ngoại trừ đánh bại đếm, nhất định tồn tại càng nhiều, có thể gia tăng điểm số phương thức. Đây là một trận đa nguyên hóa cạnh tranh, thì toàn quốc nghiệm ngộ tính, chiến đấu, cơ duyên, bối cảnh các phương diện. Đế tinh bảng phía trên xuất hiện hai cái tên, toàn bộ vô thiên chi cảnh bên trong 1 tỷ đệ tử, tối thiểu có nhiều hơn một nửa, trong nháy mắt này tìm tòi đến cạnh tranh quy tắc. Đương nhiên, đại đa số người không biết tiểu thiên bia sự tình, cho nên không biết những phương thức khác, cũng có thể gia tăng điểm số. Bọn họ vẻn vẹn có thể theo Lam Phi Lâm điểm số gia tăng tần suất. Kết luận đánh bại đếm là điều kiện trọng yếu. Sau đó, trước kia tràn ngập mê hoặc, không biết nên làm sao chạy 1 tỷ các đệ tử, tâm lý lập tức có mục tiêu. Cái kia chính là, đánh bại người khác. Ngàn người chạm, liền có thể lên bảng. Vạn người chạm, liền có thể trèo lên đỉnh. Đánh tan 1 triệu người, có lẽ liền có thể cuối cùng đế tinh bảng 10 vị trí đầu. Cho nên nói, đế tinh bảng thiết lập, ngàn phần lên bảng, điều kiện. Chính là vì để tham chiến các đệ tử, có một cái thích ứng vô thiên chi cảnh quá trình. Thẳng đến có người một lời không hợp, trực tiếp giết tới 1.000, quy tắc mới sinh ra. Trên thực tế, lời đánh bại đếm là đế tinh bảng bài danh quy tắc, trong lịch sử cũng có không ít, những năm này đế tinh bảng bài danh quy tắc không ngừng biến hóa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nói cho cùng cũng là cạnh tranh chiến đấu. Cường giả trổ hết tài năng, đại đế chi tinh quật khởi. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh tính ra, cùng loại tiểu thiên bia loại này, trực tiếp mang đến 3.000 phân cơ duyên, chỉ sợ còn có không ít. Tối thiểu sẽ áp xúc, đánh bại đếm chiếm cứ bảng danh sách tỷ trọng. Đa nguyên hóa cạnh tranh, cái này rất công bình. Có thể kết luận, đến đón lấy cũng là toàn dân đại chém giết. 1 tỷ người chiến tranh. Trước đây không xác định quy tắc, đại đa số người không dám loạn động. Bây giờ vì tông môn vinh diệu, liền cái gì đều không để ý tới. Ai ai, tiểu yêu nữ này, giết đến đủ hung ác a. Phu Tử Thiên không biết từ nơi nào xông ra, xuất mồ hôi chán nói. Tiểu yêu nữ. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ liếc một chút, một cái kia hàng dưới mình mặt tên. Lam Phi Lâm. Danh tự còn có chút giống Khương Phi Linh đây. Nàng sẽ không phải là Lam Tinh Diệu tỷ tỷ a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là a, người đem người đệ đệ ngược, người đắc tội nàng. Chờ người đụng tới nàng, cái kia liền kích thích. Phu Tử Thiên nhìn có chút hả hê nói. 1 tỷ người, thì chính nàng trước, giết, 1.000 xông lên, là kẻ hung hãn a. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Có chút hung ác, bất quá, người chỉ cần đẹp, lại hung ác đều là nữ thần. Tuy nhiên chưa thấy qua nàng, bất quá chân dung của nàng, vốn người đã quan sát đã lâu, quả thực kinh động như gặp thiên nhân a. Phu Tử Thiên biểu lộ khoa trương nói. Dài đến tuy đẹp, nhất quyền đi xuống, khuôn mặt nở hoa. Lý Thiên Mệnh chép chép miệng nói. Đậu phộng, người cái này thẳng nam, dự định phung phí của trời a. Cái này không thể được, ta liều mạng với ngươi. Phu Tử Thiên dương nanh múa vuốt nói. Mở cái trò đùa, người cảm thấy, ta có thể thắng nàng sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi, hiện tại không được, về sau chậm rãi truy đi. Nàng tại trật tự thiên tộc bên kia, đều có thể đứng hàng danh hào.
Phu Tử Thiên nói. Truy. Lần này Tiểu Thiên Bia, cùng Đông Hoàng kiếm toái phiến có quan hệ, may mắn để Lý Thiên Mệnh tu vi tăng lên, trước mắt hắn tiểu mệnh kiếp phá kiếp sau bạo phát kỳ, đã chuẩn bị kết thúc. Tiếp xuống tu hành, có thể sẽ bình thường trở lại quỹ tích, căn bản không có khả năng cùng sơ kỳ một dạng mãnh liệt. Hắn hiểu được, đại đạo không giới hạn, dục tốc bất đạt. Thượng thần con đường, theo đạp thiên đến tinh tướng, lại sau này đi, mỗi một bước đều là trần nhà. Lúc này chính là vô thiên chi cảnh bên trong, lớn nhất náo động thời điểm, tất cả mọi người hai mắt nóng rực nhìn lấy đế tinh bảng phía trên hai cái tên, bắt đầu tiến vào chém giết trạng thái, vì chính là để tên của mình, tại đế tinh bảng phía trên lập lòe. Thế mà, Lý Thiên Mệnh tâm lại yên tĩnh trở lại. Hắn không để cho hiện tại đệ nhất choáng váng đầu óc. Bởi vì trận này tranh phong, chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn tại lúc kết thúc, vẫn sừng sững tại 1 tỷ người đứng đầu bảng. Hắn hiện tại việc cần phải làm, cũng không phải là đại khai sát giới. Mà chính là, tìm kiếm hắn tu luyện chi lộ. Lần này đế hoàng thần ý tăng lên, ngược lại làm cho hắn dần dần thấy được bình cảnh. Hỏa diễm trong gió lốc, Lý Thiên Mệnh một bên tiến lên, vừa cùng Huỳnh Hỏa bọn họ nói chuyện phiếm. Ngươi là dự cảm đến, tiếp xuống con đường tu hành, sẽ bước đi liên tục khó khăn phải không? Huỳnh Hỏa bĩu môi hỏi. Đúng vậy. Không có mới vừa lên đạp thiên chi cảnh khi đó mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh nói. Đại ca, người tu luyện là đế hoàng cùng mệnh kiếp A. Cái này hai đầu đạo đều là khó khăn nhất, muốn không phải ngươi có thập kiếp cái đồ chơi này, chỉ dựa vào chúng ta, người cái này đạp thiên chi cảnh trưởng thành, tối thiểu muốn hàng nhanh 4/5. Cái này trật tự chi địa những cái kia đỉnh phong người trẻ tuổi, luận kiếp vòng ít hơn ngươi một số, nhưng bọn hắn tu luyện thần ý tương đối đơn giản, mà lại tăng lên một cái đại cảnh giới. Thì đổi một loại thiên ý tu hành, ngay cả như vậy, đều không ngươi tới được hung mãnh, còn muốn kiểu gì? Huỳnh Hỏa hai cánh chống nạnh, đầy vẻ khinh bỉ nói. Ta muốn một bước lên trời, trong nháy mắt chiếm lấy trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lão đại, cái này đơn giản, đến cùng ta cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp, nhẹ nhõm giải quyết. Miêu Miêu cười đùa nói. Kỳ thật Huỳnh Hỏa nói rất có đạo lý, đạp thiên chi cảnh bắt đầu. Là chân chính kẹp lại trật tự chi địa thiên kiêu nhóm cảnh giới, nhưng lại không có kẹp lại Lý Thiên Mệnh, bởi vì hắn có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hắn phá kiếp mà ra, thu hoạch được thiên mệnh kiếp, tam hồn thái nhất một đường vọt mạnh. Người khác tiếp 10 năm gần đây, mới xây xong đạp thiên chi cảnh, hắn 3-4 tháng nhanh làm xong. Nhưng nói cho cùng, thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh hệ thống tu luyện, đối Lý Thiên Mệnh lĩnh ngộ thiên phú tăng lên có hạn, không quá có thể đến giúp đế hoàng thần ý trưởng thành. Hắn trưởng thành chi hung mãnh, càng nhiều quyết định bởi tại thập kiếp. Loại này điều kiện tiên quyết, trật tự chi địa thiên kiêu, cùng hắn chênh lệch, cũng không có thiên địa có khác. Không lại cùng Viêm Hoàng đại lục người trẻ tuổi một dạng, đối Lý Thiên Mệnh theo không kịp. Như vậy tiếp đó, làm Lý Thiên Mệnh chậm rãi tiếp cận đạp thiên chi cảnh đỉnh phong thời điểm, hắn tương lai trưởng thành, sẽ trở về lý tính. Ta đạp thiên chi cảnh, xem như đi đường tắt. Thượng thần con đường, nếu là đạp thiên chi cảnh. Tinh tướng thần cảnh đơn giản như vậy, liếc một chút liền có thể nhìn đến cuối cùng, cái này trật tự chi địa, liền khắp nơi đều là tuyệt thế thượng thần. Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu, đều có dựa vào, thôn phệ, đến gia tăng thần ý tình huống, nhưng tránh thức tới nói, ngươi là lớn nhất vững vàng. Tiểu Phong còn tốt, Tiêu Tiêu thì là nhất không vững vàng, cho nên nàng dựa vào thái cổ tà ma chủng tộc thiên phú, khả năng nhanh nhất, nhưng là nàng cùng cảnh giới chiến đấu lực, nhất định kém cỏi nhất. Huỳnh Hỏa chắc chắn nói. Ồ, người gần nhất giống như hiểu được thật nhiều a. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng thế, kiến thức rộng rãi, học phú ngũ sa, chính là vốn gà nhãn hiệu. Lan, chơi thì chơi. Trong lúc hành tẩu, Lý Thiên Mệnh trong ánh mắt, một chút đốm lửa nhỏ, dần dần lập lòe lên. Kỳ thật ta biết, ngoại trừ thập kiếp mang tới tam hồn thái nhất bên ngoài, còn có một con đường, làm cho ta phi tốc bão táp, tại cái này trật tự chi địa quật khởi. Hắn khát vọng cường đại. Bởi vì hắn muốn bảo vệ thân nhân cùng bằng hữu, hắn đáp ứng Lý Vô Địch muốn để khẽ nói bình an, hắn càng muốn để phụ mẫu có thể theo bị đuổi giết vòng xoáy bên trong, thoát đi đi ra, không lại khắp nơi chạy trốn. Nếu không phải những thứ này khao khát, hắn lưu tại Viêm Hoàng, đều có thể rất vui vẻ lên làm nhân hoàng. Đường gì, Huỳnh Hỏa bọn họ 4 người hiếu kỳ hỏi. Thống ngự thiên hạ, lại lần nữa vì hoàng, ký kết ngàn tỷ chúng sinh tuyến, để trật tự chi địa thượng thần tín ngưỡng ta. Vì ta chiến đấu. Đó là hắn mục tiêu cuối cùng. Tại Viêm Hoàng đại lục thời điểm,
chúng sinh tuyến ký kết, để hắn trong vòng một ngày, liền phá hai trọng đạp thiên chi cảnh. Dạng này quật khởi, đối trật tự chi địa cũng là bất khả tư nghị. Nếu có một ngày như vậy, ta có hay không có thể nói cho cha ta biết mẹ, để bọn hắn không dùng bỏ mạng. Thời điểm đó ta, phải chăng có thể bảo vệ bọn hắn? Lý Thiên Mệnh hai mắt, lóe ra liệt hỏa. Hắn không phải chẳng có mục đích, không có theo đuổi người. Nói một cách khác, phụ mẫu bỏ mạng một ngày, một nhà không thể đoàn tụ, trong lòng của hắn, tựa như đốt lửa, vĩnh hằng không được an bình. Vô thiên chi cảnh nào đó một chỗ trong thâm uyên. Lý sư đệ, bên ngoài chính giết đến hỏa nhiệt, chính là đoạt phân thời điểm, loại thời điểm này, người xác định lại trốn đi. Phu tử Thiên hỏi, ta cái này không gọi tránh, gọi là đường cong cầu thắng. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói, thổi a ngươi, qua một ngày nữa, Lam Phi Lâm liền phải đuổi tới người đệ nhất, lúc này mới một ngày đi qua, đế tinh bảng phía trên thì tăng thêm 2.000 người, đều là hoàn thành thiên nhân trảm chủ, tiếp qua một hai ngày, vạn người giết đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó, người dựa vào tiểu thiên bia cái kia 3.000 phân, tuyệt đối bị gạt ra 100 tên. Phu tử Thiên bĩu môi nói, người nóng nảy lời nói, người ra ngoài, Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái nói. Cái kia, được rồi, ha ha, Phu tử Thiên lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Lam Phi Lâm lên bảng về sau, tạm thời không có đầu mối 1 tỷ đệ tử, tìm được mục tiêu. Trọn vẹn 1 tỷ người tham chiến, hội tụ Thái Dương Vạn Tông ở độ tuổi này tầng hơn phân nửa đệ tử, thực lực khoảng cách phi thường lớn, tinh tướng thần cảnh đánh bại 1.000 cái sinh tử kiếp cảnh, hoàn toàn không khó. Lý Thiên Mệnh cái kia thông qua tiểu thiên bia lấy được, 3.000 cũng sẽ rất sắp bị vượt qua. Nhưng, Lý Thiên Mệnh xác thực không vội. Đệ nhất đâu, hắn cảm giác, đánh bại đếm, tại cuối cùng bài danh chiếm cứ tỷ trọng, hẳn là sẽ không quá khoa trương. Thứ hai, hắn vẫn cảm thấy, thực lực bây giờ, không xứng với dã tâm của hắn. Tiểu thiên bia loại vật này, tựa hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn khắp nơi đi dạo qua một đoạn thời gian, phát hiện không có thu hoạch gì, sau đó hắn lúc này quyết định, lại lần nữa tính hạ tâm đi. Vù vù. Trên bầu trời, hỏa diễm phong bạo còn tại tàn phá bừa bãi. Xa xa tề thiên bia phía trên, đã có hơn 5.000 cái tên. Lý Thiên Mệnh cũng bị theo hạng nhất phía trên kéo xuống, triệt để mai danh ẩn tích, sắp xếp đến 800 mét có hơn. Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, điểm số đều đạt tới hơn vạn, cạnh tranh rõ ràng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người là, vị trí, tăng lên, không có cùng Lý Thiên Mệnh một dạng trong nháy mắt 3.000. Điều này nói rõ, tạm thời không ai lấy những phương thức khác, đạt được điểm số. Lý Thiên Mệnh đứng tại một đầu lòng đất sông Dung Nham bên cạnh hắn có một cái hắc bào thiếu nữ ngồi xếp bằng, chính đang nhắm mắt tu hành. Từng đợt huyết sắc khói bụi cùng lôi đình, tại thiếu nữ trên thân quấn quanh, hắc ám ma khí ở tại trên thân bốc lên. Thái cổ tà ma huyết mạch, đã thẩm thấu tiến thân thể của nàng các mặt. Cái này khiến mặt mũi của nàng, đều ngày càng biến đến yêu dị lên. Càng lúc càng giống là một cái yêu nữ. Cùng diễm đô thời điểm tiểu cô nương kia so sánh, quả thực đều không giống là một người. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cùng thời điểm đó chính mình, cũng hoàn toàn khác biệt. Đã từng hắn chỉ có thể coi là một cái nhà bên Nam Hải, hiện ở đây, đó là, đại đế chi tư. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh gặp nàng hấp thu vài ngày hằng tinh nguyên, liền mở miệng hỏi nàng. Đến bát thánh thiên, Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ khẽ mở. Hơi hơi mở mắt ra, một đạo màu đỏ tươi quang ảnh, ở tại trong mắt lưu chuyển. Kỳ thật khí chất của nàng, có điểm giống Dạ Lăng Phong, bọn họ thoạt nhìn như là huynh muội, nhưng kỳ thật có khác nhau rất lớn. Dạ Lăng Phong ma tính tại trên linh hồn, mà nàng tại huyết mạch phía trên. Huyết mạch của nàng, thô dã, lạnh lùng, thiên hồn tư nhuận, để cho nàng như là đạt được tân sinh, liền mới ra thịt, đều tràn đầy mạnh mẽ sinh mệnh lực. Nàng và Lý Thiên Mệnh một dạng. Bởi vì kế thừa đỉnh cấp huyết mạch, cho nên xem ra, đều giống như một đầu cự thú, có một loại dã tính. Thật hâm mộ người a, chỉ cần ăn là được, Lý Thiên Mệnh nói. Không giống nhau lắm, tuy nhiên cảnh giới chướng đến nhanh, thế nhưng là thần ý có chút hư, ta cảm giác mình đều khống chế không nổi, cái này bát thánh thiên tinh luân nguyên lực. Vẫn là đến dừng lại vững vàng, Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng sâu xa nói. Bất kể như thế nào, người khác muốn có loại thiên phú này, cũng không chiếm được đây. Lý Thiên Mệnh nói, cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn hắn một cái. Lý Thiên Mệnh rất chiếu cố nàng, mặc kệ là chiến quyết, binh khí, vũ trụ thần nguyên, đều là trực tiếp cho.
lần này Lý Thiên Mệnh đoạt 30.000 truyền thừa thiên hồn, trực tiếp xuất ra 20.000 cho Lâm Tiêu Tiêu. Khách khí, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn hơi hơi khom người, tại Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng. Lâm Tiêu Tiêu có chịu không được hắn loại ánh mắt này, liền cúi đầu nói, một cái con vịt xấu xí, có gì đáng xem. Khiêm tốn, ngươi không tính là con vịt xấu xí, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia tính là gì? Xấu đại vịt. Ha ha, mở cái trò đùa. Ta biết, nàng gật đầu nói. Bầu không khí giống như có chút xấu hổ. Đem cổng sinh không gian đóng lại, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Đã sớm nhốt, ta không muốn để cho nó nhìn đến chuyện bên ngoài. Lâm Tiêu Tiêu đem hai tay đặt ở trên đùi, ánh mắt phiếu miểu, nhìn trước mắt sông Nham Thạch, nói, người muốn nói cái gì, cứ nói đi. Cho nên người vẫn oán hận nó, Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ U sao? Ừm. Nó không phải là bị hàng phục, nó chỉ là sợ hãi sắc vi huyết chú, một khi không có trói buộc, bản tính của nó sẽ không thay đổi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không chỉ là như vậy, càng là bởi vì, nó thay thế ngươi lúc đầu cộng sinh thú, muốn mạng của bọn nó. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cái này vết rách vĩnh viễn tồn tại, ta coi như tại một đoạn thời khắc, đột nhiên cảm giác được Vũ U giống như có chút thuận mắt, tâm lý cũng sẽ cảm giác có lỗi với nó nhóm. Lâm Tiêu Tiêu hơi hơi cúi đầu, có chút u buồn mà nói. Cái này không cách nào tiêu trừ khúc mắc, Lý Thiên Mệnh có thể trải nghiệm. Muốn là huỳnh hỏa bọn họ là giết chết Kim Vũ hung thủ, tim của hắn cũng lại là xé rách trạng thái. Có thể lý giải, Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất buồn cười đâu? Ta một phương diện, mượn thái cổ tà ma huyết mạch cùng tạo hóa, giống như đi ra cuộc đời khác nhau, theo Viêm Hoàng Đại Lục một cái không người chú ý hạt bụi nhỏ. Có thể tới đến trên Thái Dương, cùng những thứ này cao đẳng chủng tộc tuyệt đỉnh thiên tài nhóm cùng tụ một đường, còn có thể theo nhân vật như ngươi, giống như có một loại cải biến vận mệnh cảm giác, thậm chí vì thế dương dương đắc ý. Một phương diện khác lại tha thứ không được nó đối với ta tạo thành ác mộng, tự cho là thanh cao đi chán ghét nó. Kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn luôn là có việc. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không nói, nàng liền sẽ không có khuynh thuật đối tượng. Nàng hết thảy, chỉ có Lý Thiên Mệnh biết. Bởi vì dạng này, người vẫn luôn tại gút mắc bên trong, đây là trong lòng ngươi ma chú. Lý Thiên Mệnh nói khẽ. Ừm, là như vậy đi, cho nên có lúc thẳng rối loạn, ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình cái kia làm gì, cái gì mới là ý nghĩa của cuộc sống. Ta lại không muốn già mồm cho rằng, ta hiện tại có thể trèo lên trên kỳ thật cùng tại Viêm Hoàng Đại Lục không có khác nhau, trưởng thành là cao cấp hơn sinh mệnh, tổng hẳn là có ý nghĩa đúng không? Lâm Tiêu Tiêu có chút buồn khổ mà nói. Người muốn là mê hoặc, người cứ dựa theo ta nói làm. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú con mắt của nàng nói. Làm thế nào đâu, Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn hắn. Tư tưởng của người ta, muốn làm giòn, quả quyết, thô bạo một số, suy nghĩ muốn thông suốt, thân ở hoang mang bên trong, càng không thể không quả quyết. Ta lại hỏi ngươi, thái cổ tà ma vì trọng sinh, tuyển định ngươi, giết ngươi cộng sinh thú, đây là sự thật, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Đúng. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Người người này, là chính nó chọn, sự tình, là chính nó làm, tại Viêm Hoàng Đại Lục, nó còn bức bách ngươi làm rất nhiều, ngươi không nguyện ý sự tình, ngươi cùng nó ở giữa, bởi vậy không có khả năng tồn tại tốt quan hệ, thậm chí chính ngươi đều nói, nếu là không có hạn chế, nó liền sẽ trái lại khống chế ngươi, nô dịch ngươi, đây đều là sự thật, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Đúng. Thái cổ tà ma đã làm ra lựa chọn của nó. Nó liền cần tiếp nhận phản vệ cùng đại giới. Sắc phi huyết chú là ngươi nô dịch nó gông xiềng, hiện tại là ngươi chuyển bại thành thắng trạng thái, cho nên, nó nhất định phải bị ngươi nô dịch, ngươi cũng nhất định phải hưởng thụ huyết mạch của nó, mang cho ngươi chỗ tốt, đây là ngươi nên được, đây cũng là nó báo ứng, đây càng là chính nó chọn trò chơi quy tắc, nó thua liền phải nhận. Ngươi đang sử dụng nó mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ thời điểm, căn bản không cần có gánh nặng trong lòng. Càng không nên cảm thấy, có lỗi với ngươi trước kia cộng sinh thú. Nếu chúng nó biết được ngươi bởi vậy đánh bại tà ma, đạt được năng lực của nó, lột xác thành mạnh hơn sinh mệnh, bọn họ cũng đều vì ngươi cao hứng, không phải sao? Bây giờ ngươi thu được lực lượng cường đại, không có tận cùng tiền đồ, ngươi nghi hoặc chính mình có thể làm gì, nếu như ngươi không nghĩ ra, vậy rất đơn giản, dù sao lực lượng không thể lãng phí, vậy liền thỏa thích sử dụng lực lượng của ngươi, đi làm ngươi cho rằng chuyện chính xác. Dù là chỉ là đơn giản hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là nói, cùng ngươi trước kia nói như vậy, đi thăm dò tinh không, đây đều là sinh mệnh ý nghĩa.
Bọn họ đều mất đi cộng sinh thú, cũng lấy tương tự phương thức quật khởi, cho nên Lý Thiên Mệnh càng có thể trải nghiệm nàng hoang mang. Khác nhau chỉ ở tại, thái cổ tà ma là hung thủ, đã định trước không thể được tha thứ. Đã không có khả năng có tình cảm, Lý Thiên Mệnh liền khuyên nàng dứt khoát một chút, cái này cũng là thái cổ tà ma nhất định phải chịu hậu quả. Bởi vì từ đầu tới đuôi, đều là lựa chọn của nó. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong những thứ này, cũng sẽ không đối thái cổ tà ma như thế nào ác liệt, sắc vi huyết chú cuối cùng chỉ là trói buộc, nhưng nếu là nàng nghĩ thông suốt, không lại xoắn suýt, bài xích đến từ thái cổ tà ma lực lượng, nàng liền có thể đi được càng tốt hơn. Nó, hiện tại là cộng sinh thú, cũng là một đầu, ta muốn thuần phục dã thú. Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhãn cầu run nhẹ nhẹ, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng, ta không thể xếp khiển trách, e ngại nó cho lực lượng của ta cùng thiên phú, bởi vì đây là nó lựa chọn nhân quả báo ứng, ta dùng lực lượng của nó, đi làm ta cho rằng chuyện chính xác. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đúng, trẻ con là dễ dạy. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ta đã hiểu. Nàng nhếch miệng, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh khuôn mặt, triển lộ ra mỉm cười, nhưng trong hốc mắt lại có nước mắt lấp lóe. Khác khóc nhẹ a, ta liền tùy tiện nói vài lời, khác làm cho ta cùng Chi Tâm đại tỷ giống như. Kỳ thật ta chính là nhìn ngươi là đáng làm chi tài, muốn cho ngươi tiếp tục giúp ta làm thuê, cho nên mới lừa dối ngươi tới, đây là ta tư tâm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tốt a, ngươi người này thật sự là một bộ một bộ. Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Cho nên ngươi hiểu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã hiểu, nói ngắn gọn chính là, hết thảy coi nhẹ, không phục thì làm. Lâm Tiêu Tiêu chớp mắt hỏi. Đúng, dứt khoát một chút, dũng mãnh điểm, giống cái nam tử Hán, khác xoắn suýt. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Nàng nhẹ gật đầu, hơi hơi cắn môi đỏ, song mắt thấy Lý Thiên Mệnh, nói khẽ, cảm ơn ngươi. Chớ nóng vội tạ a, còn có một chuyện đây. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ chính mình, trong mắt quang mang lưu chuyển, hắn hỏi, quên rồi sao? Chu Tước Quốc, Diễm Đô, ta giết ca ngươi. Gia tộc của ngươi, bởi vì ta suy vong. Lâm Tiêu Tiêu đứng chết chân tại chỗ. Đừng nói nữa, đừng nói. Nàng cúi đầu, hai tay bưng bít lấy đầu, lâm vào trong thống khổ. Nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, liền rời đi ta đi, việc này ta xác thực không có cách, tình huống ban đầu ngươi rất rõ ràng, ta cái kia 3 năm là làm sao qua được, nghiệp chướng người không phải ta. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của nàng, cắn răng nói ra. Liên quan tới việc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu sẽ còn chạm mặt, vận mệnh sẽ còn đem nàng đẩy đến trước mắt mình. Một năm kia, Viêm Hoàng học cung cửa đá dưới, cái kia một bộ bạch y nữ tử, chung kết sinh mệnh, nàng rất khó quên một màn kia. Tuy nhiên nàng cực lực muốn quên. Ngươi cảm thấy mặc kệ là ta, vẫn là thái cổ tà ma, đều mang cho ngươi đồng dạng cảm thụ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu rất lâu. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, nàng có thể muốn vĩnh viễn ly khai, lại không nghĩ rằng nàng chợt ngẩng đầu, có chút phiền muộn nhìn lấy chính mình, nói, ta đều quên sự tình, tại sao muốn nhắc lên đâu. Duy nhất một lần nói rõ ràng, không còn có khe hở, đối với chúng ta sẽ tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói, tốt, vậy ta thì cùng ngươi nói rõ ràng. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nói, ngươi nói đúng, ta biết chân tướng, ta biết khổ cho ngươi khó. Đó là thuộc tại 3 người các ngươi cố sự, cùng ta không có quan hệ, một cái cường đại lại tàn bạo gia tộc, ta cũng không có lòng trung thành, cho nên ta mới chọn rời đi, chính là cũng không tiếp tục muốn trở về. Việc này cùng thái cổ tà ma, không phải một cái tính chất. Cho nên ta sẽ không cừu hận ngươi, ngược lại, ta thần phục với ngươi, ta thậm chí đối ngươi sinh ra ỷ lại. Nói đến đây, nàng vội vàng dừng lại. Ngươi nói là chúng sinh tuyến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là chuyện rất kỳ quái. Nàng một mực rời rạc tại Viêm Hoàng Đại Lục bên ngoài, nhưng là nàng và mình, lại có chúng sinh tuyến liên tiếp. Điều này nói rõ, nàng thậm chí đối với mình sinh ra tín ngưỡng. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình xác thực suy nghĩ nhiều, nàng nếu là biết đem Diễm Đô sự tình, xem như cửu oán, vì sao lại có chúng sinh vải nỉ kẻ. Đúng, là chúng sinh tuyến. Lâm Tiêu Tiêu thở dài một hơi nói. Cái kia, móc tay đi Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh triển lộ ra nụ cười, hàm răng lộ ra, xem ra rất rực rỡ. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu duỗi ra đầu ngón tay, cùng hắn nhẹ nhàng gõ gõ, liền thu về. Về sau, ta thâu thiên hồn dưỡng ngươi, ta sẽ để ngươi rất mạnh, nhưng là,
không cho ngươi phản bội ta. Lý Thiên Mệnh gần từng chữ một. Được. Nàng đáp lại một chữ này, ngược lại là phá lệ dứt khoát, cũng không tiếp tục xoắn suýt. Nàng biết mình phải làm cái gì. Bên cạnh hắn một đầu, thái cổ tà ma. Đừng đi muốn còn lại. Bởi vì sắc vi huyết chú, khóa lại không chỉ là thái cổ tà ma, còn có nàng. Không phải nói, trên người nàng cũng có sắc vi huyết chú. Mà chính là sắc vi huyết chú, đến từ Khương Phi Linh. Một cái thái cổ tà ma, tránh thức sợ người sợ. Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ bước vào Tử Diệu Tinh thần tháp, cùng một chỗ khiêu chiến. Hắn tiến vào tầng thứ ba. Trước mắt là không có tận cùng tinh không, mỗi một cái chói mắt tinh thần, đều là Tử Diệu Tinh tu luyện giả các tiền bối, vì truyền thừa con cháu, lưu lại thiên hồn. Ngoài ý muốn tử vong không có cách nào lưu lại thiên hồn, cho nên có thể lưu lại truyền thừa tiền bối, kỳ thật tính toán hạnh phúc. Bởi vì, bọn họ đều là thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Lấy Lý Thiên Mệnh thiên hồn thái nhất hiệu suất, hắn tại vô thiên chi cảnh cướp đoạt thiên hồn hiệu quả, tự nhiên không thể cùng Tử Diệu Tinh thần tháp so. Huyễn Thiên thần tộc vì Tử Diệu Tinh, thành lập huyễn thiên chi cảnh, trật tự chi địa lại không có, điều này nói rõ, hoặc là Tử Diệu Tinh tại trật tự tinh không vị trí, so trật tự chi địa hạch tâm, hoặc là cũng là Tử Diệu Tinh so trật tự chi địa càng mạnh. Không biết, cái này Tử Diệu Tinh, đến cùng ở phương nào? Nghe nói trật tự tinh không, là hằng tinh nguyên chiến trường, cái này hư không vô tận, hằng tinh nguyên thế giới nhóm lẫn nhau không thể gặp. Một khi chạm mặt, nếu là mạnh yếu có khác, rất có thể sẽ dẫn phát hằng tinh nguyên tranh đoạt chiến. Đây chính là chạm gác ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh thân ở trật tự chi địa, lại tại quan sát Tử Diệu Tinh tiền bối truyền thừa, tu luyện bọn họ chiến quyết, quả thực cũng là một trận kỳ tích. Hắn thiên hồn tại Tử Diệu Tinh thần tháp phía trên, nguyên một đám tiền bối tu hành trong trí nhớ lướt qua, cưỡi ngựa xem hoa, theo bọn họ chống cự vận mệnh trong chuyện xưa, đi suy nghĩ mệnh kiếp đầu này nói. Mỗi tu luyện một ngày, liền phải khiêu chiến một lần. Nơi này là Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ ba, thực lực của đối thủ tầng thứ, năng lượng cao nhất đến tinh tướng thần cảnh cấp 6. Một lần 10 ngày luân hồi, hắn có thể tu luyện bao lâu, thuần túy quyết định bởi vu vận khí. Lâm Phong, lại là ngươi. Ngươi danh khí cũng lớn, nghe nói hiện thực thế giới, rất nhiều tông môn đều đang tìm ngươi, hứa hẹn cho ngươi tư nguyên tu luyện. Còn có không ít lão quái vật rời núi, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi là đã lộ diện, chọn tốt thuộc về, vẫn là. Trên cơ bản, tại chiến trường kết giới chạm mặt đệ tử, rất nhiều đều biết hắn. Liên tục khiêu chiến 18 tòa cổ thần tượng, đều nói lĩnh ngộ của ngươi thiên phú, thiên hạ vô song. Được, nhìn xem ngươi chiến đấu bản sự như thế nào. Tại Tử Diệu Tinh thần tháp khiêu chiến bên trong, thắng bại đều là chuyện thường, nếu như Lý Thiên Mệnh chiến bại, hắn liền dứt khoát kết thúc tu luyện, 10 ngày sau lại đến. Mỗi lần tu luyện, đại khái chỉ có thể kiên trì 2-3 ngày. Nhưng luận hiệu quả, tuyệt đối so với Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 2, 10 ngày cùng nhau đều tốt hơn. Còn lại thời gian, Lý Thiên Mệnh liền cùng còn lại, vô thiên chi chiến, người tham chiến một dạng, ra ngoài, đi săn. Đánh vỡ đế tinh kết giới, chỉ là đào thải người yếu bị loại, cũng không phải là chân chính giết người tiến hành, làm tự nhiên không có gánh vác. Chỉ là, sự cạnh tranh này, không có gì kỹ thuật hàm lượng, thuần túy xem ai đụng phải nhiều người. Hắn dựa vào trộm thiên chi nhãn, đã so người khác, lại càng dễ phát hiện còn lại người tham chiến. Cái này 1 tỷ người bên trong, có 900 triệu nhiều đều là sinh tử kiếp cảnh. Mặt đối sinh tử kiếp cảnh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp sử dụng trộm mệnh hồn. Trộm mệnh hồn năng lực, thuộc về có thể đối với mình thấp một cái đại cảnh giới địch nhân có hiệu lực, cùng đối phương mệnh hồn tầng thứ có quan hệ. Trước mắt chỉ cần là, một cảnh thần hồn, trở xuống đối thủ, Lý Thiên Mệnh có thể tại chỗ trưởng khống hơn vạn. Trộm mệnh hồn tăng thêm tứ đại cộng sinh thú trùng kích, nếu là có mấy ngàn người đội ngũ, Lý Thiên Mệnh có thể rất nhanh để, không phải thượng thần cái kia một bộ phận đoàn diệt. Nhưng, khó thì khó tại, nơi nào có mấy ngàn người tập hợp một chỗ. Cái này vô thiên chi cảnh cũng là hắc ám tùng lâm. Mỗi người đều vì sinh tồn được, đều tại ẩn giấu, tùy thời mà động, có rất ít nghênh ngang mù lắc người. Ta đánh giết hiệu suất, quyết định bởi tại ta đụng phải nhân số. Lý Thiên Mệnh tự giác hắn đánh giết hiệu suất rất cao, nhưng là xem xét cái kia, đế tinh bảng, hắn phát hiện quả nhiên sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. 1 tháng trôi qua, đế tinh bảng đứng đầu bảng, không đứt chương thay. Trên đó tên,
có một bộ phận, tình báo trong kết giới có, Lý Thiên Mệnh nhận biết, có một ít thì giống như hắn, thuộc về, giữ bí mật thiên tài. Bây giờ đứng đầu bảng điểm số, đã đạt đến 180.000. Cái này mang ý nghĩa, người này một người thì tiêu diệt 180.000 người cạnh tranh, tuyệt đối hoành tảo thiên quân. Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, tối thiểu đều phải 100.000 trở lên điểm số. Lý Thiên Mệnh đoạn thời gian này, ngoại trừ mỗi 10 ngày một cái luân hồi, tại Tử Diệu tinh thần tháp ngốc 3 ngày tầm đó, thời gian khác đều đang tìm kiếm địch nhân. Hắn mới vừa vặn hoàn thành, vạn người giết, điểm số đạt tới 13.000. Hắn đế tinh bảng bài danh, đã rớt xuống hơn 2.800 tên. Đã từng đệ nhất, đã sớm bị người quên lãng. Bây giờ trật tự chi địa đám người, bàn tán sôi nổi chính là đế tinh bảng 10 vị trí đầu kịch liệt biến hóa, lại không người chú ý Lý Thiên Mệnh. Đến mức thiên cung đứng đầu, phụ tử thiên, liền 10.000 tên đế tinh bảng đều có thể leo lên. Ngược lại là Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, đều đã xông lên đế tinh bảng, lấy 2-3.000 đánh bại đếm, xếp tại hơn 8.000 tên. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này thời điểm đế tinh bảng, đã lóng lánh 10.000 tên. Đây mới thật sự là, đại đế chi tinh, quật khởi. 10.000 cái vinh diệu tên, càng là phía trên, càng là lập lòe, quả thực kim bích huy hoàng. Mỗi một cái tên, đều mang tông môn. Chỉ cần quét mắt một vòng đều có thể phát hiện, cái này đế tinh bảng phía trên 10.000 người, vượt qua 8.000 đều là, vạn tông thiên bảng, 10 vị trí đầu đệ tử. Trong đó, Lam huyết tinh hải đệ tử thì có hơn 700 cái. Đáng sợ nhất là, trước mắt, đế tinh bảng, 100 người đứng đầu, đều là cái kia 10 cái, nhất lưu thế lực, đệ tử, một cái nhị lưu đều không có. Cái này chính là thiên tài lũng đoạn. Một khi xa xôi đại lục, hoặc là yếu thế tông môn sinh ra thiên tài, những cái kia nhất lưu thế lực người, sẽ đích thân đi, đào người. Bọn họ lời hứa cùng tư nguyên, đủ để cho bất luận cái gì tiểu địa phương xuất thân người trẻ tuổi tâm động. Người trẻ tuổi là tông môn truyền thừa cường thịnh căn bản, đến mức tiểu tông môn rất khó lưu lại nhân tài, dẫn đến cường tông càng mạnh, yếu tông việt yếu. Đương nhiên, cướp đi tiểu tông môn thiên tài về sau, đại tông môn bình thường đều sẽ che chở, bổ khuyết chi. Kể từ đó, tiểu tông môn nếu là sinh ra thiên tài, tuy nhiên lưu không được, nhưng cơ bản không lỗ. Trước đây 10 bài danh kịch liệt biến hóa, Lý Thiên Mệnh đã lười nhắc chú ý. Hắn biết rõ, những người này so với chính mình, hiểu rõ hơn vô thiên chi cảnh. Bọn họ còn có đồng môn đệ tử giúp đỡ, muốn cùng bọn họ so, đánh bại đếm, phần thắng rất thấp. Trừ phi đến 1.000.000 sinh tử kiếp cảnh, toàn bộ đứng trước mặt ta, để cho ta giết. Từ hôm nay nhìn, tiểu thiên bia lĩnh ngộ, chiếm cứ điểm số tỷ trọng khá thấp, chỉ là 3.000. Những cái kia nhất lưu tông môn đệ tử, tùy tiện giết lung tung. Bọn họ rất có thể có rất nhiều người lập tức, chậm rãi tụ tập, vì bọn họ tìm kiếm con mồi, thậm chí có tiểu tông môn đệ tử, vì nịnh nọt đại tông môn, tập thể đi, chịu chết. Làm sao so? Phu tử thiên sắp khóc. Hắn, lui đan triều, còn không có qua, đã để người kéo ra 180.000 chênh lệch. Coi như đằng sau có thể làm, ta phải làm sao truy? Hắn buồn bực nói. Có thể nói, cái này đế tinh bảng cùng thiên cung cạnh tranh, so Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng, muốn khó hơn nhiều. Rất nhiều nhân tố điệp ra, để hắn không thể không đối mặt hiện thực, cảm nhận được, một thân một mình, sau lưng không có siêu cấp thế lực chèo chống, khó càng thêm khó. Ta phải tiến thiên cung, tối thiểu phải đế tinh bảng 10 vị trí đầu, nắm giữ thanh hồn điện che chở. Nếu không, lấy ta lần này thiên phú bại lộ, ra vô thiên chi cảnh, tuyệt đối bấp bênh. Tông môn, ủng hộ, đây đều là thế. Lý Thiên Mệnh mới vừa lên trật tự chi địa, thì tới nơi này, chính là vì nắm lấy cơ hội, buông tay đánh cược một lần. Hắn liền sợ chính mình chờ được, nhưng là Lý Khinh Ngữ đợi không được. Mà lại thiên cung danh ngạch, quan hệ đến tiểu ngũ xuất sinh, hắn vạn phần minh bạch, lần này tuyệt đối không thể thua. Chỉ là, Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 3, mỗi lần trong 10 ngày, chỉ có thể tu luyện 2-3 ngày, một tháng trôi qua. Dù là hiệu quả so trước kia tốt, cùng nhau cũng chỉ có 8 ngày tu hành, muốn tăng lên, đột phá, thật là có chút quá khó khăn. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh biết, hắn chỉ là đối với mình, yêu cầu quá cao. Phải biết, đến hắn cảnh giới này, liền xem như những cái kia đế tinh bảng 10 vị trí đầu đệ tử, bọn họ muốn đột phá nhất trọng, tối thiểu đều phải nửa năm, một năm trở lên tu luyện. Thiên phú của bọn hắn, đã không có so Lý Thiên Mệnh kém bao nhiêu, mà lại bọn họ thần ý tương đối đơn giản. Truyền thừa thiên hồn,
cuối cùng chỉ có thể quan sát, tránh thức dẫn phát cảnh giới đột phá, càng nhiều là tự mình thuế biến. Điểm này, Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Tại trong hồng trần chiến đấu, đẫm máu, trải nghiệm lực lượng vận dụng, là tu hành bộ phận trọng yếu nhất. Ta phải thói quen, đối với lực lượng khát vọng. Có được quá dễ dàng, liền sẽ mất qua tu hành sức tưởng tượng. Một tháng này, tuy nhiên không có có thể đột phá, nhưng tối thiểu nhất, hắn cửu tôn thiên đã vô cùng vững chắc. Tối thiểu so Lâm Tiêu Tiêu vững chắc. Theo ngày nào đó trò chuyện về sau, bọn họ không có gút mắc. Lý Thiên Mệnh thông qua chiến đấu, cho nàng mang đến hơn 300.000 thượng thần thiên hồn. Những truyền thừa khác thiên hồn có tốt ưu khuyết, tổng thể tầng thứ khẳng định không bằng Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 3, Lý Thiên Mệnh chính mình không dùng được. Lâm Tiêu Tiêu một chút xíu nuốt thiên hồn, phát huy thái cổ tà ma chủng tộc thiên phú, thì cùng một cái ấm sắc thuốc giống như, dạng này ra sức nuôi nấng đi xuống, để cho nàng một chút xíu, mập lên, cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, quả thực gọi Lý Thiên Mệnh hâm mộ điên rồi. Thái cổ tà ma cũng cao hứng điên rồi. Tuy nhiên nó hiện tại không có địa vị gì, mà dù sao Lâm Tiêu Tiêu càng mạnh, nó thì càng mạnh, mà lại nó là tương đương hiếm thấy, cộng sinh thú chiến đấu lực viễn siêu ngự thú sư loại kia. Một tháng sau hôm nay, Lâm Tiêu Tiêu cảm giác mình sắp bị no bạo, bụng kia cả ngày đều viên cồn cồn. Chính nàng đều choáng váng. Lý Thiên Mệnh bỏ ra một tháng thời gian, trực tiếp đem nàng theo bát thánh thiên, đút tới đạp thiên chi cảnh 12 cấp, khoảng cách tinh tướng thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Tu luyện, cường đại, đơn giản như vậy, Lâm Tiêu Tiêu mơ hồ nói. Cút, Lý Thiên Mệnh chính mình còn tại trong bể khổ dẫy dụa đâu. Lâm Tiêu Tiêu cảnh giới vì đạp thiên thập nhị giai, nhưng nàng thuộc về thực lực còn so ra kém cảnh giới loại hình, tương đương hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, nàng có thể phát huy đạp thiên thập nhất giai chiến đấu lực, cũng không tệ. Nàng thần ý tựa như là một cái dài rộng bàn tử, trọng tải là có, cũng là không quá rắn chắc, động thủ lên rất hư. Không giống Lý Thiên Mệnh đế hoàng thần ý, cứng đến nỗi giống là một thanh kiếm. Bất quá không quan hệ, nàng chậm rãi, giảm béo, là được rồi. Mấu chốt là, thái cổ tà ma rất ngưng thực. Làm nó đến đạp thiên thập nhị giai thời điểm, lấy nó những cái kia thủ đoạn thần thông, Lý Thiên Mệnh nhìn ra lực chiến đấu của nó, có thể so đấu tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Mặt khác, Dạ Lăng Phong dùng nguyên thủy chi môn nuốt ăn dị ma, còn không có tiêu hóa song song. Hắn cũng là nửa cái, nuốt, loại hình, chỉ là phụ trợ tự thân tu luyện tăng lên, so Lâm Tiêu Tiêu ổn định rất nhiều. Một tháng này, hắn dựa vào đã từng dị ma, cặn bã, đạt tới đạp thiên thập nhất giai, mệnh luân thiên, trình độ, so Lý Thiên Mệnh cao hơn hai giai. Đến mức Dạ Lăng Phong chiến đấu lực, muốn nhìn đối thủ là người nào. Lấy hắn hiện tại đạp thiên thập nhất giai, lại thêm hồn ma chiến đấu lực, nếu như đối thủ là ngự thú sư, cực hạn của hắn, ước chừng là tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Nếu như đối thủ là thức thần tu luyện giả, cái kia không có ý tứ, hắn thức thần tương đương tàn phế, hơn nữa còn đến tiếp nhận thức thần thiêu đốt thống khổ. Liền xem như tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai, khả năng đều không phải là Dạ Lăng Phong đối thủ. Tổng thể tới nói, vẫn là Lý Thiên Mệnh lớn nhất toàn diện, dù sao hắn đi là khó khăn nhất đường. Thuần tự mình tu hành, thần ý trưởng thành tuy nhiên chậm, nhưng chính là cứng rắn. Mỗi người đi đường không thông, Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu, đều có bọn họ đặc hữu tạo hóa, ta không thể tương tự cùng hâm mộ. Nói một cách khác, muốn là bọn họ liền cảnh giới tăng lên ưu thế đều không có, thì càng không khả năng đuổi kịp bước chân của ta. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh nhìn rất thoáng. Hắn mỗi một bước đều đi được rất vững chắc. Cũng chính vì vậy, mỗi một lần thuế biến, đều là biến đổi lớn. Một tháng trôi qua, Thiên Cung cùng Đế Tinh bảng chi tranh, có lẽ, mới tính vừa mới bắt đầu. Kết thúc một vòng này Tử Diệu tinh thần tháp tu hành, Lý Thiên Mệnh ngồi tại trên tảng đá, nhớ lại mấy ngày nay nhìn qua hết thảy. Khoảng cách thập đạo thiên, cần phải tới gần. Lần này, dù sao chuyên công chính là, mệnh kiếp thiên ý. Đạo này thiên ý còn không có lột xác thành thần ý, chung quy đơn giản một số. Mà đế hoàng thần ý, hiện tại mỗi một bước đều là bình cảnh. Lần trước Đông Hoàng kiếm toái phiến mang tới đột phá, Lý Thiên Mệnh cảm giác, không sai biệt lắm là trước mắt đế hoàng thần ý một lần cuối cùng. Trên tay hắn nắm bắt một vật, đó chính là tiểu thiên bia. Cái này rất có thể, cũng là Đông Hoàng kiếm toái phiến. Nhưng là, muốn thế nào đưa nó trật tự thần văn, lấy tới Đông Hoàng kiếm nội bộ ngũ trọng cửa lớn đi. Lý Thiên Mệnh dùng ngón cái,
ma sát cái này tiểu thiên bia đường vân, biểu lộ có chút mê hoặc. Hắn xuất ra Đông Hoàng kiếm, muốn thử xem có thể hay không, bổ ra cái này tiểu thiên bia. Kiếm nâng lúc thức dậy, hắn do dự một chút. Được rồi, cái này tiểu thiên bia đến từ vô thiên chi cảnh, nói không chừng nó là một loại môi giới, có thể dùng để mở ra cái kế tiếp giai đoạn cạnh tranh, tỉ như có thể là chìa khóa loại hình, vẫn là trước giữ lấy. Dù sao hắn cho rằng, tiểu thiên bia đã xuất hiện, nên có đạo lý của hắn, không chỉ là cái kia 3.000 phân đơn giản như vậy. Hắn liền đem Đông Hoàng kiếm cùng tiểu thiên bia, đều thu vào. Lý Thiên Mệnh, cứu mạng A, người cộng sinh không gian, đã nước tràn thành lụt A. Huỳnh Hòa ở bên trong quái khiếu mà nói. Tình huống như thế nào, thì cái chỗ chết tiệt này, giá phòng đều cao như vậy sao? Bản mèo địa bàn, chỉ còn lại như thế điểm, Miêu Miêu mơ hồ nói. Nhưng chúng nó vẫn là tốt, biệt khuất nhất chính là Lam Hoang cùng Tiên Tiên. Lam Hoang bây giờ bị chen trong góc, chồm người lên, kẹp hai chân, cái kia lớn như vậy long chảo cùng cái đuôi, quả thực không chỗ sắp đặt. Tiên Tiên thì là đem cành lá đều thu vào, cả ngày than thở. Vì sao lại như vậy chứ? Đó là bởi vì, có người chiếm địa bàn. Lý Thiên Mệnh mấy ngày không quan tâm, bây giờ hướng bên trong nhìn qua, quả thực bó tay toàn tập. Cộng sinh không gian bên trong, tối thiểu có hơn 10.000 tiểu hôi trứng, ngay tại cộng sinh không gian bên trong lăn khắp nơi động. Mỗi cái trứng lên đều có hai cái chấm đen nhỏ, sông ngang sông thẳng. Nó một bên cảnh giác nhìn lấy ca ca tỷ tỷ nhóm, một bên cường chiếm địa bàn, còn cố ý đem chính mình chiếm lĩnh cái bệ, làm thành một vòng tròn, không cho Huỳnh Hỏa bọn họ tới gần. Hắn meo, đây là ngươi nuôi hùng hài tử. Huỳnh Hỏa bưng bít lấy chán nói. Liên quan ta cái rắm. Các ngươi một cái so một cái quái, ta có thể làm gì? Còn không phải nhẫn nhục chịu đựng. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Mấu chốt là những thứ này tiểu hôi trứng, còn không thể làm bị thương. Không phải sợ nó sinh non, mà chính là Lam Hoang không cẩn thận đè ép một quả trứng, long chảo nâng lên về sau, người ta trực tiếp biến thành ba viên. Mau để cho nó xuất sinh, ta muốn đánh nó. Huỳnh Hỏa nói. Thôi đi ngươi, hiện tại cũng đánh không được, sau khi đi ra. Người ta sớm lật trời. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn ra được, cái này tiểu ngũ không phải cái dễ dàng thu thập chủ. Theo nó bắt đầu có động tĩnh bắt đầu, tựa như cái rất có tỉ khí ra hỏa, cái kia trứng phía trên viết đầy hai chữ, dở hơi. Hoặc là nói, đây là nó thực chất bên trong dã tính. Cho đến ngày nay, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không vì thế phát sầu, hắn tin tưởng bọn họ cái này một cái đại gia đình lực ngưng tụ cùng thích. Mỗi một đứa bé đều mang hung hãn bản tính mà đến, cảnh giác nhìn lấy thế giới bên ngoài. Nhưng cuối cùng, đều sẽ hiểu được thích cùng thủ vững. Tất cả hành trình, đều là các huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ quá trình lớn lên. Tới đi, ăn. Lý Thiên Mệnh theo thiên long giới bên trong, lấy ra một thanh trật tự thần binh. Cái này là một thanh sắt thép chất liệu thần kiếm. Thiên địa thần khoáng đoán tạo thành trật tự thần binh, đại khái có hai đại chất liệu, một là sắt thép, hai là bằng đá. Hoặc là cả hai hỗn hợp. Tỷ như Đông Hoàng kiếm, càng thiên hướng về sắt thép kim loại thuộc tính. Lý Thiên Mệnh trong tay cái này một thanh, là thuần túy, sắt thép thuộc tính. Đoán tạo thanh thần binh này thiên địa thần khoáng tài liệu, thì kêu làm cửu huyền viêm thiết. Làm hắn nói ra câu nói này thời điểm, một đống tiểu hôi trứng, theo cộng sinh không gian bên trong đi ra. Những cái kia quả trứng màu xám phía trên chấm đen nhỏ, cảnh giác, hoài nghi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nhưng lại trông mà thèm nhìn lấy cái kia cửu huyền viêm thiết thần binh. Đều ăn bao nhiêu, còn làm bộ rụt rè. Đi ngươi. Lý Thiên Mệnh đem cái kia trật tự thần binh, ném xuống đất. Hơn ngàn cái tiểu hôi trứng đi lên, đem cái kia trật tự thần binh vây quanh, rất nhanh liền phát ra tiếng cọ sát chói tai, đó là gặm ăn thanh âm của kim loại. Chỉ chốc lát sau, tiểu hôi trứng nhóm thì ngã lăn xuống đất phía trên, nguyên một đám cùng bàn tử ăn no rồi giống như, cái bụng chỉ lên trời. Quá phận chính là, còn đánh từng tiếng ợ một cái. Có thể phát hiện, bọn chúng vỏ trứng, đã dần dần có màu xám bạc kim loại sáng bóng, càng lúc càng giống là trứng bạc. Chẳng những đau thương bất nhập, còn có thể làm ám khí sử dụng, hướng đầu người phía trên bắt chuyện. Cái kia độ cứng, tuyệt đối cùng trật tự thần binh có so sánh. Thú vị là, vừa rồi cái kia thanh trật tự thần binh, chuôi kiếm của nó vẫn còn, hắn trên thân kim loại bộ phận bị ăn đến hết sạch trơn. Mà những bộ phận khác, một chút xíu cũng không thiếu. Điều này nói rõ, tiểu gia hỏa này cực kỳ kén ăn. Theo phát hiện bọn chúng yêu thích bắt đầu,
Lý Thiên Mệnh đã cho nó ăn thật nhiều, kim loại loại hình, thiên địa thần khoáng cùng trật tự thần binh. Cho nên nó chân chính thuộc tính, là kim loại mẫu hoàng hệ. Song hệ hợp nhất. Đây là Lý Thiên Mệnh suy đoán. Mẫu hoàng hệ, là theo hắn, phân thân phân liệt, phán đoán ra. Như vậy, chân chính, sắt thép đại quân. Nói thật, hắn đã có chút mong đợi. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỷ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Bọn họ càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng thần kỳ, năng lực càng ngày càng không thể tưởng tượng. Như vậy, tiếp đó, lại là cái gì? Tiểu Ngũ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chúng ta người một nhà, cùng nhau chờ ngươi, đến lãnh hội cái này vạn trượng hồng trần, tuyệt mỹ nhân gian. Trên trời thiên hạ, hỏa diễm phong bạo còn tại gào rít giận dữ lăn lộn. Ca, ca, ta giọt ca a. Lý Thiên Mệnh vừa để tiểu ngân chứng, nhóm trở lại cộng sinh không gian, Phu Tử Thiên thì tóc tím phấn khởi, một mặt kích động, liền bò mang lan hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới. Hắn một đường trơn quỳ, lôi ra hai đường rãnh thật sâu khe, vọt thẳng đến Lý Thiên Mệnh dưới chân. Làm cái gì a ngươi? Tinh thần hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ca, ngươi ngẩng đầu a, nhìn xem Tề Thiên Bia. Một tháng, có đại chuyện phát sinh a, vô thiên chi chiến, tuyệt đối tiến vào tầng thứ mới. Phu Tử Thiên kích động vừa khẩn trương, hắn chả ở vào, không được, trạng thái, vạn sự đều phải dựa vào Lý Thiên Mệnh. Hắn nghĩ qua, coi như mình không thể cầm tới đế tinh bảng 10 vị trí đầu, muốn là Lý Thiên Mệnh, làm cho Thanh Hồn Điện bài danh ngăn chặn Vân Thượng Tiên Cung, như vậy Lý Thiên Mệnh tại Thanh Hồn Điện địa vị, có thể sẽ tăng vọt vượt qua Giang Thanh Lưu, đó cũng là chỗ dựa. Coi như mình xảy ra bất chắc, có Lý Thiên Mệnh nói chuyện, hắn cũng yên ổn không lo. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, ngẩng đầu. Tề Thiên Bia phía trên, 10.000 cái kim sắc tên còn đang nhấp nháy. Giống như không có gì dị thường. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, chợt phát hiện cái này 10.000 cái tên, có chừng mấy trăm, đằng sau xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái kia điểm đỏ nhìn kỹ, tựa như là một cái, đầu rồng đồ án. Đây là cái gì? Hắn tĩnh tâm ngưng thần, dùng trộm thiên chi nhãn nhìn về phía những tên này điểm đỏ. Nói thí dụ như, Lam Phi Lâm, tên của nàng về sau, thì có một cái điểm đỏ. Có điểm đỏ tên, trên cơ bản tập trung ở đế tinh bảng trên nửa bộ phận. Đúng vào lúc này, những cái kia điểm đỏ đột nhiên lập lòe, hội tụ thành một chùm to lớn hồng quang, cái kia hồng quang xuyên thấu hỏa diễm phong bạo, chiếu xạ đến nào đó một nơi. Chỉ thấy cái chỗ kia rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tại hồng quang chiếu rọi xuống, một cái to lớn địa để cung điện, chính đánh rách tả tơi đất đai, theo dạn nước trên mặt đất xông ra. Từng tiếng chấn động thiên địa long ngâm, vang lên. Cái kia mãnh liệt động đất, đã truyền tới Lý Thiên Mệnh dưới chân. Trước mắt một nói khe nứt to lớn đánh thẳng tới, Lý Thiên Mệnh lơ lửng lúc thức dậy, mặt đất phết nứt sinh ra, dưới đáy là không có tận cùng thâm uyên, từng đạo dung nham hỏa trụ, trực tiếp từ phía dưới sông lên mây xanh. Cái này một tòa địa cung thực sự quá lớn, hoàn toàn không nhìn thấy cao bao nhiêu. Hồng quang chỗ chiếu rọi, chỉ là cái này địa cung một góc của băng sơn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại thấy được một đầu to lớn thần long điêu khắc, quả thực như thiên đế hàng lâm, thần uy cuồn cuộn. Cái này cái gì a? Lý Thiên Mệnh rung động nói. 9, 9. Phu Tử Thiên một mực tại run rẩy, nói không ra lời. 9 em gái ngươi a, chấn định một chút, anh em. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái sau gáy của hắn nói. Ca a, đây là Cửu Long Đế Táng. Phu Tử Thiên chật vật phun ra bốn chữ này. Lý Thiên Mệnh sắc mặt cổ quái. Ngươi là có hay không tâm tình rung động? Phu Tử Thiên nói. Không phải, Cửu Long Đế Táng. Thứ độ gì? Lý Thiên Mệnh một chút cảm giác đều không có. Hắn không phải tại tham dự vô thiên chi cảnh cạnh tranh sao? Cửu Long Đế Táng, lại là cái gì quỷ? Đây là chúng ta trật tự chi địa truyền thuyết a. Phu Tử Thiên không thể tưởng tượng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, liền điều này cũng không biết, cái này còn là người sao? Không có ý tứ, chúng ta cái này 20 mấy năm, cơ bản tại rừng sâu núi thẳm tu luyện, sư tôn ta không có để cho ta gặp người. Chúng ta lần này cũng là đi ra từng trải. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi, thật đúng là cái kỳ nhân. Phu Tử Thiên im lặng nói. Được đừng nói nhảm, giới thiệu một chút, cái này một tòa địa cung, làm sao cái nghiêu bức pháp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt a. Phu Tử Thiên hít sâu một hơi, lúc này thời điểm Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu cũng đến đây, hắn liền cùng nhau bắt đầu nói.
Chúng ta trật tự chi địa, đế tôn, mấy triệu năm qua, đều là trật tự thiên tộc người, chỉ có duy nhất một lần, có một người đến từ Thái Dương Vạn Tông Ngự Thú Sư, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nghiền ép trật tự thiên tộc cường giả, suýt nữa nhất thống Thái Dương Vạn Tông. Nhân vật này, cũng là Cửu Long Đế Tôn. Hắn khi còn tại thế, địa vị của hắn, thì tương đương với hiện tại Thái Dương Đế Tôn, đi. Hắn là một cái, để trật tự thiên tộc thủ hộ kết giới vĩnh hằng mở ra, thẳng đến hắn tạ thế về sau, trật tự thiên tộc mới dám đóng lại kết giới nhân vật. Phu Tử Thiên lúc nói chuyện, trong mắt tự nhiên tràn đầy ước mơ. Không hề nghi ngờ, người này là trật tự chi địa thần thoại. Sau đó thì sao, nói a, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tại thế công tích vĩ đại, tạm thời cũng nói không hết, nhưng mà, tương truyền hắn ly thế trước, thì vì chính mình tu luyện một tòa, Cửu Long Đế Táng, đem tự thân hết thảy, bao quát hắn quật khởi bí mật, đều lưu tại Cửu Long Đế Táng bên trong. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng có người tìm tới qua Cửu Long Đế Táng dấu vết, bao quát hắn người đời sau. Nói ngắn gọn, đây là một tòa, đế tôn nơi truyền thừa, mà lại độc thuộc về Thái Dương Vạn Tông, mà không phải trật tự thiên tộc. Phu Tử Thiên nói, cái này kỳ quái, loại địa phương này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại rõ ràng nhìn, đây chỉ là vô thiên chi chiến khảo nghiệm một bộ phận. Loại vật này xuất thế, không phải là tất cả cường giả hô nhau mà lên sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, ta cũng kỳ quái a, cái này rõ ràng là thiên cung thao tác, xem ra thiên cung sớm liền được Cửu Long Đế Táng, chỉ là không có hướng thế nhân công bố, nói không chừng chân chính đồ tốt, bọn họ đã cầm đi. Hiện tại dùng để làm chúng ta cạnh tranh chàng sở, ở bên trong thiết kế khảo nghiệm. Phu Tử Thiên suy đoán nói. Có khả năng đi, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bất kể nói thế nào, thịt khả năng không có, nhưng là nước canh nhất định sẽ có. Mà lại, nói không chừng còn có thịt đâu. Phu Tử Thiên ánh mắt lóe sáng nói. Hiện tại Cửu Long Đế Táng, bị Tề Thiên Bia hình chiếu vị trí. Vậy nói rõ tiếp đó, khẳng định có vô số người tụ tập ở nơi đó. Đây cũng là, giết người đi săn, cơ hội tốt. Loại này động đất cấp bậc, hạng mục, buông xuống, không ai sẽ không muốn tham dự. Cửu Long Đế Táng, Ngự Thú Sư, hắn đây là có 9 đầu cộng sinh thú A, Lý Thiên Mệnh hỏi. 9, người điên rồi A, cộng sinh thú, 5 đầu thì là cực hạn đáng giá. Phu Tử Thiên nói. Giá trị cực hạn sao? Vậy hắn vì sao được xưng là Cửu Long Đế Tôn đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Trong truyền thuyết hắn có 5 đầu thần long cộng sinh thú, nhưng là, hắn không biết dùng biện pháp gì, đem chính mình 2 tay 2 chân, cho tu luyện thành thần long, tứ chi tăng thêm 5 đầu cộng sinh thú, cái kia chính là cửu long, ta cái này còn có chân dung của hắn, cho ngươi xem một chút. Phu Tử Thiên đem bàn tay tiến vào đũng quần, ở bên trong rút nửa ngày. Ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt cổ quái hỏi. Không có ý tứ, ta sợ người khác cướp ta tu di giới chỉ, cho nên che giấu. Bọc tại tiểu đệ lên. Phu Tử Thiên mập mờ cười một tiếng. Ngọa tào, làm, người đi chết. Lý Thiên Mệnh vừa tiếp nhận trong tay hắn bức họa, nhất thời cảm giác phía trên này đều có mùi khai, trong dạ dày một mảnh lăn lộn. Muốn không phải tâm lý đối cái này Cửu Long Đế Tôn có chút hiếu kỳ, hắn đến trực tiếp đem tranh này giống, nện trên mặt hắn. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn Phu Tử Thiên liếc một chút, cười hắc hắc, nói. Tu di giới chỉ đồng dạng mang tại trên ngón vô danh, nói rõ người tiểu đệ kích thước. Chậc chậc, ngoá, im miệng, lão tử có duỗi tự nhiên, người biết cái đếch gì. Phu Tử Thiên sắc mặt đỏ lên. Bọn họ cái này lời thoại, Lâm Tiêu Tiêu còn đứng ở bên cạnh đây. Nàng chỉ có thể khống chế ở chính mình, kiên trì không cười ra tiếng tới. Không nghĩ tới tại nơi hoang vu này, vậy mà tụ tập các ngươi hai vị này nhân tài. Dạ Lăng Phong đều buồn cười nói. Im miệng. Phu Tử Thiên hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm đã mở ra bức họa. Bức họa bên trong, cái kia trong mây mù đế tôn, thần ân cuồn cuộn, có độc bá thiên hạ chi hùng uy. Bên cạnh hắn quấn quanh lấy 5 đầu thần long, càng khiến người ta kinh hãi là, 2 tay 2 chân hắn, đều là thần long. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng người lại biến thành cái dạng này, mà lại mặt mũi của hắn xem ra. Tựa hồ có chút hung ác. Có thể để Lý Thiên Mệnh tránh thức rung động, không phải cái này tứ chi thần long. Mà chính là mi tâm của hắn. Không sai, nơi này có con mắt thứ 3. Thái cổ hiên viên thị, tam nhãn chân long mạch, Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Ngươi còn không phải hoàn toàn không biết gì cả sao, liền thái cổ hiên viên thị ngươi đều biết,
Bất quá bọn hắn hiện tại đổi họ, hiện tại trực tiếp họ Long. Vạn Tông Thiên bảng xếp hạng thứ hai, Hiên Viên Long Tông, cũng là Cửu Long Đế Tôn sáng lập tông môn. Phu Tử Thiên nói, ta đi. Lý Thiên Mệnh quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lại nhìn một chút Cửu Long Đế Tôn, hỏi, cái này là bao nhiêu năm trước nhân vật? Hơn 500.000 năm trước. Như vậy có thể khẳng định, người này cùng Viêm Hoàng Đại Lục Hiên Viên Đại Đế không quan hệ. Nhưng là rất có thể, Viêm Hoàng Đại Lục Thái Cổ Hiên Viên Thị nơi phát ra, cũng là mặt trời này phía trên Cửu Long Đế Tôn, cùng hắn, Hiên Viên Long Tông. Có lẽ là một cái đệ tử bình thường, tại Viêm Hoàng lưu lại phong lưu huyết mạch, truyền ra một cái tam nhãn chân long mạch, cải biến Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử đi. Việc này rất bình thường, thượng thần cùng phàm nhân chỉ yêu thôi. Không phải tất cả mọi người, đều cùng Nguyệt Thần tộc một dạng tự cho là đúng. Chỉ là loại chuyện này, dù sao rất ít gặp, mà lại đại đa số, đều lấy, nhà gái, bị ném bỏ, quên là kết cục. Liền cái này cao đẳng chủng tộc hậu nhân, tại Viêm Hoàng trưởng thành, trần nhà cũng chỉ là đạp thiên chi cảnh, chỉ thấy thế giới tầng thứ, đối với người phát triển ảnh hưởng, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hiện tại Viêm Hoàng Thái Cổ Hiên Viên Thị, huyết mạch vô hạn lần pha loãng, khẳng định không được như xưa. Đương nhiên, những thứ này đều dâu ria. Trọng yếu là, Lý Thiên Mệnh biết, cái này một tòa Cửu Long Đế Táng, quan hệ đến đế tinh bảng cái kế tiếp giai đoạn cạnh tranh. Hắn nhất định phải đi vào. Tên đằng sau có điểm đỏ người, rất có thể là đã đi vào người. Phu Tử Thiên nói. Như vậy, xuất phát. Lý Thiên Mệnh bốn người, toàn bộ xuất kích. Bọn họ không biết là, bởi vì là Thiên Cung an bài, Cửu Long Đế Táng, xuất hiện. Toàn bộ trật tự chi địa, đều đã oanh động. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn cái tề thiên chi nhãn, toàn bộ xuất hiện tại Cửu Long Đế Táng trên không. Theo tề thiên chi nhãn phía trên có thể nhìn đến, một tỷ đệ tử toàn bộ hướng cái phương hướng này mà đến, quả thực như lít nha lít nhít con kiến, tuôn hướng cái kia lớn như vậy địa cung. Rầm rầm rầm, địa cung còn đang lên cao. Làm nó toàn bộ xuất hiện thời điểm, cần phải thì sẽ bắt đầu giảm xuống, thẳng đến chìm vào lòng đất. Triệt để đóng lại. Đến mức ai có thể ở trong quá trình này đi vào, thì nhìn mỗi người bản sự. Tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, cái kia Cửu Long Đế Táng, càng ngày càng gần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trật tự chi địa, cũng là sau đó mưa. Bất quá, trên đỉnh đầu cái kia một mảnh hỏa diễm trên biển, rơi xuống cũng không phải là giọt mưa, mà chính là từng đoàn liệt hỏa. Mỗi một lần hằng tinh nguyên phun trào, mây hồng tích xúc, trầm trọng, liền sẽ hóa thành mưa lửa rơi xuống. Một khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều là rơi xuống biển lửa, mênh mông. Lửa giận chìm ngập trong tầm mắt hết thảy, mọi người nhất định phải tránh né, các đối phương thành trì, bộ lạc, cũng cần mở ra thủ hộ kết giới, ngăn trở cái này mưa như chút nước mưa lửa. Dã ngoại cây cối, khoáng thạch, chỉ có thể tiếp nhận mưa lửa tàn phá bừa bãi cái kia một số, mới có thể không bị hủy diệt. Thậm chí hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng cùng trật tự thần văn, thuế biến, trưởng thành, cuối cùng trở thành thần binh, đan dược, vì cao đẳng chủng tộc nhóm sử dụng. Mỗi một lần mưa lửa buông xuống, trên thế giới này mỗi người, cũng cảm giác mình tại đốt cháy. Dùng binh khí đánh nhau, sinh tồn, cường đại, ức hiếp, quyền thế, một người dưới, trên vạn người. Đây hết thảy, đều là trên Thái Dương Vĩnh Hằng chủ đề. Hôm nay, cũng là một cái mưa lửa rơi xuống thời gian. Ngẩng đầu nhìn lại, giống như là ức vạn sao băng rơi xuống, tại đại địa phía trên, đâm vào nguyên một đám hố lửa, toàn bộ thế giới đều tại oanh minh. Đây là một cái không có đêm tối thế giới, cho nên mọi người không biết mệt mỏi, không biết nghỉ ngơi. Không trèo lên trên, liền sẽ để người dẫm tại dưới chân. Giống như trận này, lưu tinh hỏa vũ, người yếu thậm chí không nhà để về, bị mưa lửa trúng đích mà chết. Mưa to tại toàn bộ trật tự chi địa bao phủ. Một mực theo vô thiên chi cảnh, đốt tới cái này nóng rực mặt trời đối diện, cái kia một mảnh không có tận cùng lòng đất dung nham hải dương cùng đại lục, chính là trật tự thiên tộc lãnh địa. Nơi này không có tông môn, không có hoàng triều, chỉ có thị tộc sinh tử chi hồn, khắc vào mỗi một cái tộc trái tim của người ta phía trên. Nơi đây là Thái Dương Vạn Tông cấm địa, đối Thái Dương Vạn Tông tới nói, nơi này là một đám người điên địa bàn, bọn họ là đốt cháy thức thần nhất tộc. Bọn họ ngũ tạng lục phủ, đều chảy chiến đấu chi huyết. Trật tự thiên tộc chưa bao giờ từng đem Thái Dương Vạn Tông, làm địch nhân của bọn hắn. Tại trật tự thiên tộc trong mắt, cái này hằng tinh nguyên thế giới đối diện, những cái kia thời khắc đều tại nội đấu đám người,
bọn họ nhiều lắm thì con mồi. Trong mắt bọn họ chân chính địch nhân, giấu tại cái này không có tận cùng tinh không, là tinh không giặc cỏ, là hàng tinh nguyên cướp đoạt người, thậm chí, là còn lại hàng tinh nguyên thế giới cường giả. Cho nên, bọn họ cả tộc thiêu đốt, tu luyện, cường thịnh. Mặt trời hai mặt, là thế giới hoàn toàn khác biệt. Thái Dương Vạn Tông, quần hùng cắt cứ, một mảnh hỗn loạn. Trật tự thiên tộc, toàn dân đoàn kết, trên dưới một lòng. Vô số đời thị tộc chi hồn truyền thừa xuống, bây giờ bọn họ lãnh thổ trên không, tồn tại vô hình ý chí đó giống như trận này lưu tinh hỏa vũ, những cái kia thanh âm nhức tai nhức óc, cũng là một cái siêu cấp thị tộc tộc hồn chi gào thét. Mưa lửa lướt qua vô số thành trì, bộ lạc, tại một cái khác, vô thiên hỏa trụ, bên ngoài ngừng lại. Nơi này là vô thiên chi cảnh mặt đối lập, nhưng nơi này cũng không có hỏa trụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn đến một tòa cự đại thần cung, kiến tạo tại cái này hàng tinh nguyên phun trào chi địa phía trên. Đây là nguyên bản xuất hiện vô thiên hỏa trụ địa phương, hôm đó hạch bên trong phun ra tất cả liệt hỏa, toàn bộ đều bị cái này một tòa cự đại thần cung hấp thu. Cái này thần cung to lớn, vĩnh hằng, cổ lão, mỗi một cây trụ, đều nắm chắc 10.000 mét cao, mỗi một mảnh mái ngói, dài rộng đều có ngàn mét, mỗi một mảnh đều điêu khắc mặt trời ký hiệu, vô số thức thần điêu khắc, như là từng tòa mộ bia một dạng, xuất hiện tại cái này thần cung bất kỳ ngóc ngách nào, liền Huy Dạ Thi, Nguyệt Ma Linh, đều có thể ở chỗ này tìm tới điêu khắc. Tòa này thần cung to lớn, có thể nói, liền cao mấy ngàn thước thức thần, đều có thể ở trong đó hành động tự nhiên, thậm chí là chiến đấu. Cái này, cũng là trật tự chi địa chí cao chi địa, Thái Dương thần cung. Đây là trật tự thiên tộc vĩnh hằng thánh địa. Nó trấn trụ hằng tinh nguyên bạo phát, đem hằng tinh nguyên bộc phát ra vô thiên hỏa trụ, toàn bộ hút vào thần cung, để cái này Thái Dương thần cung hằng tinh nguyên lực lượng, như bão táp một dạng bao phủ. Xa xa nhìn lại, nguyên một tòa Thái Dương thần cung, bây giờ đều tại đốt cháy liệt hỏa, cái kia liệt hỏa cao đến trăm vạn mét, thậm chí đốt tới trên trời mây hồng. Lại đứng được xa một chút, đi xem cái này một tòa Thái Dương thần cung. Phát hiện nó tựa như là một cái to lớn lại thiêu đốt lên đầu người, nó trừng to mắt, hé miệng, phẫn nộ gào thét, quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái kia hai khỏa trong ánh mắt, có hai khỏa thiêu đốt hỏa cầu, đường kính tối thiểu đều có 50.000 mét. Bọn chúng ánh sáng lóe ra, để Thái Dương thần cung càng thêm chướng mắt, có thể phát hiện, bọn họ nhưng thật ra là đơn độc vũ trụ nguyên lực, cũng không thuộc về mặt trời cái này hằng tinh nguyên. Trên thực tế, cái này hai khỏa, con ngươi, kỳ thật cũng là nguyệt tinh nguyên. Bọn họ đường kính chỉ có 50.000 mét, so nguyệt chi thần cảnh kém cách xa vạn dặm, vì sao nói chúng nó là nguyệt tinh nguyên đâu? Đó là bởi vì, bọn họ là áp xúc vô số lần nguyệt tinh nguyên. Đem nguyệt chi thần cảnh lớn như vậy tinh thần, trực tiếp áp xúc thành đường kính 50.000 mét, xem như Thái Dương thần cung, ánh mắt, kể từ đó, bọn họ nội bộ lực lượng phẩm chất, thì biến đến cùng hằng tinh nguyên không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể nhìn, nguyệt tinh nguyên tuy nhiên thể tích phía trên, đạt tới hằng tinh nguyên đếm 0.001, nhưng là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Làm cả hai vũ trụ nguyên lực phẩm chất ngang nhau thời điểm, nguyệt tinh nguyên đường kính, đã áp xúc đến còn lại 50.000 mét, so sánh trật tự chi địa, cũng chỉ tính toán một khỏa tiểu cầu, nơi nào còn có 0.001. Một cái hằng tinh nguyên, đủ để treo chống như thế đông đảo cao đẳng chủng tộc sinh sôi truyền thừa ngàn vạn năm, có thể thấy được lốm đốm. Nói thật, bất kỳ một cái nào hạt bụi thế giới sinh mệnh, như đứng tại cái này địa phương, nhìn một chút cái này Thái Dương thần cung, đoán chừng tâm đều sẽ bị đánh rách tả tơi. Cái này một tòa thần cung, nó đã thoát ly kiến trúc phạm trù, thành một loại ý chí hóa thân, cái này một cái lấy nguyệt tinh nguyên vì ánh mắt, lấy phẫn nộ gào thét vì hình tượng, đầu người, hắn tựa như là sống lấy một dạng, đem trật tự thiên tộc hừng hực ý chí, đời đời truyền thừa. Mỗi một cái trật tự thiên tộc, cả đời đều có thể gặp một lần Thái Dương thần cung, tại bọn họ lúc 3 tuổi, sẽ được đưa tới nơi này, bọn họ xưng hô quá trình kia, gọi là, hành hương. Hành hương về sau, vĩ đại thị tộc chi hồn, thật sâu trồng ở mỗi một cái tộc trên thân thể người, không cho phép phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng. Các trưởng bối nói, coi như người đến vũ trụ cuối cùng, coi như người hóa thành hạt bụi. Người đều không cải biến được, trên thân chảy huyết. Rầm rầm rầm. Mưa lửa rơi vào Thái Dương thần cung phía trên, lại bị cái kia thần cung phía trên đốt cháy lửa, từng cái chìm ngập. Tại cái này sáng chói lưu tinh hỏa vũ bên trong, một đầu 2.000 mét lớn lên thần long, ở trong đó ghé qua. Cái kia thần long toàn thân màu đỏ sậm, trên lưng sinh ra ba cặp tinh hồng sắc cánh thịt,
trên đỉnh đầu cự giác giống như là nhánh cây một dạng, đến đỉnh chóp nhất phân ra 99 căn gai nhọn, chỉ hướng về bầu trời. Nó xem ra máu me đầm đìa, nhưng kỳ thật, đây cũng không phải là nó trên thân huyết. Vô số mưa lửa, nện ở cái này một đầu thần long trên thân, đụng phải huyết, bắt đầu phần bốc cháy, trong lúc nhất thời, thần long toàn thân nổi lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nó phát ra gầm lên giận dữ, vượt qua hừng hực biển lửa, rơi xuống Thái Dương thần cung trước đó. Một cái áo đen, tóc đen, mắt đen thanh niên, theo cái này thần long trên thân nhảy xuống tới, trên người hắn huyết lửa đốt cháy, làm hỏa diễm tan hết thời điểm, liền có thể nhìn đến đây là một cái vô cùng anh tuấn, lạnh lùng nam tử. Hắn khí chất yêu dị, có cùng thần long một dạng đáng sợ lạnh lẽo ý chí, càng làm cho người chú mục là, trán của hắn chỗ mi tâm, có một cái tinh hồng ánh mắt, lúc này ngay tại đốt cháy huyết hỏa. Rơi xuống về sau, cái kia tinh hồng thần long, quay trở về hắn cộng sinh không gian. Hắn thì cả sửa lại một chút trên người màu đen chiến giáp, dậm chân đi vào trước mắt thần điện bên trong, một đường xuyên qua vô số biển lửa, đi ngang qua vô số cao mấy ngàn thước thức thần pho tượng. Tại những cái kia thiên hình vạn trạng pho tượng nhìn kỹ giữa, thanh niên cuối cùng bước vào một tòa rộng rãi cung điện. Làm hắn đi vào hắn về sau, lập lòe kim hào quang màu đỏ, cơ hồ khiến hắn khó có thể mở to mắt. Vãn bối, bái kiến đế tôn. Hắn cô dám ngẩng đầu, không dám mở mắt, vừa mới tiến cửa đại điện, hắn thì đầu dạp xuống đất quỳ trên mặt đất, trên trán ánh mắt, sát mặt đất, không nhúc nhích. Rầm rầm rầm. Cái này bên trong đại điện, khắp nơi đều là mãnh thú gào thét. Nơi này không giống như là trang trọng chi địa, phản giống như là cự thú rừng cây, liệt hỏa cùng quang mang che đậy hết thảy. Ngẩng đầu. Đúng vào lúc này, một loại vô cùng trầm trọng thanh âm, nói ra hai chữ này. Đơn giản hai chữ, giống như là sơn phong một dạng đặt ở thanh niên trên đỉnh đầu, để hắn có chút đổ mồ hôi. Đúng. Hắn dùng lực chống lên đến, chậm chạp ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước biển lửa trùng điệp, trên đỉnh đầu đều là lập lòe hỏa diễm tinh quang, trong lúc nhất thời đốm lửa nhỏ giao thoa, trước mắt sinh ra đủ loại ảo giác. Hắn cắn răng, định một chút tâm thần, ba con mắt cuối cùng khôi phục một chút. Trong mơ hồ, hắn nhìn đến phía trước có một cái cao 10 mét hoàng tọa, cái kia hoàng tọa phía trên khảm nạm lấy 9 cái đầu rồng, cực kỳ dễ thấy. Mỗi cái đầu rồng biểu lộ, đều vô cùng hoảng sợ, thống khổ. Bao quát hoàng tọa bản thân, cũng là 9 đầu thần long thân thể, cái này mang ý nghĩa, cái này hoàng tọa thiết kế lý niệm, cũng là trấn áp thần long. Thời khắc này hoàng tọa bên trong, có một cái gai mắt thiểm quang thể, kim sắc liệt hỏa lẫn vào tinh quang, để xanh năm căn bản thấy không rõ lắm hắn. Lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy, người kia coi như ngồi đấy, tối thiểu đều có cao hơn 5 mét, cái kia một đôi hừng hực đôi mắt, tựa như là bên ngoài Thái Dương thần cung nguyệt tinh nguyên, hai mắt, một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc rối bời, tại hỏa diễm đốt cháy bên trong bay múa. Chuyện gì? Cái kia âm thanh âm lúc vang lên, thanh niên cảm giác lỗ tai của mình, đều là nóng hổi. Hắn hít một hơi thật sâu, hỏa hoãn lấy sợ hãi trong lòng mình, cắn răng nói. Hồi đế tôn, thiên cung đem cửu long đế táng đem ra, xem như vô thiên chi chiến khảo nghiệm. Đương nhiên, cũng có khả năng, không chỉ là khảo nghiệm. Câu nói này sau khi nói xong, cả tòa Thái Dương thần cung, dường như đều lâm vào trong yên tĩnh, liền bên tai những cái kia thê thảm thú hống, tựa hồ đều biến mất. Thanh niên cúi đầu xuống, nhìn qua lưu ly mặt đất, không một lời từ, chờ đợi lấy đáp án. Người tộc lão tổ đế táng. Hoàng tọa phía trên người. Ngữ khí bình thản giống như là máy móc. Đúng. Lại là chết yên tĩnh giống nhau. A, à, muốn tạo phản A. Một tiếng cười nhạo về sau, vạn thú tiếp tục kêu thảm. Thanh niên nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, ngón tay khẽ run, mồ hôi lạnh ứa ra. Thanh niên tiếp tục cúi đầu quỳ xuống đất. Hắn đang chờ. Chuyện của hắn đã bẩm báo hoàn tất, nhưng hắn không thể tự mình cáo lui, hắn là đi hay ở, chỉ có thể từ đế tôn mở miệng trước. Qua rất lâu, hắn cảm giác toàn thân khó chịu. Đó là bởi vì, hắn chỗ kính úy người, đã đứng được cùng mình cực kỳ tới gần, trên người hắn lửa, đã đem thanh niên chìm ngập. Hắn rõ ràng cái gì cũng có thể làm, thanh niên thân thể liền bắt đầu cháy đen, liền tóc đều đốt lên, nhưng hắn cắn răng, một tiếng đều không lên tiếng, thậm chí duy trì tư thế không nhúc nhích. Trước mắt lửa giận lăn lộn, hắn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân trần, bày ở trước mặt mình, hết thảy 10 cái ngón chân. Mỗi một đầu ngón chân, đều giống như đã huyễn hóa thành một loại mãnh thú, tại hướng về phía thanh niên gào rú.
Xá. Cái kia rộng rãi thanh âm, ở bên tai quanh quẩn. Tại thanh niên gật đầu. Bị phản bội, diệt quốc vong loại trí nhớ, còn tại ngươi trái tim sao? Người kia nói. Thiên đại ghi nhớ, vĩnh thế không quên, bây giờ hạng bét thế hệ, chiếm cứ tộc ta căn cơ, chính là đối với chúng ta hiên viên long tộc làm nhục. Thanh niên trầm giọng nói. Được. Người kia không nhúc nhích, có thể đầu ngón chân của hắn, còn đang ngó chừng thanh niên cháy đen mặt nhìn. Hắn tựa hồ không lại sách cửu long đế táng sự tình, mà chính là đem thanh âm biến đến nhu hòa, tiếp tục hỏi, thần nữ đâu, gần nhất như thế nào? Nàng rất nỗ lực, không có cô phụ đế tôn, đối kỳ vọng của nàng. Thanh niên nói, ta là hỏi, tu luyện sau khi, nàng đang làm gì? Người kia hỏi, nàng, đang nhìn Thái Dương Vạn Tông vô thiên chi chiến. Nhìn đến vô cùng cẩn thận, muốn đến nàng đã, hiểu đế tôn dụng tâm lương khổ, chẳng những tự mình tăng lên, còn chú ý người đồng lứa tiến triển. Thanh niên nói, a, à, bỗng nhiên có một trương thô to tay cầm, vỗ vỗ thanh niên đầu, để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Xá, những năm này, ngươi làm tốt lắm, bản tôn lần trước đã đáp ứng cha mẹ ngươi, để ngươi làm bản tôn phò mã, bây giờ hôn kỳ đã định, ngươi nói đi, bản tôn nữ nhi xuất giá, cái gì đồ cưới phù hợp. Xá có thể được đế tôn hậu ái, có thể được thần nữ bực này thiên kiêu, đã là tám đời đã tu luyện phúc khí, tuyệt không dám có bất kỳ sở cầu, xá sớm đã thề, sẽ dùng tánh mạng thủ hộ thần nữ. Thanh niên quỳ xuống đất khẩn trương nói. Không, không, đồ cưới chính là lễ nghi, chúng ta là người văn minh, cái kia có, đều phải có. Trong đại điện lửa, lần nữa đốt lên. Cái kia cự thú gào thét thanh âm rất lớn, để thanh niên cơ hồ hai lỗ tai bế tắc. Đế tôn sau đó nói, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Đế tôn nói, bản tôn nữ nhi đồ cưới, tự nhiên đến có phân lượng. Cái kia, liền đem toàn bộ hiên viên Long Tông, tặng cho ngươi đi, xá. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Một đường lên, phu tử thiên bị Lý Thiên Mệnh mang theo vạt áo xông về phía trước. Hắn trừng to mắt, nhìn lấy cái kia tề thiên bia hình chiếu chỗ. Hắn từ ngữ đã thiếu thốn, chỉ có thể dùng hai chữ này, biểu đạt ra hắn vô cùng phức tạp tâm tình. Càng đến gần cái này, cửu long đế táng, thì càng phát hiện, nó vậy mà như thế to lớn. Nghe nói Thái Dương thần cung rất lớn, không nghĩ tới cái này cửu long đế cung, cơ hồ đều bắt kịp nó. Lớn như vậy cửu long đế táng, giấu trong lòng đất. Đến cùng là làm sao giấu, phu tử thiên líu lo không ngừng nói. Lý Thiên Mệnh tự động không để ý đến thanh âm của hắn. Hai mắt ngắm nhìn cái kia càng già càng gần cửu long đế táng. Đây là một tòa tràn ngập lịch sử cảm giác hoang vu thần cung, bởi vì thực sự quá xa xưa, lại nặng không trên đất cơ sở, cho nên bây giờ vụt lên từ mặt đất, phía trên vẫn mang theo vô số bùn đất nham thạch, ngay tại đi xuống rơi. Đường kính mấy ngàn thước nham thạch đập xuống đất, phát ra thanh âm niếc tai nhức óc, nổ tung vỡ nát, nhấc lên đầy trời bụi mù. Mơ hồ có thể nhìn đến, chín đầu 10 vạn mét lớn lên thần long điêu khắc. Quay quanh lấy cái này một tòa đế cung. Bọn họ hình thái khác nhau, có thần long ba đầu sáu tay, có thần long đầu đuôi đều là đầu rồng, còn có bốn đầu thần long đều chỉ có nửa người trên, đều tiếp tại cái kia cửu long đế táng phía trên, mà cửu long đế táng bản thân hình dáng, tựa như là một cái nằm ngửa trên đất cự nhân. Cái này đế cung ngoại tầng, cung đình trên lầu các, đều bao trùm lấy lít nha lít nhít phẩy rồng, mỗi một chiếc phẩy rồng đều có dài trăm thước bao quát, tại hỏa diễm phong bạo tàn phá bừa bãi dưới. Những thiên địa này thần khoáng điêu khắc đi ra vảy rồng, bắt đầu rạng rỡ thiểm quang. Cái này khiến cái kia thần long chín đầu, đều giống như sống lại giống như, chấn thiên tiếng long ngâm, đã càng già càng gần. Lý Thiên Mệnh bọn họ vận khí không tệ. Cửu long đế táng rõ ràng có chín lối vào, trong đó có một cái cửa vào, liền tại bọn hắn phụ cận. Cửa vào, kỳ thật cũng là thần long chín đầu điêu khắc đầu rồng, tấm kia mở miệng rồng, bây giờ chính cuốn lên lấy phong bạo. Xa xa liền có thể nhìn đến, có lít nha lít nhít người, tựa như là con kiến một dạng, chính hướng về miệng rồng sông đi vào. Có người bị phong bạo quyển bay ra ngoài, có người thì biến mất trong đó, bị cái này thần long cho nuốt vào. Quả nhiên, đi vào người, tên của hắn tại đế tinh bảng phía trên, sẽ có một cái điểm đỏ. Vô thiên chi cảnh hết thảy, đều xuất từ thiên cung an bài, đem cửu long đế táng cho lấy ra đến, để cho chúng ta những thứ này không đến 30 tuổi đệ tử đi vào. Thật là đại thủ bút. Cái này chẳng lẽ không phải Thái Dương Vạn Tông, đều phải dẫy đến bể đầu chảy máu đồ chơi a. Thân ở vô thiên chi cảnh bên trong những đứa trẻ, căn bản không biết,
Cửu Long Đế Táng xuất thế, phía ngoài ức vạn trưởng bối, sẽ có phản ứng gì? Lý Thiên Mệnh đối Thái Dương Vạn Tông lịch sử cùng tranh chấp, vốn cũng không đủ giải, tự nhiên không biết ở trong đó ý nghĩa. Trên thực tế, bên ngoài đã náo mở nồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên Thái Dương, vạn vạn ức chúng sinh chấn động, một tòa Cửu Long Đế Táng, trực tiếp dẫn nổ thiên hạ, vô số mãnh liệt sóng ngầm, bắt đầu tuôn hướng bên ngoài. Thái Dương Vạn Tông, các đại tông môn cường giả, nguyên một đám tụ tập, chịu mở cuộc họp khẩn cấp. Thiên cung nước cờ này, xem không hiểu người, nhiều lắm. Cửu Long Đế Táng xuất hiện, liền mang ý nghĩa lần này vô thiên chi chiến, ý nghĩa đã khác biệt, không lại cực hạn tại đệ tử tranh phong. Muốn không phải thiên cung phong bế vô thiên chi cảnh, đoán chừng rất nhiều cường giả đều sẽ xông đi vào, bọn họ cũng muốn tiến Cửu Long Đế Táng. Kỳ thật 30 tuổi trở lên những người kia, chỉ cần vạn tông thiên bảng sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn là không thế nào chú ý cái này vô thiên chi chiến, hiện tại tốt, đoán chừng khắp thiên hạ đều đang nhìn. Tề thiên chi nhãn, đều tại chuyển rời đến Cửu Long Đế Táng trên không. Đúng rồi a, bất kể là ai, chỉ cần tiến Cửu Long Đế Táng. Tề thiên chi nhãn thì lại cũng không nhìn thấy bọn họ rồi. Không nhất định, thiên cung có khả năng, sẽ cho chúng ta cung cấp thị giác. Đang chấn động, nghị luận bên trong, cái kia rộng rãi lòng đất cung điện, đã xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Bất quá, cách chờ hắn cùng Cửu Long Đế Táng, còn có hơn 10 triệu đệ tử. Không sai, tối thiểu ngàn vạn người ở trước mắt, lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng, trước sau trái phải trên dưới đều là người. Cửu Long Đế Táng động tĩnh lớn như vậy, đủ để hấp dẫn toàn bộ vô thiên chi cảnh 1 tỷ đệ tử. Trước mắt bị loại, cũng liền 1-2 ngàn vạn, còn lại đều còn tại. Lý Thiên Mệnh muốn xông vào Cửu Long Đế Táng, nhất định phải giết ra một đường máu. Nhất định phải đi vào. Định ra mục tiêu, nhất định phải bắt đầu hành động. Hiện tại Cửu Long Đế Táng còn đang lên cao, không biết nó lúc nào sẽ đóng lại, muốn đi vào trong đó, chỉ có thể nắm chặt thời gian. Thấy không, đế tinh bảng phía trên những cái kia tên, không có điểm đỏ những người kia, bọn họ điểm số, ngược lại tại tăng vọt. Phu Tử Thiên nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những người này, đều cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, tại Cửu Long Đế Táng phụ cận. Bây giờ chính là đám người tụ tập thời khắc, trước đây muốn tìm đến 1.000 người cũng khó khăn, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới đều là người. Nhiều như vậy, con mồi, đang ở trước mắt. Đế tinh bảng phía trên cái này 10.000 cái tinh anh đệ tử, đương nhiên sẽ bí quá hóa liều, trước, giết người, lại nói. Muốn đề cao điểm số, lại muốn bảo đảm tiến Cửu Long Đế Táng, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Một bên giết, một bên phóng tới cửa vào. Lý Thiên Mệnh lúc này quyết định. Cửa vào là số người nhiều nhất địa phương, cũng là dễ dàng nhất đi vào địa phương. Khác mạo hiểm a, muốn không trực tiếp đi vào, loạn như vậy, nhiều người như vậy. Giết không đến a, không muốn vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Phu Tử Thiên nói. Hắn cho rằng, Cửu Long Đế Táng tầm quan trọng, vào lúc này, vượt qua đế tinh bảng gia tăng điểm số. Ai nói giết không đến? Lý Thiên Mệnh quỷ quyệt cười một tiếng. Trước mắt ngàn vạn người, tối thiểu 9 triệu đều là sinh tử kiếp cảnh. Làm Lý Thiên Mệnh còn là sinh tử kiếp cảnh thời điểm, hắn sử dụng trộm thiên nhất tộc chủng tộc thiên phú, trộm mệnh hồn, khẽ vươn tay. Thì kéo ra khỏi thánh chi cảnh giới đối thủ 1 triệu mệnh hồn. Bây giờ hắn đã là đạp thiên chi cảnh, nắm giữ một cảnh thần hồn. Sinh tử kiếp cảnh phổ thông mệnh hồn, căn bản ngăn không được trộm mệnh hồn 1 chiêu này. Điểm này, Lý Thiên Mệnh trước đây đã thử qua, hắn đối thần hồn phía dưới, phàm nhân, cầm giữ có chí mạng trưởng khống lực. Trước 1 tháng, chế ước Lý Thiên Mệnh điểm số tăng vọt, là hắn căn bản đụng không lên nhiều người như vậy. Mà bây giờ... chính là không bao giờ thiếu người a. Tuy nhiên ở bên ngoài lưu lại, có vào không được Cửu Long Đế Táng mạo hiểm, nhưng là đế tinh bảng bài danh, vẫn là tương lai địa vị căn bản. Nếu như ta có thể cấp tốc trở lại 10 vị trí đầu, tiến vào Cửu Long Đế Táng, cùng còn lại người cạnh tranh, mới tính tại một cái hàng bắt đầu phía trên. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, đã bị buộc đến mấy ngàn tên bên ngoài. Mà lại, hiện tại bụi mù lăn lộn, sóng lửa ngập trời. Đám người hỗn loạn, liền xem như tề thiên chi nhãn, đều thấy không rõ lắm tình huống, ta trộm mệnh hồn, có thể trình độ lớn nhất ẩn nấp. Ý niệm tới đây, Lý Thiên Mệnh xông vào đám người, tại chỗ động thủ. Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, bạn đi theo, có thể kiếm tiện nghi. Đến mức Phu Tử Thiên, kêu cha gọi mẹ, treo ở phía sau, truy lấy bọn hắn. Giết!
trước mắt lít nha lít nhít đám người, tối thiểu có 10.000 người. Trong đó sinh tử kiếp cảnh, tối thiểu có 9.000. Trộm mệnh hồn. Khẽ vươn tay, trộm thiên nhất tộc siêu cấp thiên phú bạo phát. Cái này một cái vô hình hắc ám tí, vươn hướng hư không, thân thủ một nắm. Ong ong ong. Tối thiểu có 7.000 người, phía trước hướng thời điểm, đột nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất, thì cùng đã mất đi hồn phách giống như, trừng to mắt, không nhúc nhích. Mệnh hồn rời đi thức hải, làm đến thân thể của bọn hắn, tạm thời đã mất đi trưởng khống, tuy nhiên không chí tử, nhưng thời gian ngắn đã mất đi sức chống cự. Lý Thiên Mệnh không có khả năng trưởng khống bọn họ quá lâu. Nhưng, chỉ cần có một chút thời gian, cái kia là đủ rồi. Lên! Hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ, trực tiếp xông tới. Cộng sinh thú đều xuất hiện. Lực sát thương mạnh nhất là Huỳnh Hỏa Thần Thông, Phần Thiên Vũ Linh, cùng Tiên Tiên Phệ Huyết Kiếm Vũ. Mỗi một mảnh Phần Thiên Vũ Linh, đều mang thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận lực sát thương, đối sinh tử kiếp cảnh người mà nói, tuyệt đối chí mạng. Trộm mệnh hồn phía dưới, đối phương không né tránh, không chống cự, làm đến Huỳnh Hỏa Phần Thiên Vũ Linh tỷ lệ chính xác, tại chỗ tăng lên hơn gấp 10 lần. Dù sao, nó trước kia một trận bắn loạn, chính xác không được tốt lắm. Tiếp theo là Miêu Miêu cùng Thái Cổ Tà Ma Thần Thông, quét qua đi qua một mảng lớn. Nếu như ta dám dùng Thức Thần Vạn Kiếm thần niệm, hẳn là sẽ càng nhanh. Thức Thần không dùng, đối mặt sẽ không né tránh, ngăn cản địch nhân, Lý Thiên Mệnh hiệu suất đều nhanh đến khủng bố. Bất quá, Đế Tinh bảng phía trên, những cái kia không có điểm đỏ tên, điểm số vẫn tại tăng vọt. Lúc trước 180.000 Đế Tinh bảng đệ nhất, hiện tại đã tăng tới 250.000. Nói rõ trong khoảng thời gian này, người này lại đánh bại 70.000 người. Bất quá, hắn tăng vọt tốc độ, không có Lý Thiên Mệnh nhanh. Tại trộm mệnh hồn cái này nghịch thiên năng lực trưởng khống dưới, Lý Thiên Mệnh cái tên này, theo Đế Tinh bảng một cái không người chú ý nơi hẻo lánh, bắt đầu tăng vọt. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, liền Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, đều hưởng thụ bài danh tăng vọt đãi ngộ. Một lần trộm mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng, giết, không hết, bọn họ cùng một chỗ nhặt nhạnh chỗ tốt, hiệu suất tăng nhiều. Sau cùng liền Vu Tử Thiên, đều kịp phản ứng, bắt đầu để mắt tới những cái kia bị Lý Thiên Mệnh trộm mệnh hồn đệ tử, bắt đầu điên cuồng nhặt nhạnh chỗ tốt. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Điên rồi, đều điên rồi a. Ta dựa vào, thật nhiều người còn không tiến vào, đều thừa cơ giết lung tung đây. Sớm đi vào, thất sách, mấy người bị gạt ra 10 vị trí đầu. Những người này còn không đi vào, muốn là lại giết một hồi, liền đế táng còn không thể nào vào được, vậy là tốt rồi cười. Mặt khác, cái này cửu long đế táng bên trong, khẳng định có cửu long đế tôn lưu lại bảo tàng. Những cái kia đi vào trước người, ánh mắt lâu dài hơn, hiểu lấy hay bỏ, tất nhiên nhanh chân đến trước. Tại cái này lớn như vậy cửu long đế táng chung quanh, chín lối vào đều là đại hỗn chiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, bụi mù đầy trời, hỏa diễm phong bạo gào thét. Thậm chí, còn có cộng sinh thú huyết nhục văng tung tóe. Cộng sinh thú không có đế tinh kết giới bảo hộ, nếu như bị chém giết, vậy coi như là thật tử vong. Cái này vô thiên chi chiến, cũng không phải là không có có tổn thất cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh sử dụng trộm mệnh hồn, đánh bại hiệu suất tuy nhiên cao, nhưng hắn chế tạo tràng diện, cùng cái này đại hỗn chiến so sánh, quả thực cũng là chín châu mất sợi lông. Giống như hắn đại khai sát giới người, thực sự nhiều lắm. Giờ phút này tiếng hô giết rung trời, khắp nơi đều là hô hoán, gào thét, chói lọi cộng sinh thú thần thông cùng thức thần đạo kiếp giống như pháo hoa trên bầu trời nở rộ, lít nha lít nhít đám người trên bầu trời phi nhanh, hình thành từng mảnh nhỏ mây đen. Cửu Long đế táng đến chỗ cao nhất, bắt đầu chìm xuống. Vu Tử Thiên nhắc nhở. Không có việc gì, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh đã vô cùng tới gần, cái này cửu long đế táng lối vào. Hắn có nắm chắc, tại cái này cửu long đế táng một lần nữa chìm vào lòng đất tiến lên đi. Lúc này thời điểm khảo nghiệm là đại trái tim. Hắn liên nguyệt sáng động viêm hoàng đều trải qua, tâm lý tố chất đủ mạnh. Cái kia lối vào thổi ra từng đợt cường lực phong bạo, trên cơ bản phải đạp thiên chi cảnh mới có thể đi vào, sinh tử kiếp cảnh cứng rắn, đều sẽ bị thổi bay ra ngoài. Dạ Lăng Phong thông qua quan sát, ra kết luận. Đúng, nhưng là đại đa số sinh tử kiếp cảnh đệ tử, vẫn là muốn tìm kiếm chút vận may. Nghĩ như vậy người, đạt tới mấy trăm triệu. Bây giờ còn có liên tục không ngừng sinh tử kiếp cảnh đệ tử xông tới, quay chung quanh tại Cửu Long Đế Táng bên cạnh,
lo lắng cho mình bỏ lỡ đại tạo hóa. Đây là mọi người bình thường tâm lý. Muốn không phải muốn thay đổi vận mệnh, ai sẽ đến vô thiên chi cảnh? Nếu như thực sự vào không được, các loại cửu long đế táng đóng lại, những người này trong lúc nhất thời cũng không cách nào tản ra, chúng ta ở chỗ này tiếp tục chém giết, nói không chừng có thể đem điểm số tăng lên tới 1 triệu trở lên. Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, đoán chừng cũng ổn. Lâm Tiêu Tiêu nhìn lấy cái này lít nha lít nhít đám người, phân tích nói. Tốt nhất vẫn là đi vào, cái này cửu long đế táng đã xuất hiện, thiên cung tự nhiên sẽ đem bên trong khảo nghiệm, thiết chí đế tinh bảng bài danh quan trọng. Coi như ở bên ngoài giết tới 1 triệu người, rất có thể cũng không thể so. Lý Thiên Mệnh nói. Có đạo lý. Bọn họ tại cái kia cửa vào trước, trực tiếp bình tĩnh tại cái này, quay người trước mặt cái kia vô số đánh thẳng tới đệ tử. Lý Thiên Mệnh dùng trộm mệnh hồn xuất thủ, một lần trưởng khống 7-8 ngàn người. Dạng này tiêu hao sẽ không quá lớn. Chờ bọn hắn mệnh hồn, tạm thời bị bóc ra thức hải, 4 người bọn họ thì hô nhau mà lên, đem nguyên một đám đế tinh kết giới cho đánh ra đến, hiệu suất vẫn là kinh người. Lý Thiên Mệnh thời khắc này đế tinh bảng điểm số tăng vào tốc độ, quả thực toàn bảng đệ nhất. Tại cục diện hỗn loạn này phía dưới, căn bản không có mấy người chú ý. Một cái mấy ngàn tên bên ngoài thanh hồn điện đệ tử, bài danh phi tốc đi lên lui, đem nguyên một đám kim quang lập lòe tên cho kéo xuống ngựa. Thời gian trôi qua, cửu long đế táng ầm vang hạ xuống. Cái kia như vòng xoáy một dạng hắc ám cửa vào, cũng chính là thần long điêu khắc miệng rồng, đã có một phần nhỏ, bắt đầu nặng xuống mặt đất. Phu tử thiên bắt đầu gấp, Lý Thiên Mệnh vẫn còn tiếp tục. Ngẩng đầu nhìn lên, đến thời khắc này đến, đế tinh bảng phía trên cái kia hơn vạn tên. Đã có 8.000 cái đều có điểm đỏ. Điều này nói rõ tinh anh đệ tử bên trong, ở lại bên ngoài đã không nhiều lắm. Vì bắt lấy cơ hội cuối cùng, đến 10 triệu đệ tử, tại Lý Thiên Mệnh trước mắt cuồng hướng, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Bọn họ thật vất vả, đuổi tại sau cùng thời gian, vọt tới đế táng phụ cận. Tự nhiên là không thèm đếm xỉa hết thảy, đều muốn chen vào. Tránh ra! Chó ngoan chớ cản đường! Tại vô số chửi rủa bên trong, hỗn chiến tiếp tục, quy mô lớn hơn. Lý Thiên Mệnh đánh bại hiệu suất lần nữa tăng lên. Nhưng bây giờ bắt đầu, bởi vì đế táng sắp chìm vào khắp nơi, có thể nói, mỗi một hơi thở thời gian, hắn đều là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Ngươi lại tiến 10 vị trí đầu. Phu tử Thiên ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Bia, nhịn không được quái khiếu một tiếng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, cái kia đế tinh bảng phía trên hạng 9. Chính là tên của hắn, điểm số đã đạt đến 100.000, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng vọt. Tại trước mặt hắn tối thiểu có 7 cái tên, đều đã có điểm đỏ, tăng trưởng tốc độ vô cùng chậm, có thậm chí đã đình trệ. Đây càng là phản siêu bọn họ cơ hội tốt nhất. Tiếp tục, lại chống đỡ một hồi, huyết kiếm lời. Lý Thiên Mệnh tiếp tục vùi đầu, giết người. Theo mấy ngàn tên, lần nữa trở lại 10 vị trí đầu, chiếm cứ chủ động, ý nghĩa trọng đại. Trước đây hắn một lần cho rằng, đế tinh bảng 10 vị trí đầu đối với mình tới nói, đã vô cùng khó khăn. Liên Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu, đều hơn 20 tên, không được, ta phải thêm chút sức. Bài danh dụ hoặc, để Vu Tử Thiên không nói nhảm nữa. Dù là hắn hiện tại chỉ có lục hợp thiên chiến đấu lực, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, những cái kia vò tới đệ tử, toàn bộ không phản kháng không né tránh, chờ lấy bị đánh, liền Vu Tử Thiên đánh bại con số, đồng thời cao lên. Ầm ầm, cửu long đế táng còn đang chìm xuống. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh một người đã đủ giữ quan ải, ngăn cản vô số sinh tử kiếp cảnh đệ tử. Hắn bài danh tiến vào 10 vị trí đầu, vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên, tiếp tục đem từng cái danh tự kéo xuống ngựa. Hắn đây là muốn, lại hướng đệ nhất. Lúc này thời điểm, mặc kệ là vô thiên chi cảnh bên trong, vẫn là toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, lại có rất nhiều người chú ý tới, cái này một cái quen thuộc lại tên xa lạ. Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh, có vẻ giống như gặp qua. Nhị lưu thế lực đệ tử, lại xông vào 10 vị trí đầu. Đúng rồi, cái này không phải liền là đế tinh bảng phía trên, cái thứ nhất xuất hiện tên sao. Về sau giống như bị quăng đến mấy ngàn tên bên ngoài. Hắn tại sao lại giết trở về? Thực lực của hắn, là tinh tướng thần cảnh cấp thứ 2 hai bên. Trời ạ, hắn là tại đế táng bên ngoài động thủ đi. Hiệu suất này quả thực cao đến quá đáng. Mấu chốt là trước mặt hắn người, cơ bản đều tiến đế táng. Tề Thiên Chi nhãn đâu, nhìn một chút cái này Lý Thiên Mệnh.
Mọi người tranh thủ thời gian tại Tề Thiên Chi nhãn bên trong tìm kiếm, có thể là bởi vì tràng diện quá hỗn loạn, hiện tại mỗi một cái Tề Thiên Chi nhãn bên trong tầm mắt, nhìn đến đều là bụi mù cùng hỗn chiến, căn bản tìm không thấy cụ thể người. Còn tại tăng lên, 230.000, đã đệ nhị. Ngưu bức A, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, đuổi người khác hơn 1 tháng thành quả. Không biết đến tiếp sau sẽ có thay đổi gì, muốn là vô thiên chi chiến kết thúc trước đó, cái này thanh hồn điện đệ tử có thể lưu tại 10 vị trí đầu, cái kia thanh hồn điện quả thực kiếm lợi lớn, vạn tông thiên bảng bài danh, cũng có thể tăng lên. Đúng vậy A, thanh hồn điện cùng Vân Thượng Tiên Cung, chỉ kém một tên, thanh hồn điện muốn là phản siêu Vân Thượng Tiên Cung, vậy là tốt rồi chơi. Đây không phải 1-2 năm sự tình, một khi tư nguyên phân phối đổi, thanh hồn điện đem về áp chế Vân Thượng Tiên Cung, một người đệ tử, cải biến cả tòa Thanh Vân Đại Lục bố cục. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Không chỉ là vô thiên hỏa trụ bên ngoài, còn có vô số Thái Dương Vạn Tông Sơn Môn, tất cả mọi người tại Tề Thiên Chi nhãn bên trong, duy nhất coi như rõ ràng, Tề Thiên Bia, phía trên, thấy được để bọn hắn rung động, không lời một màn. Ông trời của ta, thanh hồn điện đây là tổ phần khai quang rồi. Một cái bài danh 38-2 lưu tông môn, đây là muốn nổ tung A. Trong lúc nhất thời, vô số nghị luận, bao phủ Thái Dương Vạn Tông cương thổ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, lại nhiều hai cái thanh hồn điện đệ tử. Một cái gọi, Tiểu Phong, đệ tử, xông lên đế tinh bảng hạng 9. Còn có một cái gọi là, Lâm Tiêu Tiêu, nữ đệ tử, xông lên hạng 10. Bọn họ theo lý thiên mệnh, đem rất nhiều mang theo điểm đỏ tên kéo xuống ngựa. Quả thực cũng là một trận giết lung tung. Không có lý thiên mệnh trộm mệnh hồn, bọn họ tự nhiên không có cách nào, nhẹ nhàng như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt. Trận này mấy trăm triệu đám người tụ tập, dù là thời gian ngắn, đều thành lý thiên mệnh may mắn một khắc. Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, xuất hiện 3 cái, 2 lưu tông môn, đệ tử, mà lại đều đến từ cùng một cái tông môn. Trong lịch sử, tồn tại qua loại tình huống này sao? Không có, dù là đây không phải cuối cùng bài danh, cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Cái này 3 người đệ tử, muốn là đều có xứng đôi bài danh thiên phú, mấy trăm năm về sau, bọn họ làm cho thanh hồn điện, nắm giữ trùng kích nhất lưu thế lực, cải biến Thái Dương Vạn Tông bố cục năng lực. Vấn đề là, không nhất định xứng đôi A, có thể là bọn họ có đặc thù sát nhân chi pháp, thừa dịp loạn nhặt được tiện nghi. Cái này hiển nhiên, Thái Dương Vạn Tông quá lớn, quá nhiều người, đến mức quan tại 3 người bọn hắn thảo luận, đã đạt tới ước vạn. Lý Thiên Mệnh nhân cơ hội này, lại lần nữa trở thành danh nhân, cũng làm cho cả thanh hồn điện, đứng tại đứng mũi chịu sào. Hiện tại phía xa Thanh Vân Đại Lục, Thanh Hồn Kiếm Phong, phía trên, Thanh Hồn Điện trưởng bối các cường giả, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng là toàn tông đại hỉ sự tình, bởi vì tại chỗ không có một người, biết Lý Thiên Mệnh lai lịch của bọn hắn, đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Đều là Giang Thanh Lưu đệ tử. Giang Sư Bá, thật sự là ngưu bức. Ta nhìn thấy đại sư huynh bài danh, cũng đến hơn 300 tên, hắn cũng bắt đầu phát lực. Chống đỡ A, các sư huynh sư tỷ.